xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam các bạn thân mến mời các bạn theo dõi truyện cánh vạc của tác giả đàm huy đông giống chó ăn bám Bà Nga vừa phát thật lực vào mông con bé vừa chửi Con bé ba tuổi gào lạc cả giọng Mồm ngoạc ra Nước mắt nước mũi ròng ròng Đói Ướt lướt thướt vì ngã vào chậu nước Lại bị đánh bị chửi Nó khóc Nó ngồi phệt xuống đất Khóc Nhưng không ăn vả Không dậy sụa, Cái chán bướng nhô ra Ba tuổi Đen gầy bé như giải khoai. Trang về xe đạp đi đi cũ lọc dọc cặp sách để phía sau, mới rau muống héo trong lồng xe phía trước. Có cầm đi không? Cây lũ ăn bám nhà chúng mày. Bà nga đáp lại câu chào của con dâu bằng câu chửi đứa cháu nội, mà đúng hơn là chửi hai mẹ con nó. Một cú xuyên táo bà vẫn thường dùng. Trang chạy đến ôm con. Đến đi con, đến đi, mẹ về rồi. Con bé bám riết lấy mẹ, nức nở. Đến đi con, mẹ còn đi nấu cơm. Con bé còn ôm cổ, gục đầu vào vai mẹ. Một tay trang ôm con, một tay vơ mới rau muống trong lồng xe. Đến đi con, đến. Nhanh cái chân cái tay lên, chưa rồi chứ còn sớm lắm đấy. Mà đâm rúc ở đâu giờ này mới về Hôm nay còn có Tết cuối Đến đi, đến đi con Mẹ mua cho con hộp sữa đây này Cuối với trả đầu Một tháng được mấy đồng rẻ rách Ăn đã chả có, còn sữa với đường Đúng là ăn hoang có giống Bà Nga nói xong Thì khạc cái đờm trong cổ Nhổ tuệt góc dân Rồi đi vào trong nhà Bà Nga có cái tật khạc đờm và nhổ bệnh Bà mắc cái tật ấy cả chục năm nay. Ngày trước, chồng bà còn sống. Ông lão nghiện thuốc nào hay khạc nhổ, bà ghét lắm. Lầu bầu, lầm bầm. Nhiều lần vợ chồng xô xát vì cái chuyện khạc nhổ ấy. Chồng bà chết. Tự dưng, bà lại mắc cái tật cũ của chồng. Lúc nào cũng thấy bức bối trong người. Lúc nào cũng có cái đờm vướng ở cổ. Quái quỷ hay là phong thủy cái nhà này bí khí chỗ nào chẳng biết. Trang đặt con vào lòng, ngồi xuống nhặt rau, mắt cay xè, miệng đắng ngắt, run người vì đói, từ sáng chưa ăn gì. Đầu ong ong, Trang không nói, trang quen rồi, chẳng phải lần đầu. Tivi đã mở hết âm lượng. Quạt trần đã quay hết tốc độ mà bà Nga vẫn chưa bay hết bực bội trong lòng. Bà nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ bà càng cay cú câu chửi bật ra từ vô thức, bà căm hận chúng nó đến tận xương tủy. người yêu của trang hơn trang 2 tuổi, đẹp trai, cao ráo, học hành giỏi giang, dẫu chưa phải là một cặp trời sinh hay tiền đồng ngọc nữ, mỹ nhân anh hùng gì gì, nhưng hai đứa khá là xứng đôi. thế mà bộ đôi gần hoàn hảo ấy lại bị phụ huynh của cậu con trai phản đối kịch liệt, phản đối ngay từ lần đầu gặp mặt biết tên. Phụ huynh nói, phụ huynh chẳng chê trang điểm nào, kể cả các điểm trang không có bố một cách chính danh, lẫn điểm mẹ con trang là dân bạc cư, siêu dạt tận đầu tận đâu đến đất này cùng với vô vàn dấu hỏi về thân phận phía sau. Không chê, thậm chí còn khen trang hiền hậu nhu mì, đoan trang lễ phép, nhưng nhất định phản đối. Đơn giản vì người yêu của Trang tên là Nghĩa. Nghĩa cái tên hay quá đi. Trang. Cái tên cũng hay quá đi, nhưng kết hợp lại thì thành Nghĩa Trang. Không được, dứt khoát là không được. Chẳng lẽ trong hôn lễ, tay MC lại nói xin chúc hai bạn Nghĩa Trang trăm năm hạnh phúc hay là cảm ơn các ông bà, chú bác hai bên và bạn bè nam nữ đã đến với Nghĩa Trang ư? Lý do trực tiếp thì là thế, nhưng ai mà biết sự thực đằng sau cái lý do ấy là gì? Hai đứa méo miệng cười mà chia tay. Thế rồi Nghĩa thì lấy vợ tên là Khơ, còn Trang thì sau này lấy Dĩnh. Giữa một buổi trưa, quãng tháng 5 hay tháng 6 gì đấy, khoảng 3-4 năm trước, nắng cháy đường cháy chợ. Vũ đang ế chồng ế trơ, mình trần, mắc võng dưới gốc cây mít, phì phạch quạt thì nghe tiếng bà Thu gọi. Trời nắng há mồm, nhưng có khách gọi mà không đi thì cũng chết đó nhe răng chó luộc. Vũ khoác cái áo vào rồi chạy ra, Bà thu quần áo chỉnh tề, chán lấm tấm mồ hôi, cái nón khoác bên tay phải. Trong cái nón ấy, bàn tay cầm một gói gì đó. Rõ ràng là có cái gì muốn giấu. Rõ ràng là một việc quan trọng. Nhớn nhát nhìn quanh như sợ có ai rình mò theo dõi, như để chắc chắn rằng bốn phương tám hướng không có người khác. Rồi bà Thu mới nói khẽ. Bác trở giúp tôi lên thị trấn, có việc một lúc, rồi lại cho tôi về con rìm nổ máy trườn ra ngõ, nắng hắt rát bỏng vào người. Bà lên chỗ nào thị trấn đấy? À, cho tôi lên chỗ... chỗ ngã ba lối rẽ vào chợ mai. Vũ gục gặt gật đầu và tăng ca. Nhìn phía trước, thấy không khí như đang hóa lẳng, nhún nhảy. Không biết bà trẻ này làm gì mà đi vào giờ này, lại có vẻ lén lén lút lút, cố làm như vô sự. Nhưng rõ ràng là có chuyện không là buôn vàng bán bạc thì cũng là nem trà gái trai. Xem nào. Mẹ, cái đoạn ngã ba ấy có cả cửa hàng vàng bạc lẫn nhà nghỉ. Bán vàng thì việc đích gì phải đi gấp đi gáp thế này. Có họa là việc cháy nhà chết người, cần tiền ngay lập tức. Trăm phần trăm là có tay bồ già nào tranh thủ cặp nhiệt độ, trũng trẹ, dã hành tỏi rồi. Nắng thế này mà giữa trưa mò đi. Nghĩ đến đấy, Vũ nhếch mép cười. Mình lại phải ngồi đói meo, chờ hai cụ xôi chuối. Mà cái bà này cũng kém chọn ra phết. Thấy bảo lão Tùng xóm mới, tà lưa tà lướt, mà có răng hoa be bờ rờ cỏ được đâu. Vũ cứ nghĩ ngợi biên man như thế, chuyện nọ sọ chuyện kia, cho đến khi bà Thu vỗ vỗ vào lưng. Cho tôi xuống đây, bác Vũ. Bà Thu tháo mũ bảo hiểm ra, cây nón vẫn khoác ở tay phải tay trái móc tờ 20.000. Bà cầm uống tạm chén nước đợi tôi. Tôi mời, tiền công tôi vẫn trả đủ bác. Vũ dắt xe lên vỉa hè, kéo cái ghế nhựa ngồi xuống. Trời nóng khiếp. Thấy bà Thu tất tả đi về hướng nhà nghỉ thiên đường, Vũ mỉm cười. Đúng lúc ấy, bà Thu dừng bước, ngoái cổ lại phía Vũ. Vũ vội quay đi hướng khác, vờ như không để ý. Mấy mươi giây, Vũ quay đầu lại không thấy bà thu đâu vũ lại mỉm cười tự khen mình đoán việc như thần nhưng ở kia bà thu vẫn đang bước vội vàng hóa ra bà đã sang đường bà rẽ vào cửa hàng vàng bạc một lúc khá lâu sau bà thu quay lại một thoáng chút rầu rầu bà gọi vũ trở về rồi trong lúc đội mũ bảo hiểm lên đầu thì bà vô tình thốt khẽ hai giá mất không bao nhiêu tiền Bà bảo cái gì cơ? À không không, bác cho tôi về. Bà Thu cười. Vũ về đến nhà thì quá 12 giờ. Anh chờ ai đấy? Vợ Vũ hỏi. Bà Thu xóm mới. À, mẹ cái trang chứ gì, đi đâu mà giữ chưa? Đi bán vàng. Bán vàng á? Mắt vợ Vũ ánh lên long lanh, thứ long lanh của đàn bà mê buôn chuyện gặp được đề tài. Nhà bà ấy mà cũng có vàng bán á. Cơm canh xong rồi, mà ngồi cho ráo mồ hôi đã. Thì bà ấy bán vàng thật à? Mà này, ai cũng tưởng bà ấy nghèo, hóa ra là giàu ngầm. Có cả một bọc vàng to tướng, ai cũng tưởng bà ấy nghèo, hóa ra là giàu ngầm. Chị Hoa hàng xóm nhà Vũ cũng thống nhất kết luận y như vợ Vũ khi hai chị buôn dưa với nhau tối hôm ấy rồi thì cả cái làng đìa đều kết luận như thế khi bà hàng xóm bên trái của bà thu cung cấp thông tin rằng bà thu rất quan tâm đến giá vàng còn bà hàng xóm bên phải thì kể chuyện nhìn thấy bà thu mua ở chợ hai cái khóa to đùng ngày ấy chàng đang học năm cuối trường sư phạm tỉnh ngành sinh công nghệ dĩnh là con độc không đến nỗi phải gắn biển xấu xấu bần bần, chín năm không tắm, nhưng không thể gọi là đẹp trai. Dĩnh cao liêu nghêu, giống gen bà Nga. Bà Nga cao như cái sao, cặp ống đồng thường thượt, tí nữa thì ế chồng vì cái tội đòi làm đèn cao áp ở cái vùng quê ngày ấy chưa có điện. Dĩnh đen, tóc rễ che, mặt vuông chữ điền, hàm bạnh, vai u, gù gù giống bố. Dĩnh làm công nhân nhà máy gạch, nhà không giàu bố mất sớm, được cái dĩnh hiền lành một mực nghe lời mẹ. Dĩnh hơn Trang bốn tuổi, bà Nga nhờ người dắt dĩnh đến ra mặt Trang. Trước đấy, dĩnh cũng đánh tiếng mấy đám nhưng chưa đến duyên. Dạo ấy, Trang mới xin được làm hợp đồng công việc ở trường cấp 2 xã Biên. Hợp đồng công việc là cái từ để chỉ một loại hợp đồng mang tính thời vụ, kiểu cần phải dọn vệ sinh, cần lau nhà, cần chuyển một cái cây không làm được thì thuê một vài người làm trong một vài giờ làm giờ nào trả tiền giờ ấy làm xong thì nhận tiền rồi biến nghĩa là hai bên chẳng ràng buộc gì nhau giáo viên hợp đồng công việc thực ra chẳng có danh phận gì nhưng ra trường rồi không đi dạy thì biết làm cái gì trong khi biên chế thì đang quá mức dư thừa đắm đò thì vớ được cái gì có hy vọng nổi là tốt rồi làm gì có cơ hội mà kén cá chọn canh cũng đành túc tắc mà tin tưởng, ước mơ mà vẽ ra viễn cảnh đường chân trời trước mắt. Thế nào? Mày thấy nó thế nào? Bà Nga hỏi Dĩnh lúc Dĩnh từ nhà Trang trở về. Cũng được. Được thì tấn công luôn đi. Mẹ đi xem tuổi rồi, tháng 10 cưới luôn. Mẹ cứ làm như là húp ngay được nói. Húp chứ còn gì, cưới vợ phải cưới liền tay, mẹ con nó dân bạ cư lại không có chồng lấy ai ở cái đất này ờ nhưng mà giàu lắm đấy con ạ à. vàng hàng ca sao mẹ biết lại còn không tôi hỏi han tìm hiểu chán rồi anh ạ à. không thế tôi xui anh lấy nó làm gì nó là con độc mẹ nó chẳng cho nó thì cho ai có tí vốn liếng sau này đỡ khổ chắc gì cái khoản vốn liếng thì chắc chắn là nhiều ít nhất thì chạy cho nó vào nhà nước rồi cũng phải còn dăm ba cây nữa đằng này bà thu cũng nhỏ to cùng con gái thằng ấy cũng được đấy đồng ý thì ừ đừng lơ ra lửng vào hoàn cảnh của mình thì vừa mới gặp mặt nào biết người ta có ý gì với lại đã biết tính tình gia cảnh người ta thế nào rồi thì dĩnh và trang cũng cưới nhau đừng bao giờ nhầm nhọt sang trồng trọt mà nghĩ rằng kết hôn là công đoạn cuối của tình yêu trai gái. Dĩnh và Trang không hề yêu nhau, đó là sự thật. Thật như là sau cái đêm tân hôn mỏi nhừ mỏi giã, 4 giờ sáng, bà mẹ chồng đã mò vào buồng tân hôn mà gọi hai đứa dậy. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau, chỉ vì lấy nhau, ngẫu nhiên. Nhưng rồi sau một thời gian đá cặp, lại thấy hợp nhau, rồi nảy sinh cái tình yêu chồng vợ Dĩnh và Trang thì không thể. Trong bữa cơm sáng của cái ngày thứ tám sau hôn lễ, bà Nga đang ăn chợt chống đũa thở dài đánh sượt. Tiếng thở dài não nề nặng nhọc như bò gầy kéo gỗ, rồi bảo. Mẹ trông thằng Dĩnh dạo này gầy gầy mà xanh nhớt xanh nhát. Rồi bà đảo mắt nhìn Trang, cái đảo mắt nhanh, khéo như ngày trước người ngoài hành tinh Ronaldo đào chân trong vòng cấm địa đối phương mặt trang đỏ bừng, cắm xuống sới cơm. Ngựa non háu đá, tốt mái hại sống. Bà Nga lầm bẩm môi bà khẽ nhành ra trong thoáng chốc. Đến trưa, Trang đi làm về đã thấy trong phòng tân hôn có cái giường của mẹ chồng. Dĩnh trả lời cái ánh mắt ngơ ngác của Trang rằng Mẹ yếu hay bị bóng đè, mẹ ngủ ngoài nhà một mình nguy hiểm lắm. Thế nên... Thế nên thế nên đến cái việc liên hoan văn nghệ đêm đêm của vợ chồng cũng nằm trong vòng cương tỏa vợ chồng hoạt động bí mật được pháp luật thừa nhận được đạo đức bảo trợ âm dương phối hợp thuận với lẽ của đất trời vạn vật thế mà lén lén lút lút như ăn vụng ăn trộm vừa khẽ khàng cơ động chiến đấu vừa phải nghe tiếng trở mình tiếng ho tiếng e hèm của bà cụ cuộc sống với trang ngày càng ngột ngạt bất cứ việc gì của vợ chồng trang cũng chịu sự chi phối điều hành của bà nga lúc đầu trang chỉ cảm nhận được thế thôi trang hoàn toàn không biết trang đang là niềm hy vọng là giấc mơ là mỏ dầu tiềm năng của nhà chồng bà nga và cả chồng trang nữa đang nóng lòng hy vọng đợi chờ thấy trang vẫn thản nhiên trước sự nóng lòng sốt ruột của mình bà nga hối thúc con trai dò hỏi về cái khoản hồi môn tưởng tượng rồi thấy con trai ậm à ậm ờ, ngần ngại không nói, bà không chịu được. Bà nghĩ, phải can thiệp việc này. Lúc đầu bà Nga nói bóng nó gió, sau thì bà nói toạc bóng heo ra luôn. Bà chơi bài ngựa, trắng phớ. Này Trang này, mẹ con bên nhà nhiều vàng lắm, có cho con chút nào làm của hồi môn không? chàng quá đỗi ngạc nhiên, chố mắt. Trang không tin nổi, không thể tin được nhưng bà nga vẫn tin bà rỉ rả kể lể với trang ôi trời cả làng cả xã người ta biết thế mà mẹ con lại giống con bên ấy mẹ con chỉ có mình con bên này mẹ chỉ có mình thằng dĩnh chẳng vun vén cho chúng mày thì để làm gì những lời thẽ thọt ngọt nhạt chuyên trở niềm tin sắt đá gớm ghê của mẹ chồng thấm vào trang làm trang cũng nghi nghi hoặc hoặc thảng thốt trong ý nghĩ có lúc còn giận cả mẹ đẻ của mình một hôm chủ nhật, Trang về với mẹ. Lúc hai mẹ con ngồi nhặt rau, ngập ngừng Trang hỏi. Mẹ Trang cười như miếu, rồi mẹ không cười nữa. Mẹ khóc, khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt ràn rụa trên gò má đầy tàn nhang. Mẹ kể hết cho Trang nghe mưu kế của mẹ. Mẹ làm như vậy để người ta nghĩ nhà mình có của. Mẹ diễn trò như vậy cũng chỉ vì mong con kiếm được tấm chồng nếu mẹ không làm thế ở cái đất còn nặng nề hủ tục này ai chịu lấy một đứa không cha ôi mẹ nhưng mẹ làm như thế là giết con rồi trang kêu lên mẹ gật đầu mắt nhòe nước càng ngày trang càng bị mẹ chồng oán hận khinh rẻ con mọn công việc lại chẳng có gì tiến triển ba năm trời vẫn chỉ là một giáo viên hợp đồng thời vụ trang nhận may bao dứa để kiếm tiền, thức đêm thức hôm, gò lưng gấp, vuốt, rồi loạt sạch với cái máy may công nghiệp, nhưng vẫn không thoát khỏi cái danh ăn bám. Chàng ngày một xác sơ, gầy mòn, dĩnh ngày một lạnh nhạt, cả ngày chẳng thèm nói với vợ với con nửa câu. Con gọi, vợ hỏi, dĩnh chỉ ừ hữ cho xong chuyện. Đã có lần lựa lúc mẹ chồng đi vắng, trang nhỏ to với dĩnh, hy vọng chồng hiểu, chồng thông cảm. Dĩnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngáp dài, rồi quát, rồi chửi tục. Bây giờ thì Dĩnh và mẹ anh đã hiểu rằng họ bị lừa, đắng trao đắng chát. Mẹ chồng ghét Trang bao nhiêu, thì chồng chán Trang bấy nhiêu. Bốn người sống dưới một mái nhà, có vợ có chồng, có con, có mẹ, có bà có cháu mà không thành được một gia đình. Một sáng chủ nhật mùa thu mát mẻ, Trang đang ngồi loạch sạch máy may, thì điện thoại réo số của dĩnh dĩnh đi khỏi nhà từ sớm đi đâu dĩnh không nói trang cũng không hỏi trang hỏi cầm chắc là ăn chửi quen thế rồi có mấy chủ nhật dĩnh ở nhà đâu nhưng dĩnh gọi điện thế này là sự lạ trang run run bấm nút trả lời alo anh à chị là trang vợ anh dĩnh phải không đầu kia tiếng một người phụ nữ vâng chị là ai sao lại giọng trang lạc đi dường như có sự chẳng lành sao lại cái gì nói cho chị biết tôi là ngân anh dĩnh đang ở chỗ tôi anh anh ấy làm sao chẳng làm sao cả thế chị ở đâu ở đâu sao lại có loại người ngu như chị một đực một cái ở với nhau thì ở đâu bọn này đang ở trên giường chị ăn nói cho tử tế tử tế đấy chứ đang ở nhà nghỉ hoa hồng đây này vừa quay clip xong tối về bảo anh mở cho mà xem mà thôi bé nói chuyện với chồng bé nhé cái gì đấy trang nghe tiếng dĩnh anh dĩnh anh làm cái trò gì đấy trò gì im mồm đi rồi tắt máy Gần một tiếng sau Dĩnh về, một trận chiến bùng nổ. Hai mẹ con Trang ăn no đòn của Dĩnh. Bà Nga an nhiên, bỏm bẻm nhai trầu, không mảy may xúc động. Một buổi chiều muộn, sau đấy gần nửa tháng, Trang đi dạy về, vào buồng thay quần áo. Trang chết sững. Trên giường, một con đàn bà lõa đồ, tóc nhuộm đỏ, đang quặp chặt lấy Dĩnh. Trang quay ngoắt ra ngoài Bà Nga đang ngồi xem đĩa trầu văn Tay búa miệng hát Theo nhịp xanh tiếng phách Nhìn gương mặt thất thần của Trang Thì khẽ cười Chỉ tay vào hai cái túi ở góc nhà Trang vớ hai cái túi Ở trong ấy Có mấy bộ quần áo của hai mẹ con Trang Một con thiên nga gãy cổ Món đồ chơi duy nhất của con gái Họ đã chuẩn bị sẵn Trang đi Cánh vạc bay trong đêm mù mịt các bạn, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Đời thản nhiên trôi của nhà văn người Mỹ Kevin Cliskind. trở về hôm nay Người đàn ông ngồi uống cà phê bên cửa sổ Nhìn ra biển đục Và cố hình dung khuôn mặt của thằng con Bây giờ chắc đó là vẻ mặt của một người đàn ông Có thể là một khuôn mặt giống mặt ông 20 năm rồi, chứ ít gì Thằng con bỏ nhà đi năm 17 tuổi Không một lời từ giã. Và người đàn ông đóng cửa sang phòng trống Có cái giường chưa dọn gọn trước khi đi ra cảng như mọi khi hai tuần trước khi ông thấy lá thư gửi ông chữ viết cẩn thận tem dán lệch ông biết ngay thằng con có thể bị rắc rối hồi âm của ông chỉ một dòng viết vội trên lưng trang thư của thằng con và gửi đến một thị trấn ở new mexico chưa ai từng nghe nói đến cứ về nếu con thích lúc bảy giờ mặt trời đã xuống thấp sau những cụm mây tiếng máy xe tải ngừng nơi đường vào nhà và hai con người đứng ngay cửa xe thằng con dắt theo nó một con bé tóc con bé cắt ngắn không đều bằng kéo cùn nhưng mắt con bé cho thấy nó là một bé gái thơ ngây bây giờ thằng con đã cao vai rộng lưng uốn về phía trong mặt buồn nó cứ dán mắt nhìn mảng đường dài sỏi giữa nó và người đàn ông con bé đứng im lặng hai bàn tay buông thõng, mặc một cái áo gió quá khổ, hai tay áo được cuốn lên để vừa với tay của nó. Nhiều lắm thì con bé cũng chỉ 8 hay 9 tuổi thôi. Thằng con nói với con bé, đây là Frank, là ba của ba đấy. Con bé nhìn người đàn ông, mặt nó vô cảm như mặt con búp bê thằng con nhìn vào mắt người đàn ông một thoáng chỉ gật đầu chào và quay lại xe tải không nói một lời nào khác họ nhìn anh ta lái xe đi hai cái bóng đổ dài trong ánh đèn hàng hiên và người đàn ông đợi cho tới khi chiếc xe tải khuất ngoài tầm mắt rồi dắt con bé vào nhà ông dọn chồng sách trên chiếc ghế dựa và bảo con bé ngồi vào bàn chọn chỗ ngồi phía bên kia đối diện với con bé ông cảm thấy đầu gối ông đau Mẹ của cháu là ai? Ông nói sau vài phút im lặng. Con bé cạy cạy cái đinh tán trên áo khoác của nó và đu đưa một chân bên trên tấm thảm mỏng nhưng không nói gì. Con cháu thì sao? Ta gọi cháu là gì đấy? Hử? Cạy cạy, đu đưa chân, con bé nhìn đĩa thức ăn sang giờ để trên bàn và nhìn sang phòng nhỏ có đói không? Người đàn ông đầy đĩa thức ăn đến gần con bé hơn. Đĩa có nửa củ khoai tây trộn bơ, đậu xanh đóng hộp và miếng phi lê cá gần như còn nguyên. Tất cả đều đã nguội lạnh. Con bé lo âu nhìn người đàn ông rồi cầm đĩa như thể đang là một hành động miễn cưỡng vậy. Con bé ăn hết khoai và một ít đậu, không hề đụng đến cá, rồi lau miệng bằng tay áo và đẩy dĩa về phía người ông tốt. Người đàn ông nói. Bốn tuần trôi qua và vẫn không có tâm hơi gì từ thằng con. Mỗi buổi sáng, người đàn ông đi ra cảng với con bé. Tên nó là Jun. Theo sau như một con chó con gĩnh ngãng đến cầu tàu. Ở đó cả hai lên thuyền để đi bắt cua trong ngày. Người đàn ông nổ máy thuyền. Trong khi con bé có vẻ như học rất nhanh, tháo những đường dây neo và cuộn chúng cẩn thận không phí một lời cả khi đi lẫn lúc về con bé bây giờ không còn ngập ngừng nhiều giúp nhặt ra những con cua quá nhỏ và thả chúng xuống nước với đầu chồm trên mép thuyền nhìn từng con cua lắc mình chìm xuống vùng nước tối cho đến khi biến mất con bé giúp tách những con cua đá nhỏ màu đỏ cứng xem xét bụng của từng con và chỉ giữ lại những con cua đực Bây giờ công việc tiến hành chậm hơn, nhưng người đàn ông không thể nghĩ được điều gì khác để bảo nó làm. Ông chỉ nói, đừng có phí cả ngày đấy. Coi chừng đừng để mất ngón tay đó. Buộc chặt lon mồi đó. Cuốn dây chặt vào. Chú ý đường dây. Chú ý đường dây. Hầu hết các ngày, con bé ngồi gần mũi thuyền. Nó thổi tóc về phía sau. Nếu trời mưa, nó vào trong cabin ngồi trên một miếng đệm và nhìn người đàn ông lái thuyền. Con thuyền cắt một đường qua bến cảng nhớp nháp dầu, tăng tốc khi đến vùng nước thoáng. Vịnh chinh Qua Pin mở ra khi họ khởi hành. Nước dần dần sâu hơn về hướng chân trời. Người đàn ông thả những cái thùng xô bắt tôm vẫn ở vùng nước ông đánh bắt từ 30 năm nay. Ông có thể thầm tính toán lộ trình bằng nhịp tim nếu cần phải thế mùa đông đến và thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn. Người đàn ông đưa con bé vào vịnh Cost để lựa quần áo ấm. Miệng lầm bầm, ông lựa đồ mới, ủng, vớ, hai áo ấm và bộ áo mưa màu vàng. Con bé cầm lên cái mũ len đỏ, nhưng người đàn ông nói, cái mũ nó có, cái mũ lưỡi chai màu xám của ông đưa cho cũng đủ rồi. Con bé để cái nón lại và mặc bộ đồ đi mưa ra quầy phía trước người đàn bà ở quầy thu ngân nói cháu giống như một con vịt cao su ấy con bé ngước nhìn người đàn bà từ phía dưới cái mũ dân trài màu vàng rồi tháo khóa túi áo khoác mới thọc thay vào đó bao nhiêu tuổi người đàn bà cười hỏi bao nhiêu tiền người đàn ông hỏi ông trả tiền bộ quần áo và ra khỏi tiệm con bé giờ là một con vịt cao su bóng bẩy, theo sau. Người đàn ông cảm thấy con bé nhìn ông khi lái xe dọc theo xa lộ ven biển. Trong tầm mắt ông, con bé là một đống nhựa vinin màu vàng. Dĩ nhiên, ông mong cháu mình làm việc xứng với chi phí bỏ ra. Con bé gật đầu, rồi lấy con dao xếp mà ông đã cho nó và dùng mũi tách để gạt bụi bám móng tay. Frank, sau vài dặm đường con bé hỏi cháu sẽ ở đây bao lâu ồ oh, người đàn ông nói ít nhất là một thời gian ít nhất cho tới khi cha cháu đến đón cháu bà sẽ không về đâu nó nói mẹ đã không về cháu biết mẹ cháu mà phải không người đàn ông nhìn thoáng qua con bé hai chân nó lót dưới mông trên băng ghế, chú môi huyết một tiếng sáo không nghe rõ, đầu lắc lư theo nhịp xe chạy. Mẹ cháu đã dùng quá nhiều thuốc. Người đàn ông mặc cho câu trả lời của con bé lơ lửng trong không khí như một đám mây đen nhỏ thêm một dặm nữa. Có phải đó là lý do ba cháu đưa cháu về đây không? Con bé phát ra một làn hơi ngắn, một tiếng thở dài bất cẩn, kết thúc cuộc đối thoại bằng một tiếng hươm hươm dễ thương. Cứ như nó vừa xác định được màu sắc ưa thích của nó vậy. Cả hai trở lại Vịnh Cos vào tháng 2. Bãi đậu xe của bệnh viện gần như vắng vẻ và người đàn ông cho xe vào một điểm gần phía trước. Một cô y tá ngồi ở quầy chào họ. Nó bị bể cổ tay. Người đàn ông nói con bé đang kéo cái thùng lên thì bị trượt chân làm cả cái thùng đổ ụp lên người đó với cổ tay bị kẹt trong khi té nó chỉ rớt vài giọt nước mắt thôi chuyện này xảy ra ở trường à, cưng cô y tá hỏi trường à người đàn ông nói xảy ra trên thuyền nó đang kéo thùng thì té thưa ông là người giám hộ cháu ư cô y tá nói trong khi nhìn ông qua phía trên mắt kính ông là bà con của cháu à cứ cho là vậy đi người đàn ông nói nó được giao cho tôi cho tới khi ba nó về việc thăm khám sẽ mất bao lâu ông nói câu này với vẻ nghi ngờ tự nhiên của một người đàn ông không tin vào tất cả những chuyện có liên quan đến bàn giấy và tổ chức một ác cảm bẩm sinh với công việc giấy tờ và ánh đèn huỳnh quan Cô y tá đưa ông một bìa kẹp hồ sơ và mời họ ngồi. Một giờ sau một hộ lý đưa người đàn ông và con bé qua một hành lang và kéo một bức màn xanh quay lấy họ. Con bé đứng kế bên giường bệnh viện, bàn tay phải của nó đặt bên trong túi áo mưa màu vàng giống như một cái giá đỡ. Chụp TX trả lời những câu hỏi, có đau không? Và cái này, và cái này. Bác sĩ hỏi về cha của con bé, Timothy hốc người đàn ông nói, "Mày lắm mới biết cha nó ở đâu, đã không gặp nó mấy tháng nay rồi, còn bao lâu nữa mới khám xong?" "Hỏi vài câu nữa thôi." Bà bác sĩ nói. Bà Điềm Tĩnh nhìn ông. "Vậy là cổ tay bị gãy có phải không?" Người đàn ông nói, "Vậy đâu cần cả bệnh viện khám để biết điều đó, nó bầm tím và sưng phồng như giò heo ấy." Ông ạ, à, bà bác sĩ nói bằng giọng nhạt nhẽo làm cho người đàn ông khó chịu trong những trường hợp như thế này với một em nhỏ chúng tôi phải làm mọi chuyện có thể chúng tôi phải mở hồ sơ bệnh án tôi xin lỗi bà nói đó là quy định của bệnh viện thêm ba giờ nữa để làm theo quy định của bệnh viện và điều trị trước khi họ có thể về vậy là mất đứt cả ngày đi biển người đàn ông bực bội đồng ý làm việc tiếp theo với một chuyên viên nghiên cứu đối tượng trẻ em và được cho biết là cha của đứa trẻ sẽ được tìm thấy. Ông cũng đồng ý cho đứa trẻ đi học trong thời gian này, nghĩ rằng những gì nó sẽ học chẳng có ứng dụng thực tế nào. Người đàn ông không thể hình dung. Cổ tay của con bé bị gãy ở hai chỗ, được bó bột từ khớp ngón tay đến khuỷu tay. Con bé đi ra khỏi bệnh viện với cánh tay được giữ cao trên đầu như một giải thưởng. Vẫn không có tâm hơi gì từ thằng con người đàn ông hoãn việc tìm trường cho con bé thêm một tuần nữa. Con bé đi với ông mỗi buổi sáng, cánh tay bó bột của nó giống trong một cái túi, lên thuyền đi bắt cua. Người đàn ông kéo những cái thùng, con bé nhặt cua bằng bàn tay lành. Cứ như vậy, họ trải qua từng ngày cùng nhau. Vào chủ nhật, dù không có gì để đi nhà thờ, con thuyền đậu ở bến, con bé lang thang ven bờ lởm chởm đá, bận tâm với việc tìm hiểu loài sao biển đỏ tía và những viên đá bén, mắt nheo nheo vì làn mưa bụi, lom khom trên những vỏ chai sò nứt. Người đàn ông ngồi trong khoang sau xe tải, sửa một cái thùng bắt cua bị nứt bằng dây kẽm và một cái kìm. Chốc chốc ông lại ngừng tay, nhìn lên vài phút để coi chừng khoảng cách con bé đi trên bãi. Đến trưa, ông đi ra mép nước gọi đó. Đói chưa? Ông hỏi con bé. Con bé gật đầu, lắc lay cái tay bó bột trong không khí như một con diều buồn. Người đàn ông bước xuống nước, chỉ đến mức nước chạm tới đầu ủng của ông và cúi xuống. Ông thọc tay xuống nước nhiều lần và trở về với con bé cùng mấy con sò bằng cỡ bàn chân đó. Người ta gọi đây là những con sò Olympias. Ông nói, đã từng ăn con nào chưa? Con bé nhíu mày chưa nó nói tốt thôi người đàn ông nói có dao đó không con bé lấy con dao xếp trong túi và đưa lên cao bên trên đầu nó con cầm nó ở đằng chuôi như thế này người đàn ông nói phải cẩn thận thật sự cẩn thận đấy ông nạy cho vỏ trên của con sò đứt lìa và ném nó xuống nước còn lại thịt sò màu trắng sữa ở trong nửa vỏ kia thấy không ông nói đẹp thật sự đấy con bé nghi ngờ thận trọng ông đừng ăn chúng nó nói con bé hạ thấp đầu xuống gần con sò trong tay người đàn ông dĩ nhiên là ông để cho cháu ăn ông nói ngon cháu không muốn ăn à tốt tốt tùy ý cháu vậy con bé ngước nhìn ông nhìn khuôn mặt con những nếp nhăn của ông tìm xem ông có nói dối không cầm lấy con này ông nói ông sẽ mở một con khác mình sẽ cùng ăn chúng nhé con bé cầm con sò đã cậy nâng nó như thể con chim non sợ nó cử động bay mất người đàn ông tách vỏ con thứ hai và cầm nó đưa lên với con bé mời dùng bây giờ tất cả những gì con cần làm là mút nó vào miệng mút như thế một miếng một sẵn sàng chưa con bé gật đầu một hai người đàn ông nhìn con bé chỉ cần mút nó vào miệng nhớ nhá hai rưỡi ba con bé ăn con sò nước mặn chảy xuống cằm nó và lan vào trong cổ áo của nó nhăn mặt. Người đàn ông vẫn cầm con sò chưa ăn, cười. Ông cười nụ cười có lẽ là đầu tiên trong thời gian gần đây. Ông cảm thấy nụ cười của ông giãn ra trên mặt, lạ lùng như một cái tay hay chân mới vậy. Sao? Ông nói, cháu nghĩ gì? Vị của biển đúng không? Người ta ăn chúng suốt, cháu biết không? Nhưng ông không như họ, con bé lau nước mặn và cát từ môi nó và ngăn ông trước khi ông có thể ném con sò của ông xuống nước, cầm lấy nó từ tay ông và mút nó như thể con bé đã làm chuyện này suốt cả đời nó. "Tốt," người đàn ông nói. Ông lái xe đưa con bé đi 30 phút về hướng bắc đến trường tiểu học của nó. Ông nhét 5 đô la vào túi áo mưa của nó và dắt nó đến văn phòng nhà trường. Chào nhé. Một người đàn bà mặc đầm xanh nói. Cháu run phải không? Nó cần giữ khô cánh tay đó. Người đàn ông nói. Không thì có khả năng bị thối thịt. Chúng tôi có thể xử lý được chuyện đó. Người đàn bà nói. Bà cười với con bé. Tôi trở lại đây đón con bé lúc hết giờ được không? Mấy giờ thì được. 3 giờ 10 phút chúng tôi ra về người đàn bà nói chúng tôi sẽ làm xong mọi việc để cô bé sẵn sàng chờ ông đến đón vậy là tốt rồi người đàn ông nói con bé nhìn ông cứ như nhìn lần cuối cùng rồi nắm tay người đàn bà đi theo bà qua hành lang khuất vào trong một ngạch cửa ở văn phòng người đàn ông chờ cô thư ký làm những giấy tờ đăng ký cần thiết ông nhìn tấm bản đồ bờ biển trên tường ở đó vịnh trên qua pin 13 chữ gọn gàng nổi trên biển. Trên biển, ông có thể xác định vị trí của mình đơn giản bằng tiếng sóng. Trên hòn Tanajerov nổi bật những tảng đá nhỏ của chim mỏng biển xa xa. Cảng có hình lưỡi liềm, vẽ một đường đen mỏng và ông có thể thấy chỗ cầu tàu nhô ra mặt nước giống như một ngón tay chỉ thẳng bất động. Nhưng chỉ là hình ảnh hai chiều, giả tạo như tấm ảnh chụp gương mặt mẹ của ông cảng mà ông biết có sự chuyển động về kích thước và quy mô. Chỉ có muối và hương biển đối với ông là có thật. bọt sóng biển nữa. Người đàn ông trở lại vài phút sau 3 giờ và con bé lên xe tải. Họ lái về nhà và ông làm một bữa ăn gồm xúc xích luộc với mù tạc và đậu đút lò. Sáng hôm sau, ông đưa con bé đến trường. Ông đón nó về vào buổi chiều. Họ giữ lệ này trong 3 tuần và ông lo về ngày làm việc bị rút ngắn với nhiều giờ bị lãng phí không đủ thời gian đánh bắt. Vào một ngày thứ tư, chuyên viên nghiên cứu đối tượng thiếu nhi đến nhà. Một thanh niên, có thể chỉ hơn 25 tuổi, có cổ tay không lớn hơn cổ tay con bé. Ông Hô Khăm, chuyên viên nói, tên tôi là Nathan Whitman. Mình đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Cảm ơn ông một lần nữa đã sắp xếp thì giờ cho cuộc gặp tốt thôi người đàn ông nói tốt thôi con bé từ phòng gần đó ra nhìn người khách chào cháu anh chuyên viên nói vào lại phòng đi cháu người đàn ông nói để ông nói chuyện với ông whitman người đàn ông kéo một cái ghế mời khách và ngồi vào bàn với hai khuỷu tay chống khuỳnh quanh một chai bia hai bàn tay của anh chuyên viên bồn chồn trước hết đặt trên lòng, rồi đặt trên một đầu gối, rồi ghép các ngón tay trong thế cầu nguyện trên mặt bàn trước mặt. Ông Hô Khăn, tôi có thông tin cho ông. Người đàn ông tặng hắn. Tôi rất tiếc, ông Hô Khăn ạ, nhưng đây là tin về cha của bé Jun. Ông ấy đã mất. Vâng. Người đàn ông nói, tôi đã nghĩ là có thể như thế. Ông không cảm thấy ngạc nhiên không giận không buồn ông lưu giữ gương mặt của thằng con trong trí của ông cất ở đó không phải là gương mặt khi ông nhìn lần cuối mà là gương mặt lúc nó còn là thanh niên ông tự hỏi không biết còn tấm ảnh nào của nó không thằng con đã trở thành một người đàn ông giờ thành một người đã chết tôi rất tiếc ông ạ anh ấy được tìm thấy ở california cách đây hai tháng hình như cảnh sát cố liên lạc với ông như không được. Chỉ đến khi chúng tôi tìm hiểu về Jun mới biết về con trai ông. Tôi thật sự rất tiếc. Họ nói thế nào? Tất cả những gì chúng tôi được thông báo là anh ấy được tìm thấy đã chết ở phía ngoài thành phố Chucky. Nếu ông muốn, chúng tôi sắp xếp để ông liên lạc với người cảnh sát mà chúng tôi đã nói chuyện. Người đàn ông nghiêng người để nhìn con bé đang lật lật một tập sách trong phòng kế bên anh chuyên viên nắm tay rồi lại mở tay dù sao đi nữa nó không phải là con trai tôi không biết nó có biết điều đó không mẹ nó là vợ tôi một thời gian nhưng không có gì của tôi trong đó tôi chỉ nuôi nó lớn lên thôi tôi hiểu người nhân viên nói còn mẹ của Jun không người đàn ông nói con bé không có ai khác ở đây nó sẽ ở đây tôi có chỗ cho nó người nhân viên ghi hồ sơ, người đàn ông trả lời những câu hỏi của anh ta, cũng có những câu hỏi dành cho con bé. Con bé bảo người nhân viên rằng một tháng nữa nó sẽ đi câu lại. hứng thú giải thích cách nó mất con dao cắt bơ trong kỳ cố gãi một con ngứa. Nó cười và cười với người nhân viên tươi tỉnh bởi cuộc gặp gỡ này. Sau khi anh chuyên viên đi rồi, người đàn ông bảo con bé ngồi vào bàn. Ông làm mặt lạnh như đá. Con bé ngồi thẳng người hơn cảm nhận không khí thay đổi con sẽ ở với ông hiểu không ba của con đã chết rồi người đàn ông nói con bé gật đầu Bình ơi, có đứa bé mọc trong bụng tôi rồi. Sáng nay về nhà mẹ chơi, mẹ xem cái cổ, mẹ sờ cái lông mày tôi, bảo thế đấy. Phà ơi, mình nói thật đấy à? Rồ sắp có đứa gọi thằng Lữ là bố rồi đấy. Lữ dạng sỡ nét mặt, vén cái áo cóm chật căng, đưa tay định xoa lên cái bụng trắng nõn mây mây của vợ, nhưng rồi rụt vội tay lại. Khuôn mặt đang dạng sỡ, chợt lờn lợt thất thần chuyển sang tái xám nhàu nhậu những lo âu lữ nằm mãi mà không sao ngủ được càng nghĩ nhiều thì cái đêm càng dài đêm càng dài thì càng mọc thêm nhiều nỗi lo con gà trống óc o gáy dưới chuồng phớ nhẹ nhẹ dậy đắp lại cái chăn lên ngang ngực cho lữ rồi đi ra ngoài bếp nhìn dáng vợ gầy rộc long khom bên bếp lửa bập bùng Thấy thương vợ quá. Lữ cũng dậy đi đến bên bếp lửa, ngồi xuống cạnh phớ, nhìn trộm vợ rồi lại nghĩ đến những suy nghĩ đêm qua. Hít một hơi thật dài và sâu, Lữ quay nhìn sang phớ. Giọng Lữ run run như lạc đi. "Phớ à, sáng nay đợi bếp lửa này tắt đi, đợi mặt trời thức trên núi Cô Linh, tôi sẽ đi khỏi nhà này." Từ mai Tôi với Phớ không làm vợ chồng nữa. Nhưng Phớ đừng đi lấy chồng khác, ở lại nuôi con thôi nhé. Không có tôi ở nhà thì cái vất vả đổ lên vai Phớ sẽ gấp đôi gấp ba. Tôi đã có dặn trước với thằng sọi rồi. Nó là bạn tốt của tôi từ ngày cả hai còn chưa thích mặc cái quần cơ. Có việc gì nặng thì sang gọi đó nhé. Tôi có cái hạt đá vía thiêng này. Ngày trước cánh rừng tô buông của bạn ta rộng lắm ông mò giỏi nhất bản đã nhìn thấy trên ngọn núi đá cao giữa rừng có cái hạt vía thiêng hạt vía là cái hồn của rừng chỉ những ông mò có cái bụng trong như dòng nước chảy ra từ vách đá sâu mới thấy được từ đó mò chọn cánh rừng tô buông làm cánh rừng thiêng của bản trẻ con trong bản sinh ra cắt cái rốn và nhau thai cho vào ống tre đem treo vào cái cây to trong rừng thiêng nó sẽ không bao giờ bị ốm đau bệnh tật nhưng từ khi quan tạo bản theo làm tay sai cho quan tây thì cánh rừng bị cháy cháy không còn cây nào đến cả đá cũng thành vôi hết lúc ấy mò đã chết và truyền nghề lại cho bố tôi sau khi cánh rừng cháy bố vào rừng thiêng cúng gọi vía rừng chỉ thấy hòn đá màu đỏ này còn lại bố đem hòn đá sang ngọn núi đá của cánh rừng khác nhưng tìm đến khắp các cánh rừng của bản mà mỗi khi đặt thòn đá vía xuống thì nó lại chuyển sang màu trắng bố tìm đôi trứng gà rừng cúng bói thì biết hạt vía nó hợp vía bố nên đi theo từ đó bố giữ lại hạt vía thiêng trong bàn có đứa trẻ nào sinh ra bố đến tận nơi cắt rốn rồi đem vào rừng treo để đứa trẻ được lớn nhanh khỏe mạnh từ khi bố đi lên then tôi lại làm thay việc của bố giờ tôi trao lại cái việc thiêng này cho mình mình giữ lấy để làm cái việc tốt cho bạn khi nào đứa con ra đời thì đeo vào cổ nó để ma rừng ma nhà không làm nó quấy khóc ốm đau nhìn vào ánh mắt lữ phớ chợt hoảng hốt sao mình lại nói thế em có làm gì không đúng để mình giận à mình phải nói thì em mới biết cái sai mà sửa chứ sao tự dưng lại muốn bỏ nhà mà đi Ngày ông mối đến làm lễ xin nuôi để đưa em về làm vợ mình, em đã thêu lên ngực áo cóm của em, ngực áo sửa trai của mình, bông hoa mắc bạ để tình yêu vợ chồng mãi đẹp, mãi đỏ tươi như bông hoa. Bông hoa trên áo còn chưa bạc màu mà mình đã muốn bỏ em. Mình không muốn nhìn, không muốn bế đứa con à. Lữ cắn chặt môi đến bật cả máu. Giọng lữ lạnh như chậu nước để ngoài xương khuya Ngày ấy tôi thích vớ, nhưng bây giờ tôi lại ưng người khác đẹp hơn. Tôi đã có hẹn, đã nhận cái khăn piêu làm hứa rồi. Vớ cứ ở lại nhà này, tôi sẽ đi lấy vợ khác, làm nhà ở chỗ khác thôi. Nhưng tôi vẫn giữ cái áo này, sẽ mang nó đi theo tôi hết cả đời. Vớ bàng hoàng như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Vớ ngã gục vào cái cột bếp. Thoạt tiên, Phớ thấy ngứa ngứa tương thức ở những ngón tay. Hai bàn tay trắng nõn hoang lổ những vết đỏ. Rồi những ngón tay nổi lên những cái cục nhỏ. Hai bàn tay cứ thấy tê tê bì bì. Sờ vào nước nóng cũng như nước lạnh. Không còn thấy cảm giác gì. Lúc đầu phớ tưởng bị con kiến độc cắn nên không để ý. Nhưng những vết đỏ cứ loang dần ra khắp hai bàn tay. Những cái cục cứ nổi lên ngày càng to, càng nhiều hơn. Phớ thấy lo lo. Chắc là bị bệnh gì rồi phải sang hỏi mẹ để mẹ chữa cho. Mẹ phớ ngày trước là thầy thuốc, mẹ sẽ biết bị bệnh gì mà chỉ cho cây thuốc cần tìm. Nhìn vào hai bàn tay con gái, khuôn mặt răn xeo xạ màu lá khô của bà số bỗng tái lợt. Miệng bà méo lệch, run run. Cái bệnh khủi, nó ăn lên người mày rồi con ơi. Bị bệnh này thì còn đáng sợ hơn con ma rừng ma đuối. Phải vào rừng tìm lấy chín cái củ nâu rừng, chín quả mắc ké chín cái lá móc phong đem về đun chín lần lửa để lấy nước bồi vào chỗ bệnh cái bã thì dùng mà đắp làm thế cho hết ba lần con chim tô lộc gọi trăng thì bệnh hủi sẽ tự bỏ đi phải làm ngay thì mới giữ được ngón tay không dụng ngón chân không bị rơi đừng để quan tạo bản biết ở bản ta từ xưa tạo bản đã có tục ai bị bệnh hủi trong người thì phải đem ném xuống cái hang phí hướng cái hang ma ấy nó đã nuốt vào bụng không biết bao nhiêu người rồi người đi săn bảo những đêm khuya đi săn cách hang bằng mấy lần mũi tên bắn mà vẫn còn nghe tiếng hồn ma khóc từ hang vọng đến cứ nghĩ đến cái hang ma ấy là người lớn không dám đi ra ngoài ban đêm trẻ con không còn dám ngủ nữa phớ quính quáng chạy vào rừng tìm được đủ thuốc thì trời cũng nhem nhém tối về qua thung lũng, thấy một căn nhà sàn nhỏ lợp lá cây cọ rừng đứng nép bên một vách đá cao. Thấy có bóng người cặm cụi chặt đẽo dưới gầm sàn, với nhìn vào, chợt giật mình. Là anh Lữ, sao anh Lữ lại vào tận trong này ở? Chắc là tìm được vợ đẹp nên trốn vào đây ở để không bị người trong bản chê cười và không sợ phớ đến đánh ghen đi mà. Phớ định đi vào chào một câu, nhưng lại thôi. Anh Lữ bỏ phớ rồi, thì còn vào làm gì nữa giờ phớ lại bị cái bệnh thế này phớ cũng không muốn gặp anh lữ không muốn anh về phớ buồn bã đi như chạy ra khỏi rừng vừa đi vừa khóc lũ loàng quàng chạy từ ngoài nương về hốt hoảng mẹ à quan tạo biết cái phớ nhà mình bị bệnh rồi người nhà tạo đang đi đến nhà nó đông lắm bà số rú lên nhà tạo nó đi bắt con phớ để ném xuống hang đấy Tí nữa nó sẽ đến tìm mày, bắt mày cầm cái gậy tre để đẩy em gái mày xuống. Phà ơi, thế thì khác gì tay trái cầm cái dao để chặt vào tay phải. Phớ ơi, sao con gái ta nó lại phải khổ thế này? Phớ bị hơn chục thằng người hầu nhà tạo cầm gậy lùa về phía hang phí hướng. Phớ gào khóc van xin, rồi vùng chạy, nhưng vô ích. Những cái gậy liên tục thúc vào mông, vào lưng, bắt phớ phải đi. Phớ sợ hãi ngất lên ngất xuống mấy lần. Cứ mỗi lần ngất đi, chúng nó lại thay nhau đái lên mặt phớ. Vừa ú ớ tỉnh, thì chúng lại cầm gậy mà đánh, mà đẩy phớ đi. Cái hang đã ở phía trước mặt, hơi lạnh bốc từ dưới hang lên, thấy dựng cả tóc gáy, lạnh dọc sống lưng. Gần cửa hang, người nhà tạo đã để sẵn mâm cơm và chum rượu. Phớ biết không còn cách nào thoát nữa rồi. Phớ bị bệnh, phải chết thì phớ cũng chẳng còn tiếc nữa nhưng phớ thương đứa con ở trong bụng nó có làm ra cái tội gì đâu mà bắt nó phải chết từ khi còn chưa được nhìn thấy mặt trời khuôn mặt phớ chợt đanh lại phớ không khóc không phan xin nữa phớ cúi xuống bê chum rượu lên mà tu ừng ực một dòng nóng bừng đắng ngắt tổng tộc chảy xuống cổ họng khi giọt rượu cuối cùng rơi xuống phớ cầm cái chum ném mạnh về phía quan tạo cái chum văng vào hòn đá vỡ tan. Bây giờ thì phớ không còn nhìn thấy tạo và bọn người hầu nữa. Phớ chỉ còn thấy vách đá ngả nghiêng, thấy cái miệng hang đang mở rộng ra như con hổ đói, ngoác mồm đợi mồi. Phớ bước về phía cửa hang. Thấy bước chân như không chạm đến đất. Cái hang đã ở trước mặt. Bước thêm một bước nữa. Nhẹ bẫng, hun hút. Chỉ thấy bóng đêm đặc quánh và tiếng gió u u miết bên tai một quần sáng đỏ rực phát ra từ cái túi vải nhỏ đựng hòn đá vía thiêng phớ vẫn đeo trên cổ phớ không còn thấy nghẹn thở không còn thấy gió mít lạnh bút bên tai nữa phớ như thấy có một đám mây êm và mềm mại đang đỡ lấy mình phớ thấy bồng bềnh mát rượi phớ cứ thế lịm dần đi trong men rượu đã ngấm phớ tỉnh dậy mở mắt nhìn chỉ một màu đen kịt. Đây là đâu? Trong đầu phớ, mơ hồ và âm u, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lên phía trên, chỉ thấy một khoảng trắng bé như tàu lá giấy ở tận trên cao hun hút. Từ khoảng trắng bé đó, ánh trăng lọt qua chiếu xuống nhọn hoắt, sáng xanh như một lưỡi dao khổng lồ, đâm nhói vào đêm mênh mông. Phớ cứ nằm im như thế, nhìn lên khoảng sáng, cố nghĩ lại xem đã xảy ra chuyện gì không biết phớ đã nằm thế bao lâu khi men rượu trong người nhạt dần và tan hoãng, thì trí nhớ đã dần quay lại sờ lên cái bụng lùm lùm vẫn cảm nhận được những cái đạp khe khẽ cồm cộm thế là phớ còn sống con phớ còn sống phớ lùm cồm ngồi dậy và phớ ngạc nhiên bị rơi từ trên đỉnh hang cao bằng hai cây tre bương chập lại thế mà phớ không hề thấy đau nhưng giờ không còn nhiều thời gian để nghĩ nhiều nữa. Phải lên khỏi đây trước khi trời sáng. Nhờ có ánh trăng chiếu xuống mà phớ nhận ra vách hang cao hút có nhiều những mỏm, những ngách, những mụn đá chìa ra. Phớ bám vào vách đá nhích dần lên. Vách đá đầy rêu và nước trơn nhầy nhạy như bám vào những con vắt khổng lồ. Mấy lần trượt chân, may mà bàn tay bám chắc, phớ lại đu lên. Bàn chân của quạng tìm chỗ đứng. Bây giờ thì Phớ đã lên được khỏi hang, nằm bất động bên cửa hang thật lâu để gột bỏ đi cái mệt mỏi căng thẳng và ngột ngạt ẩm mốc. Nằm im để cảm nhận sự thoáng thẳng, dễ chịu và mát rượi của buổi sớm. Nằm im để đón những giọt sương li ti rơi trên mặt mát rịm. Cơn mưa rừng ổ ạt đổ xuống khiến Phớ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh. Thấy mình ở giữa một cánh rừng tại ngàn, dày kín những cây to. Cây nào cũng phải đi chục bước mới hết một vòng. Ở đây chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng con hoãng kêu, tiếng con nai to ác, to Phớ đã đi xa bạt lắm rồi. Quan tạo không thể tìm vào đây mà bắt phớ được nữa. Phớ chặt cây, dựng cái nhà sàn nhỏ ngay giữa cánh rừng. Đêm đầu tiên ngủ trong căn lều mới, phớ lo sợ hoảng hốt không thể chợp mắt được. Cứ gần nửa đêm lại nghe tiếng con hổ gầm rất gần, thấy rung cả căn lều. Sáng ra thấy quanh lều chi chít những vết chân hổ to như hai bàn tay ghép lại. Nếu không tìm cách đuổi con hổ đi, thì sớm muộn gì, phớ cũng sẽ thành miếng mồi ngon của nó. Hổ rất sợ lửa. Đúng rồi, phải tìm ra ngọn lửa để vừa đuổi được bọn thú dữ, vừa nướng chín thức ăn, chứ không thể ăn mãi quả rừng thế này được ngày trước còn sống, bố hay kể mỗi lần đi săn xa. Đêm ngủ rừng, không có lửa, phải vót ống tre thành những phoi mỏng, vò cho rối rồi đặt lên hòn đá. Lấy một ống tre khô, trà đi trà lại cho thật nóng, lửa sẽ bùng lên. Phớ làm theo, nhưng cứ trà, cứ mài như thế từ sáng đến tối mịt, nắm phoi tre nát vụn, cái ống tre mòn vẹt đi một nửa, sờ lên hòn đá nóng san mà chẳng thấy lửa đâu hai cánh tay mỏi dừ như muốn rụng ra. Phớ chán nản, quăng bỏ cái ống tre, cảm giác nóng nóng dưới cổ. Sờ lên thấy hòn đá vía thiêng trong cái túi vải đeo trước cổ tỏa sáng đỏ rực. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Phớ nhặt nắm phôi tre đã nát vụn, đặt lên tảng đá to nhẵn, dài đều ra. Rồi dùng hòn đá vía đỏ miết đi miết lại. Bàn tay phớ thấy cứ nóng dần lên, san sát ngọn lửa chợt bùng lên làm sáng rực cả một khoảng dừng đêm như giật mình ngơ ngác khuôn mặt vỡ ánh mắt phớ cũng sáng bừng như có lửa sau bao ngày sống trong đêm tối giờ phớ mới lại được nhìn thấy ngọn lửa đẹp quá chưa bao giờ phớ thấy ngọn lửa đẹp thế này phớ vơ thật nhiều cây khô chất lên cho lửa cháy thật to từ đêm có đống lửa phớ ngủ ngon và không còn nghe thấy tiếng con hổ gầm ở gần lều nữa có lửa rồi thì phải kiếm thịt về ăn. Quanh đây nhiều thú lắm, mỗi lần xuống thung lấy nước, phớ đều thấy con hoãng con nai nhợn dơ gặm cỏ. Mỗi chiều đi rừng tìm quả, phớ vẫn gặp từng đàn gà rừng bới mồi nhợn dơ. Phớ chặt cây làm bẫy. Phớ tháo chốt bẫy rồi kéo con thú xuống con suối nhỏ làm thịt. Xong phớ bê cả con nai ném vào đống lửa đang cháy đùng đùng cạnh liều. Con nai vàng rộm, tròn căng giữa đống than đỏ rực. Thịt nai thơm lơi lạ, nhòm nhèm. Thịt chín đến đâu, phớ xèo ăn đến đó. Ngọt và thơm quá. Lâu lắm rồi, phớ mới lại được ăn thịt, nên cứ ăn cho thỏa thích. Ăn hết cả một cái đùi nai, thì bụng phớ no kềnh. Số thịt còn lại, phớ xẻ ra làm thịt khô, treo lên các bếp, phòng khi không bẫy được thú thì ăn dần. Hai bàn tay phớ ngày càng sưng đỏ lở loét những cục lồn nhồn đùn lên từ dưới da ngày một nhiều. Bàn tay cầm dao không còn thấy cảm giác gì nữa. Phải chữa được cái bệnh. Phải giữ được hai bàn tay để mà còn làm nuôi sống mình. Đuổi đứa con sắp sinh chứ. Phớ đi vào rừng. Ở đây bạt ngàn những cây thuốc. Loáng một cái. Đã lấy về hàng ôm. Phớ vỏ cây thuốc. Cho vào ống che bương đun lên Rồi bôi vào những chỗ bị bệnh Ngày cũng đắp Đêm cũng đắp những vết đỏ ngày một dịu và nhạt đi. Những cái cục cứ nhỏ rồi teo và lặn dần. Chỗ lở loét cũng khô lại, đóng vẩy và mọc ra non. Vỗ bàn tay vào đá, thấy cảm giác đau đau. Mừng quá, thế là căn bệnh nó đang bỏ đi rồi. Cái tin phớ bị quan tạo ném xuống hang đến tai Lữ nhờ mấy thanh niên đi săn đêm kể lại, khiến Lữ bàng hoàng. Lữ lao vội về nhà, căn nhà tối om lũ chuột thấy bóng người chạy trốn rào rào trên mái. Bếp lạnh ngắt, nhớ lại những đêm hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa, vừa ăn cơm với thịt chuột, vừa bàn chuyện lấy gỗ dựng cái nhà to. Nhớ lại những sáng sớm tinh mơ, vớ dậy đồ xôi, đôi má vớ đỏ hồng vì ánh lửa. Lữ gục xuống bên cái ghế, mọi ngày vớ vẫn hay ngồi. Phải rất lâu sau, vớ mới đứng nổi dậy bệnh hủi ăn vào chân tay Lữ ngày càng nặng rồi. Nếu để quan tạo biết thì Lữ cũng sẽ bị ném xuống hang thôi. Không cần quan tạo ném, Lữ sẽ xuống hang tìm phớ. Nếu phớ còn sống, Lữ sẽ đưa vợ ra khỏi hang rồi trốn vào rừng sâu. Nếu phớ chết, Lữ sẽ nằm bên xác phớ đợi chết để lúc lên then hai người sẽ lại làm vợ chồng. Lữ lao về phía hang phí hướng. Trẻ một nắm che khô làm đuốc, chặt một cái dây rừng to buộc vào gốc cây bên hang. Lữ châm lửa. Một tay bám vào dây, một tay cầm bó đuốc. Lữ đu xuống hang. Những ngón tay sùi nổi những cục lở loét. Ngón tay út đã rụng mất hai đốt, chơ cả màu xương trắng nhiễu Phải cố gắng lắm mới bám được vào sợi dây rừng tụt xuống. Ánh đuốc sáng rực. Soi gấp hang, chỉ thấy những đống xương trắng hiu hiu, những đống xương xem xém vàng, rồi nhem nhém tem vẫn còn nguyên hình thù nằm chồng chất lên nhau. Không thấy phớ đâu cả. Soi kỹ vách hang, hẳn những vết chân trên lớp rêu kéo dài theo vách đá lên cao. Thế là phớ còn sống, con lữ còn sống và thoát khỏi đây rồi. Lữ mừng quá, vội đu nhanh ra khỏi hang. Lữ lao vào rừng, vừa đi vừa hú gọi. Cứ đi mãi thế từ mùa ban này sang mùa ban khác vẫn chẳng thấy bóng dáng phớ đâu. Căn bệnh ngày càng nặng, những ngón tay ngón chân cứ rơi rụng dần trên đường đi. Bụng phớ ngày một to dần, cái áo cóm không còn đóng cúc được nữa. Ở giữa rừng sâu này, chẳng có ai mà phải xấu hổ, cởi trần cũng chẳng sao. Phớ cởi cái áo cất đi, để sau này có cái quấn cho con. Nhìn bông hoa mắc bạ đỏ tươi theo bên ngực trái chiếc áo cóm, phớ chợt ngồi thần ra. Không biết bây giờ anh Lữ còn giữ cái áo ấy nữa không? Có còn nghĩ đến phớ nữa không? Dù Lữ đã bỏ mẹ con phớ, nhưng sau này khi đứa con lớn lên, phớ sẽ kể cho nó nghe về cái bông hoa thêu trên ngực áo để nó tìm về nhận bố. Khi cái bệnh hồi vừa khỏi hẳn thì phớ sinh, một đứa con gái bụ bẫm trắng trẻo, vừa được mẹ ôm, nó đã nín, đôi môi xinh xẻo đỏ hồng, chóp chép như muốn đòi ăn. Phớ tháo cái dây đeo hòn đá vía, đeo lên cổ cho con, để vía nó được giữ lành, để từ nay ma rừng ma núi không làm hại được nó. Mảnh cật đứa vót sẵn, cài trên vách liếp, phớ tự lấy cắt rốn cho con. Cây nhau thai thì cho vào ống tre bương to, rồi treo lên cái cây to nhất rừng. Đếm trên ngón tay, đúng 9 ngày rồi, phớ không đi rừng được từ hôm đi rừng bị trượt chân ngã xuống vách đá phớ ốm nặng phớ thấy tức ngực khó thở rồi ho những cơn ho tưởng như muốn nổ tung cả cổ không đi đặt được bẫy nhưng trên các bếp phớ đã treo được nhiều thịt khô dự trữ nên hai mẹ con không lo bị đói phớ tưởng chỉ nằm nghỉ mấy ngày sẽ khỏi nhưng rồi bệnh ngày càng nặng ngực phớ bị đập vào đá tím bầm đến thở cũng thấy đau vớ gầy rạc đi mỗi ngày. Vớ thấy cái chết đang đến gần với mình. Con gái mới hơn 10 tuổi. Nếu vớ chết đi, một mình nó sống giữa cánh rừng đầy thú dữ thế này. Khác gì thả con gà con sống giữa bầy sói đây. Rồi nó làm gì để mà sống? Phải đưa nó ra khỏi đây. Qua hết mấy ngọn núi kia, biết đâu sẽ gặp được một bản nào đó. Gửi con cho một nhà tốt bụng, rồi thì mới yên tâm mà nhắm mắt được còn mấy túm thịt khô, phớ buộc túm khoác lên vai, rồi dẫn con ra khỏi căn liều. Phớ chống gậy, dẫn con chệch choạng bước về phía trước, nhưng rồi qua hết một con dốc đá thì không còn bước nổi nữa. Thấy trời đất quay cuồng, ngực đau thắt, hơi thở nghẹn lại như bị ai bóp chặt lấy cổ. Phớ ngã gục xuống bên gốc cây, khuôn mặt cứ tái dại dần đi hơi thở ngày càng mỏng và nhạt chợt nghe thấy tiếng người hú rất gần nghe tiếng hú phớ biết có một phường săn ở gần đây và họ đang hú để tìm nhau còn chút sức lực cuối cùng phớ cố gượng dậy hú lên một tiếng dài cầu cứu khi người thợ săn chạy đến phớ chỉ còn kịp thều thào mấy câu đứt quãng rồi gục xuống lấy con dao đeo bên hông người thợ săn đào hố chôn phớ bên gốc cây đinh hương Đứa bé gào khóc, lao xuống cái hố ôm chặt lấy mẹ. Người thợ săn phải rằng mãi mới bế được nó lên. Rồi hai tay ôm đứa bé, hai chân thì cố gắng đạp đất lấp ngôi mộ. Khi ngôi mộ đã đắp thành một cái mô cao khum khum, thì đứa bé hiểu là nó không bao giờ còn được gặp lại mẹ nó nữa. Nó tháo cái túi đựng hạt vía vẫn đeo trên cổ, đặt lên mộ mẹ, rồi gục xuống lạ đi người thợ săn vội khoét một cái lỗ, cắm vào giữa thân cây đinh hương một hòn đá để đánh dấu, rồi dắt đứa bé tìm lối ra khỏi rừng. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày đẹp, người nhà Piến sẽ nhờ vợ chồng ông mối sang xin làm lễ đi ở rể. Nhưng sóng vẫn chưa tìm thấy mộ mẹ, chưa tìm thấy để đưa mẹ về và báo cho mẹ cái tin vui, thì không thể yên lòng mà làm cái lễ trung chăn trung đệm lại tiếp tục đi tìm. Chuyến đi này còn có biến đi cùng nữa. Trước lúc mất, bố nuôi có dặn. Cứ đi theo hướng có mặt trời mọc lên, bao giờ gặp cây gỗ đinh hương, giữa thân cắm hòn đá thì tìm dưới gốc cây. Mộ mẹ con chôn cách đó ba bước chân. Nhớ đấy. Đi không biết bao nhiêu cánh rừng, gặp cây nào cũng xăm soi tìm kiếm, vẫn chẳng thấy đâu. Đôi chân sóng như muốn rụng cả ra, không còn bước nổi. Biến phải cõng sóng mà đi. Phía trước mặt lại một cây đinh hương cổ thụ. Ngó nghiêng tìm kiếm. Thất vọng, định bỏ đi. Nhìn cái bướu to mọc giữa thân cây. Biến thấy ngờ ngợ. Rút con dao đeo bên sườn chặt thử. Chặt vào gần đửa cái bướu. Bỗng kịch. Lưỡi dao chém phải vật cứng tóe lửa. Nhìn vào, biến hét lên sung sướng. Sóng A, à, hòn đá, đúng cái cây này rồi. Từ gốc cây bước ra ba bước, có một mô đất nhỏ khum khum phủ đầy lá khô. Quỳ xuống bới lớp lá khô, cả hai bỗng giật thót một cái đầu lâu đã ngả màu xỉn đen nằm giữa đỉnh ngôi mộ. Bới hết lớp lá, thấy hiện ra một hình người mặc quần áo tràm đen, hai tay vắt sang hai bên như ôm lấy ngôi mộ. Từ chỗ ống tay áo, thò ra hai cái xương bàn tay ngắn cũ, chỉ còn mấy đốt xương cuối. Nhìn bộ quần áo, biết người chết là đàn ông. Nhưng sao lại chết ở đây Trên mộ mẹ thế Thấy có vật đỏ rực Sáng lấp lánh giữa xương bàn tay phải Sóng nhặt lên Một viên đá đỏ rực trong pheo Sóng bàn hoàng Là hòn đá phía thiêng Sóng đã để lên mộ mẹ năm nào Nhặt hòn đá lên Thấy nóng bừng giữa lòng bàn tay Những màu xương nằm vắt ngang ngôi mộ Bỗng mụt ra như bột Rồi tan biến vào dưới nấm mộ từ giữa ngôi mộ bay lên hai làn khói xanh mỏng hai làn khói ruộn xoắn hòa vào nhau rồi bay lên tan vào trong nắng sóng nhặt cái áo tràm đen định bỏ ra ngoài để dọn mộ cho mẹ nhưng vừa lật cái áo lên sóng như không tin vào mắt mình phía bên ngực trái chiếc áo có thêu một bông hoa dù bị mối sông và mưa nắng làm hình thêu bạc phích nham nhở nhưng sóng vẫn nhận ra bông hoa thêu trên chiếc áo giống hệt với bông hoa thêu trên cái áo cóm của mẹ mà sóng vẫn giữ như báu vật bao nhiêu năm nay chợt nhớ lại chuyện mẹ kể về bông hoa ấy sóng ôm lấy cái áo gục xuống ngôi mộ nức nở giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Hạt Ví Thiêng của tác giả Kiều Duy Khánh. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Sống Thử của tác giả Lê Hữu Bình qua giọng đọc Minh Nguyệt. Đường cày của bà Năm bữa nay lách léo quá, không thẳng nhiều chỗ cày trượt lên trên cày sống bà khiến con bò kéo thế nào ấy lúc nhanh lúc chậm không theo nhịp tắc vô tắc ra tay cầm cày mà bà đang nghĩ cái điều rất hệ trọng hôm qua thằng cu tám ở xóm giữa làng từ thành phố về có nói chuyện bà nghe được là cái vân nhà bà đang sống thử với một cậu sinh viên trong lớp bà bực lắm phát choáng sống thử là thế nào ăn thử, ở thử Và mọi cái đều thử Bà sinh nó ra Nuôi đến giờ đã hơn 20 năm Tất cả đều thật Thế mà tự nhiên lại sống thử với thằng nào cơ chứ Chồng bà lên nhà dì ruột ở Hoành Suối Một huyện bán sơn địa Có việc mai mới về Bà nóng ruột mong ông Để tâm sự và tìm cách tách con ra khỏi cuộc sống thử Trở về sống thật như trước đây Nghe màng máng chuyện đó Bà cũng không nói với ai Xấu hổ quá Vì thế bà cất trong bụng Giờ thì đổ hết ra đường cầy cong queo ngoắt ngoéo Gần trưa Chưa hết xào ruộng Bà chán ngán bỏ cày Vận vội cái thừng lên bộ sừng đầu con bò Thả ra đồng Mặc nó tìm cỏ Quần sắn cao Còn nguyên đất dính Vác cày về Gặp ai bà cũng cúi mặt Không muốn hỏi chào bát cơm hè nóng mồ hôi nhễ nhại bà bê lên miệng không sao nuốt nổi vì chuyện cái phân còn bỏng sát hơn cả mùa hè bà chỉ mong ông về để chút hết cơn bực sang ông chờ mãi gần tối ông mới về hai tay bê bao tải nặng nào mít sắn và mấy củ mang tươi cảnh ngộ hai chị em khá giống nhau vợ ông được một con gái cháu vân lê thị vân mà cô gì cũng được một cháu gái tên Mơ, Nguyễn Thị Mơ, khác họ với con ông. Tới nhà, bà đã chạy vội ra sân, kéo tay ông vào. Ông buông vội cái bao tải to nặng ịch. Bà nói ngay cho ông nghe. Con vân nhà mình, nó đang sống thử. Ông chố mắt hỏi lại. Bà nói lại rõ ràng coi nào. Con vân nhà mình nó đang sống thử. Sống thử hay sống thật kệ cha nó, có gì mà phải xôn xôn lên thế?" Ông gắt lên rồi vứt các thứ đồ đạc giữa sân, treo mũ cối vào đinh ở cột, bước vội vào trong nhà. Mặc bà chạy theo, ông cởi vội giày, ném lưng xuống giường đánh rầm. "Ông ăn cỗ ở nhà gì, rượu bây giờ mới ngấm mệt." Hai tay bà lay lay, chỉ muốn nói thêm với ông rất nhiều điều, nhưng thay việc trả lời, ông đã ngáy o o bực quá bà chửi đồng uống cho lắm vào có chuyện cần bàn thì không làm sao nói được sáng mai dậy ông mới hỏi kỹ lại cái chuyện sống thử của cô con gái rượu đang học ở trường đại học kiến trúc vì tối qua ông nghe câu được câu mất bà kể lại hết với ông câu chuyện bà nghe cậu tám học sinh xóm giữa đang học ngoài đó cùng khoa với con mình rằng con mình đang sống thử với một cậu nào đó cũng là sinh viên bắt tay qua chán suy nghĩ một lát ông nói với bà từ xưa tới nay chỉ nghe sống độc thân ly thân sống cho ngày mai hoặc cùng lắm là sống gửi thác nhờ chứ chưa có nghe sống thử là gì được rồi để tôi hỏi mấy người có kiến thức lớn về xã hội họ sẽ giải thích cho bà im lặng chờ đợi ngay tối hôm sau hai ông bà chuyện trò với nhau ông nói hỏi rồi người ta nói ở trường đại học hoặc một số nơi trọ của công nhân hiện nay một số sinh viên người lao động đang sống thử với nhau học theo kiểu nước ngoài đùa đòi theo phim ảnh sống thử là thử làm vợ làm chồng coi có được không ra trường thấy kết quả tốt mới lấy người ta còn bảo sống thử đang là mốt hiện nay ở các thành phố đô thị chào ôi chết mất bà năm giật mình như vậy Vân con gái bà đã thử làm vợ người ta rồi. Thằng nào mới được chứ? Trước đây ông lấy bà phải tìm hiểu chán. Sau đó là bỏ trầu, ăn hỏi, biết bao thủ tục lễ nghi, rượu chè, thuốc lá, trầu cao, lợn gà hàng gánh nặng. Ý kiến họ hàng nội tộc các kiểu mới đón được bà về làm vợ. Thế mà bây giờ chả biết mặt mũi cái thằng người yêu nó ngang hay dọc con gái mình dễ dãi quá đã trao cái ngàn vàng cho hắn thì nhục ơi là nhục bà than vãn vân ơi con đã đánh mất hết rồi danh dự gia đình họ hàng nhà ta tất cả ở đó ông phải làm thế nào đi chứ ờ việc đâu còn đó để tôi nghĩ cách chả cách nào khác bà cắt ngang lời mai hoặc bữa kia ông ra thành phố xem cụ thể ra sao lôi cái sống thử của nó về đây, tần cho một trận. Chưa hỏi cha mẹ như vậy là hư. Ôi giời, đi ngay sao được. Không ra thì thôi, đã ra thì phải vài trăm cho con, lại còn bán các thứ. Mỗi tháng nó chi tiêu vậy, mất khoảng triệu rưỡi. Lương hưu của tôi dốc hết vào đấy. Nhà không còn đồng nào. Cha mẹ vất vả cóp nhặt từng đồng. Con thì vừa học, vừa đua đòi sống thử. Ruột tôi cũng đang bị băm ra từng khúc đây. Băm hay xé ra ngàn mảnh, ông cũng phải đi. Còn con lợn nhỏ kia bán nốt, phải đi ngay, kẻo muộn. Còn mình không những sống thử mà còn đẻ thử thì ăn nói thế nào với bà con làng xóm đây? Nhục ơi là nhục. Bà nhắc lại từ nhục mấy lần. Từ nhà ông đến thành phố chỉ 90 cây số thôi, phải qua hai lần xe khách, một lần xe ôm. Gần trưa, ông đã vào ngay khu vực con gái ở trọ. Thấy bố ra, Vân rất mừng, hơi ngạc nhiên. Chuyện trò bố con tình cảm lắm Lát sau Vân hỏi Có việc gì mà bố ra đột xuất vậy ạ à? Chuyện sống thử của con đấy Ở nhà bố mẹ biết cả rồi Vân giật mình nhìn bố Đã ra mồi tóc bạc Bao nhiêu khổ ải đồng áng hẳn lên khóe mắt Những nếp nhăn dài ngang chán Cô lúng túng không biết nói thế nào Cho bố hiểu và khỏi buồn Vân cố gắng đổi giọng Có chút hài hước để bố vui bố à, đời bố mẹ trước đây tìm hiểu nhau, ngồi cả đêm, vặt hết đám cỏ dưới chân, hái hết lá non của mấy cành cây bên cạnh mà chưa dám thơm nhau. Các con phải khác chứ bố. Khác khác thế nào? Ông không cười, mà trừng mắt. Vân không tỏ ra sợ, vì cô biết bố quát mắng thì đó cũng là mắng yêu, nên ôm lấy cổ ông. Các con yêu nhau đã dành cho nhau rồi, con đã trao cho người yêu con tất cả không thể đòi lại được. Các con đến với nhau rất nhanh, ánh chớp còn gọi bằng cụ. Các con hứa sẽ thủy chung suốt đời bên nhau, thời buổi của máy tính mà bố, hàng triệu phép tính trên dây chứ. Các con lấy nhau thật rồi à? Không, không, các con mới sống thử thôi. Vân trả lời gọn lọn. Ông bố tức lắm, nhìn mặt Vân, mặt tím lại. Tào tát cho một cái bây giờ, sống thử nghĩa là hai đứa thường xuyên ngủ với nhau như vợ chồng hả? Đạo đức gia phong đề nếp vứt hết đâu rồi. Bậy quá. Bố mẹ không tưởng tượng nổi. Còn hư lắm. Bố mẹ nhịn ăn bớt mặc tất cả dành cho con. Những mong con thành người. Ai ngờ. Ông chép miệng. Cái chép miệng buồn tinh. Vân thì luôn mồm đối phó. Cô nói. Kìa bố. Con sắp ra trường rồi. Đã hai mấy rồi. Hay để con chết ra. Ngày xưa bố mẹ cưới nhau. Mẹ mới 18-19. Con mà không lấy được chồng Tội tại bố mẹ đấy ạ Ông nhìn mặt Vân Thấy con Bình đúng là cứng cỏi Rắn giỏi thêm Không như hồi nó mới bước vào cổng trường đại học Sang năm cuối rồi Nhìn kỹ có một vài nếp nhăn rất mờ Ở khóe mắt và mép miệng Mỗi khi cười Cũng một phần do học vất vả căng thẳng Tự nhiên Ông lại thấy thương con Phụ nữ có thì Xong ông ngại nhất là cái kiểu sống thử Gia trường thằng kia mà bỏ, chỉ khổ con gái mình thôi. Ông cầm tay con, kéo vào lòng, âu yếm, vỗ về. Gia trường ổn định công tác, con mới xây dựng gia đình thì hợp lý hơn. Bố mẹ còn chuẩn bị chứ, thế này lỡ có con thì sao? Các con chả suy nghĩ kỹ gì cả. Thằng chồng thử của con đâu? Vân chỉ cái quần bò jean treo ở mắc áo, nói. Anh ấy tên là Kiên, cùng tuổi với con, to khỏe đẹp trai không xấu như con gái bố đâu chốc anh về còn bảo anh sẽ ra mắt bố trưa nay các con làm cơm mời bố ngắm nghía con gái mình ông bảo con chả giống mẹ hồi trẻ bố tán mãi mới được không dễ đâu đừng bảo là xấu tự ti không được gái nông thôn cao giáo ra giữa thành phố học cũng có giá chứ ở xóm mấy ai được như con ông suýt miệng nói nhỏ riêng cái chuyện sống thử không hay ho gì đâu Chọt rồi thì cố giữ được mãi về sau. Vợ chồng im ấm mới là phúc đức. Về bố sẽ nói với mẹ cùng cho qua chuyện này. Thấy bố thông cảm. Vân rúc rúc vào vai bố. Người cán bộ công chức đã về hưu mấy năm nay. Pha trộn thêm công việc đồng áng làng quê. nằm khỏe và chắc hơn. Ông xoa nhẹ lên đầu con. Cứ như hồi Vân mới lên mười vậy. Vì quan hệ không dùng biện pháp an toàn nên mấy tháng sau, Vân mang bầu. Bố mẹ cô thở phào khi thấy anh chồng hờ không chạy làng. Tốt nghiệp xong, Kiên xin được việc làm kiến trúc sư cho công ty chuyên thiết kế chung cư cao tầng của thành phố. Người mới vào, dù kiến trúc sư hay tiến sĩ gì đó thì cũng xếp ở mức thử việc lương thấp. Vân thì ở nhà chuẩn bị sinh con. Hai người thuê một phòng chừng 25 mét vuông trong ngõ. Đứa con ra đời hạnh phúc vui thật nhưng bắt đầu kèm theo cả chuỗi dài căng thẳng triền miên đầy dẫy khó khăn nào tiền thuê nhà tiền ăn tã lót bìm các loại sữa dinh dưỡng cho con trẻ tiền thuốc thang con ốm đau tiêm phòng trái gió trở trời nữa chứ vợ chồng đầu tắt mặt tối vừa làm vừa nuôi con vất quá đành phải nhờ bên ngoại rồi bà ngoại bỏ cả việc đồng áng ra giúp con giúp cháu Thấy con gái bận, bà Năm cũng đỡ đần rất nhiều. Một tay bế cháu, một tay pho gạo, thổi cơm. Những gì Vân làm không kịp, bà đều làm giúp, tạo điều kiện cho con nghỉ một tí. Những giai điệu ngọt ngào của tình yêu lứa đôi. Lúc chưa con, đã chuyển sang các âm từ gắt gỏng, chành trẻ lẫn nhau. Thiếu sự chuẩn bị cho hôn nhân và hạnh phúc gia đình, kết quả của yêu vội, sống thử là thế đó. Quá khổ và bị dày vò đủ thứ do cuộc sống thực tại đặt ra không chịu được nữa kiên bắt đầu nuôi dưỡng tư tưởng mới một buổi sáng ngủ dậy muộn do quá mệt mỏi kiên đi làm từ lúc nào vân không biết thấy tờ giấy đặt ngay trên bếp ga vân cầm lên xem thì nội dung vân anh thực sự có lỗi với em và con anh phải đi mong em tha thứ cho anh sau này có dịp anh sẽ gặp lại em và con trước mắt khó khăn quá không vượt qua được em nên bế con về nhờ ông bà ngoại anh kiên vân nổ đom đóm mắt tối sầm lại như có ai bắn pháo hoang ngay trong võng mạc cô ngồi bệt xuống nền nhà rên lên mẹ ơi anh kiên bỏ con và cháu rồi ôi cha mẹ ơi đời con sao khổ thế này bà năm đang nằm với cháu nghe con gái khóc bà bật dậy chạy ngay ra chỗ con gái Sao? Có chuyện gì thế? Mẹ ơi, con khổ lắm thôi. Chồng con bỏ con rồi, đây này. Vừa chu chéo, vừa đưa tờ giấy cho mẹ đẻ xem. Nghe vậy, bà cũng khóc theo. Đứa cháu mới gần 6 tháng cũng giật mình lật người, oa oa. Tất cả như bản sao hưởng xót thương của ba thế hệ nặng muột phát ra cùng lúc, bút buồn, xương tùy. Vân vội lấy điện thoại gọi cho Kiên thì được trả lời hiện số máy này không liên lạc được Vân ném cái di động xuống bàn lững thững bước ra cửa mặt trời đã lên các sợi hào quang tím ngắt trước anh nhìn xa xăm vô vọng cô đến cơ quan cũ của Kiên hỏi thì được biết Kiên đã đi khỏi đây mấy ngày về đâu cũng không ai biết Vân mượn xe phóng về tận quê Kiên hỏi cả nhà cho biết lâu rồi Kiên không về hiện tại ở đâu không hay lại còn bị cái nhìn thiếu quý trọng vì tự lấy nhau không kết hôn, không ra mắt họ hàng, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai chịu trách nhiệm. Thật là xấu hổ. Đoán biết tâm trạng con gái, bà Năm bảo. Tốt nhất, con và cháu về, bố mẹ nuôi, khi nào cháu lớn con lại xin đi làm được không? Công ty tư nhân bây giờ nghe nói nhiều lắm. Vân rũ rượi nhìn mẹ gật gật. Ván đã đóng thuyền, đành cỡ ra vậy thôi còn mảnh nào dùng tạm thì dùng. Khung thuyền được ghép trên nền của cái gia đình gọi là sống thử chớ trêu kia. Hãy chìm xuống đáy nhanh lên, chìm vào quên lãng càng sớm càng tốt. Kiên đoạn tuyệt vân cùng đứa con nhỏ một cách tàn nhẫn để tự giải phóng mình. Kiên xin việc tại một công ty xây dựng ở tỉnh xa. Vì công ty mới, cán bộ có bằng cấp rất được coi trọng. Công việc này tuy mệt nhưng mức lương cao hơn so với trước đây. Bộ phận của Kiên 9-10 người, thường 4 nam 6 nữ. Nguyễn Thị Mơ, trung cấp xây dựng, kỹ thuật viên, quê huyện Hoành Suối cũng mới về đây chưa đầy năm, làm trong bộ phận kỹ thuật do Kiên phụ trách. Công ty mới, Kiên lại có lý lịch mới toe đó là chàng kiến trúc sư bảnh trai chưa vợ, tốt nghiệp đại học, rất cơ bản. Dần dần quen thân và yêu nhau mơ, cô gái mỏng mày hay hạt, khéo nhất trong công ty, kém Kiên 2 tuổi. Kiên quyết định chuyển đến ở chung với mơ tại một địa điểm trọ ngoài dân vì cả hai đều xa quê. Kiên lại bắt đầu một quá trình sống thử mới. Họ yêu nhau lắm. Hàng ngày đến công ty, mơ ngồi sau ôm chặt lấy Kiên uốn lượn theo tay lái lụa. Ai cũng khen, đôi trai tân gái mới phù hợp thế. Nhìn mà thèm. Mơ thấy tự hào và hạnh phúc vô cùng, Kiên không bao giờ hé lộ chút nào về quá khứ, luôn mồm: Anh yêu em là người đầu tiên duy nhất, em sẽ là vợ anh, chúng mình sẽ cùng nhau xây đường hạnh phúc. Mơ bảo: Đẹp trai như anh lại khéo nói như thế này mà bảo chưa yêu ai, liệu có thật không? Kiên ôm chặt Mơ vào lòng. Có thể bây giờ anh mới gặp được em, duyên số do trời sắp xếp mà. Còn mơ thì đúng là lần đầu thật. Mỗi lần qua nhà, mơ có nghe mẹ kể chị Vân, con bác Năm, đã từng yêu, sống thử, hiện nay đang nuôi con thằng chồng phản bội, ruồng bỏ. Nghe thế, nhưng mơ không dám kể với Kiên, sợ Kiên coi thường chị em họ hàng nhà mình. Mặt khác, quá yêu Kiên. Anh ấy đẹp trai như thế, tài giỏi như thế, mình yêu được là phúc lớn, cần phải giữ bằng được. Không nên đưa những chuyện chẳng đâu vào đâu, làm tổn thương tình cảm chung lần này cũng sống thử. Kiên có ý thức chuẩn bị cho gia đình kỹ càng hơn để khi mơ sinh nở đỡ khó khăn. Hơn năm sau, Kiên đã là phó giám đốc của công ty, trực tiếp phụ trách mảng điều hành xây dựng. Sống thử, mơ có 2 3 tháng, mơ yêu cầu Kiên phải tiến hành các thủ tục theo kiểu vùng quê mơ mọi người thường làm. Dạm ngõ, bỏ trầu, xin cưới, tổ chức cưới, đăng ký kết hôn trước khi cưới mấy tháng liền. Kiên không thể nào chối từ được vì biết bố mẹ cô không phải dân quê bình thường. Lờ mờ trái đạo lý, mất hết như chơi. Kiên miễn cưỡng, đành tặc lưỡi. Riêng việc đăng ký kết hôn thì Kiên nói cưới xong thì đi đăng ký. Vấn đề này có lý, mờ chấp nhận. Ngày ăn hỏi, bố mẹ mơ mời tất cả anh chị em ruột thịt, đằng nội đằng ngoại, có mặt đông đủ. Bà Sáu nói với bà Năm anh chị, cây vân và cháu ngoại phải đến từ sớm nhé. Có gì hai bác còn đỡ đần cho em. Cả nhà bà Năm hăm hở đi xe khách đến từ sáng. Có đám, nhà gì sáu vui lắm. Anh em họ hàng tất bật chuẩn bị tiếp khách. Kinh tế khá giả mà họ trai lại đường xa. Nên nhà cái quyết hết, giúp hết. Chuẩn bị quãng 15 mâm để thết nhà họ trai và họ mình cho đàng hoàng tiếng thái thịt băm xương đều đều nhạc loa phát vang vang phùng màn trang trí chữ cắt lồng xoắn nhau ngày tháng dán phong xanh mùi của thức ăn của hoa quả trà thuốc thơm lừng làm cho ai đấy phấn chấn vui sao mơ cũng không giới thiệu kỹ về ông chồng tương lai của mình cô muốn chơi một bất ngờ để rồi ai đấy phải tự thốt lên chồng mơ to khỏe đẹp trai con nhà giàu quyền cao chức trọng. Mừng cho cô, cho chị, cho em và cho cháu mơ nhé. Mơ ấp ủ điều này từ lâu. Càng nhìn mơ, Vân càng chạnh lòng vời vợi. Nỗi quạnh hưu càng bị đẩy xuống tận cùng, không một mẩu phao, một dây neo, bấu víu. Thấy Vân rơm rơm nước mắt, ôm cháu. Mơ bảo, ngày vui của em, chị đừng khóc. Khách khứa họ hàng đầy xung quanh thế này. Nếu mệt, Chị và cháu vào buồng em nghỉ tạm. Vân lắc đầu rồi cầm tay con trai dắt xuống bếp nơi các vị thanh niên đang nấu nướng, hành tỏi, chảo tán thơm lừng. Như kế hoạch đã bàn, khoảng 10 giờ thì họ đường trai có một xe trên 30 chỗ ngồi đến. Trong đó, năm cháp lễ nghi ăn hỏi, kèm theo là năm chàng khôi ngô, đồng phục, bưng bê. Bố mẹ Kiên, anh em, chú bác, cô dì ruột, đương nhiên cùng trên xe. Kiên, nhân vật chính, phải com lê, caravat đẹp, phù hợp thời tiết mùa đông. Nhà gái, mơ diễn bộ tân thời mới, trang điểm phấn son, làm đầu thời thượng. Khoác thêm một áo len hồng bên ngoài. Bản thân mơ, rất nét, khi được trang điểm các đường nét ấy, lại được dịp khoe mình. Ngắm mơ đẹp, đến nỗi không nhận ra. Đứng sau bố mẹ mơ một chút, là hai mẹ con vân bà năm và nhiều thân nhân khác tất cả đang chờ và nhìn thẳng về chiếc xe ngoài ngõ giây phút hồi hộp ngóng mong kia rồi chú rể tương lai bước xuống theo sau là đoàn thân nhân càng vào gần càng rõ kiên cao to đẹp trai phong độ miệng cười tươi ôm bó hoa lay ơn trắng trước ngực đã có nhiều cái chỉ trò tiếng khen dâm san ở phía họ gái dành cho chú rể tương lai. Vân bỗng ngạc nhiên hồi hộp, cô nheo mắt nín thở, nhướng lên một chút, bước lên một tí. Ôi, anh Kiên thật rồi, chồng mình thật rồi, sao anh lại đi như chú rể tương lai thế này? Đó là thật hay ảo giác đây? Không phải ảo ảnh, mà là thật một trăm phần trăm. Giáng người đậm chất đàn ông, nụ cười lém đỉnh kia, ta đã bao lần ôm chật, hôn không tiếc, làm sao quên được. Một cảm xúc vô cùng khó tả. Trong tuyệt vọng, một hy vọng bùng lên, người Vân run run bởi nhiều sóng sung hỗn tạp. Đầu óc Vân choáng váng, quên cả cái việc chính hôm nay. Em mình đang chờ đón người yêu trong ngày ăn hỏi. Sắp bước vào hành lang nhà, Kiên trột dạ nhận ra Vân. Anh ta giữ người, trứng lại, mặt tái mét. Mồ hôi loang loáng ở trán Thái Dương Mờ tiến lên Vân cũng tiến lên Không kìm được nữa Tự nhiên Vân chỉ tay vào Kiên nói to Mẹ ơi Cô chú ơi Đây là anh Kiên chồng con Là bố của cô tí đấy mà Bà Năm phía sau Cũng lách người lên Ồ thằng Kiên chồng cái Vân Con rể tôi thật rồi Cùng lúc đó mơ giang tay đỡ bó hoa trước ngực kiên nhưng bó hoa đã rơi xuống lúc nào nghe vân nói vậy cả nhà mơ ngớ người không hiểu đầu cua tay nheo ra sao trong khoảnh khắc mơ nhận ra rằng chồng tương lai của mình anh kiên chính là chồng cũ của chị vân chuyện chị vân bị chồng bỏ rơi thì bà năm cùng vân tâm sự không biết bao lần với cô rồi cô nói như người say nhát gừng từng chữ con mắc tội với chị Vân rồi. Bố mẹ à, ạ, giọt máu chồng chị Vân và là chồng sắp cưới của con, anh Kiên đây, đang lớn trong con, đã được 4 tháng. Ôi bố mẹ ơi, các bác ơi, con chết, con chết. Mơ hoa mắt, tim đập loạn xạ, cô từ từ ngã nghiêng sang người Vân. Bố mẹ mơ liền đỡ sốc tay con gái mình dậy chính ông bà cũng không hiểu nổi nghiệp chướng bất thường oái oăm này tự nhiên lại xảy ra lúc này cơ chứ đáng lòng làm sao biết phân xử thế nào thấy vậy mọi người dưới bếp đang lên bên ngoài đều tập trung lại hết mấy người bế mơ vào buồng xoa dầu gió kiên quay đầu định bỏ chạy ra xe hai họ ngăn lại bì thương tan nát quá trời phá tan hạnh phúc của mơ mà cũng chưa chắc đã bồi đắp được cuộc đời của Vân. Các bạn thân mến, đất nước ta có 54 dân tộc anh em, hầu như mỗi dân tộc lại có nét văn hóa riêng văn hóa thể hiện qua lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp, cũng như phong tục tập quán qua nhiều đời. Ở nhiều vùng quê có những hủ tục lạc hậu cần phê phán, nhưng cũng có những phong tục làm nên nét đẹp trong đời sống tinh thần văn hóa của người dân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn Ngọn đèn khuya ở bản mây của tác giả Phùng Phương Quý qua giọng đọc Minh Nguyệt. buổi sáng sớm ở bản mây lúc nào cũng phủ đầy mây trắng mây từ động đá từ khe núi đùn mãi lên phủ kín một vùng rừng nguyên sinh ở phía cổng trời chỉ còn mấy cây trò cao là nhấp nhô cái ngọn lên khỏi biển mây ngôi nhà nhỏ của bàn thị hoa nép dưới sườn núi cạnh con suối triền vẫn còn giữ được vách thân ván gỗ và mái lợp lá cọ chị hoa lúi húi nhóm bếp lửa lên tai lắng nghe con tắc kè trên cây cọ già sau nhà thúc giục tắc kè tắc kè nó kêu liền một hơi bảy tiếng hôm nay trời nắng con tắc kè chưa bao giờ báo sai mặc dù sương mù vẫn dày đặc tràn cả vào trong bếp ngọn lửa bếp củi đã bừng lên reo tí tách đám sương mù đã dừng lại ngoài cửa bếp luồn quẩn quay lại trước sân bỗng trên nhà có tiếng động mạnh hình như cốc chén gì đó đổ vỡ trong buồng con lanh chị hoa bật dậy ngó ra đèn trong buồng con gái bật sáng một bóng người đang lùi dần ra cửa tiếng con trai ấp úng đừng đừng lanh ơi anh xin lỗi tiếng lưỡi dao chém phập vào cột gỗ bóng thằng con trai lao vút vào đám sương mù mất dạng chị hoa thở dài lại một thằng tới ngủ thăm nhưng không đứng đắn rồi. Từ hôm con Lanh ở trường dân tộc nội chúng về nghỉ học kỳ, vợ chồng chị Hoa mới giật mình nhận ra nó đã lớn, đã trổ mã thành sơn nữ xinh đẹp. Hôm ấy vừa tới nhà, Lanh đã cầm con dao vào rừng. Mãi lúc mặt trời sắp lặn mới về. Chị Hoa đổ nồi cám lợn vào máng, liếc mắt nhìn con gái. Nó xếp gọn gàng cánh củi vào đầu bếp, rồi sắn váy lên, bước tới máng nước dòng nước mát lạnh từ mó nước trên lưng chừng đuối theo ống bương về tận sân nhà róc rách chảy vào trước bể xi măng mốc rêu xanh tràn cả ra ngoài thành dòng suối nhỏ tí lan qua bờ đất xuống con đường trước nhà còn lành muốn ngủ thăm rồi mình cũng bốn mươi tuổi làm mẹ vợ được rồi chị nghĩ thầm trong đầu nó đã 17 bảy tuổi sắp học xong lớp chín trường đội trú nó bảo không muốn học lớp 10 cái chữ không muốn vào trong đầu nữa rồi. Học lớp 10 lại phải ra tận ngoài phố huyện, cách nhà hơn 60 cây số. Giờ về bản giúp mẹ giữ cái bếp luôn đỏ lửa. Chị Hoa thấy con gái chăm soi gương chải tóc, lại nhờ bố lắp cho bóng đèn quả nhót trong buồng ngủ. Biết lành đã có bạn trai. Ừ, gái miền rừng, không học, cũng không đi làm công nhân, cán bộ. Về nhà ngủ thăm, lấy chồng thôi. Chợ phiên 19 âm lịch, Lanh mua một tấm vải xanh sọc đỏ và mấy cuộn chỉ màu về. Mẹ dạy con theo xí mền đi. Ừ, con gái sao ngày trước không biết theo lui, thêu xí mền là không lấy được chồng đâu. Mẹ biết theo từ năm 14 tuổi đấy. Thời này hiện đại rồi, cái gì cũng có sẵn ngoài chợ, ngoài cửa hàng. Muốn thứ tốt hơn thì chịu khó ra phố huyện và siêu thị. Con gái giao bây giờ ít người biết theo thùa, nên chị Hoa thấy con gái muốn học theo thì mừng trong bụng. Mừng lắm. Nó muốn theo chiếc khăn xí mền cho bạn trai nào. Là người trong bản hay người xóm bạn hay người ngoài phố. Là mẹ thì tò mò thế chứ duyên phận biết đâu mà tính. Cứ tìm được người tử tế như bố nó là tốt rồi. Cùng vợ trèo trống nuôi bốn đứa con. Cực khổ hay sung sướng cũng chẳng bao giờ kêu than cả. Chẳng biết nó sẽ chọn thằng trai bản nào bây giờ đã khác trước bọn trẻ có yêu thương nhau mới đồng ý cho ngủ thăm vừa lòng nhau là báo hai họ làm đám cưới không cần chờ tới lúc đứa con gái có chữa mới báo già làng cúng buộm rồi đám cưới bắt rể. nghĩ ông bà mình ngày xưa ngủ thăm thoáng hơn lại thấy buồn cười chính mẹ chị hoa chứ ai bà bảo khi có chửa rồi phải gọi hết tám thằng đàn ông từng cậy cửa ngủ thăm tới trình diện hội đồng làng lúc đó bà phải chỉ ra thằng trai nào làm được mình có chữa, rồi làng bắt nó về mang tới một con gà trống và một con lợn cắp nách để ra làng cúng buộng là một cách phạt vạ hình thức lấy lệ với tổ tiên trời đất sau đó cho hai người thành hôn chú rể sẽ phải về ở gửi nhà cha mẹ vợ hai năm chăm chỉ lao động trả cái công người ta sinh thành nuôi dưỡng vợ mình lúc sắp tắt đèn đi ngủ chị hoa thấy cánh cửa buồng con lanh cọc thạch rồi kêu két một tiếng đã có thằng trai nào đó cậy cửa vào ngủ thăm rồi không nén được tò mò chị rón rén đi lại sát cái vách liếp bằng đứa căng mắt dòm sang làm thế này là không đúng cái tục lệ người giao để lại rằng bố mẹ không can thiệp chuyện ngủ thăm của con gái nhưng quả là chị lo cho con gái quá chỉ muốn biết mặt mũi cái thằng rể tương lai ra sao thôi hóa ra trong buồng con lanh có những ba thằng trai cùng vào hai thằng ngồi trên ghế thì chị hoa biết thằng đầu chọc kia là con trai bác đạo có cửa hàng tạp hóa ngoài chợ xã thằng quần bò áo phông kia là con mụ hồng chủ cây xăng mãi dưới kim thượng ra cả chục cây số thằng có vẻ mặt hiên lanh ngồi ghé mép giường kia thì rất lạ không biết là con nhà ai nó chỉ ngồi bẻ ngón tay cười nghe hai thằng kia huyên thuyên về cái hãng xe máy đắt tiền. Em lành đi học trường nội trú về, đẹp hơn ở nhà gì? Thằng đầu chọc buông lời, còn lành nghiêng đầu, vuốt mái tóc dài làm duyên. Đẹp thì vẫn thế, nhưng ra khỏi bàn học được nhiều thứ hay thì người mình khôn ra một tí thôi. Hai thằng ngồi ghế, đứa thì mắt quạ, đứa thì nhả nhớt. Thằng ngồi giường lại lành quá, chúng nó tán nhảm Tới 10 giờ thì về cả, không đứa nào được mời ngủ thăm. Hay là không đứa nào dám xin ngủ thăm đấy. Có lý do đấy. Lục mải tán gẫu, lành làm như vô tình nhặt con dao dựa mới mua, lưỡi sáng choang để dưới chiếu, ngay đầu nằm. Thằng ngồi giường ngạc nhiên. Em sợ ma Ở nhà mẹ anh hay để dao dưới đầu giường để tránh bóng đè, nhưng dao nhỏ thôi. Một thằng ngồi ghế cười ngặt nghẽo. Em lành sợ chuột chứ gì. Sợ thì để anh ngủ đây rình bắt chuột cho. Lành kéo gấu váy che kín hai đầu gối tròn mịn, nghiêng mặt. Ông ngoại mình kể, ngày trước trong buồng con gái giao đến tuổi ngủ thăm, lúc nào cũng phải có con rựa. Con rựa dưới đầu nằm chính là luật của người giao. Ai không được con gái cho ngủ thăm, hoặc ngủ thăm mà có tính sàm sỡ, con gái nó chém chết vô tội. Nhưng là ngày xưa thôi, bây giờ Lanh chỉ xin một cái tay. Mấy thằng kia sợ mất dép. Chị Hoa phì cười vì cái kiểu dọa nạt của con gái làm bọn con trai sợ tái mặt. Thế thì bao giờ mới có người ngủ thăm? Bao giờ mới cưới được chồng đây? Thời của ông bà chẳng nói làm gì. Người ta cứ ngủ thăm mãi, bao giờ có chữa thì thôi. Thời của vợ chồng chị đã khác rồi. Con trai con gái có khi nằm ngủ chung hai ba người liền. Ai giỏi tán mà đối tượng thấy tâm đầu ý hợp mới được ngủ tiếp buồn cười hồ chị Hoa còn trẻ. Cho hai đứa con trai cùng ngủ trong buồng, chuyện rì rầm cả đêm, còn mắt mở thao láo. Bố con lành nằm phía trong, hai tay khoanh trên bụng, ra dáng anh cán bộ phó bạn. Thằng bạn hồi cấp 2 nằm ngoài, mồm miệng như tép nhảy, nói rằng đi làm thuê cho công ty lâm sản, lình đình hết mấy con sông về xuôi mà không thấy gái ở đâu đẹp bằng con gái bạn mây. Nghe nó nói thế là chị Hoa không tin, ở đâu mà không có gái đẹp, gái xấu. Lục nó giả vờ đặt tay lên bụng chị. Anh cán bộ bản còn đập cho một phát nhắc nhở. Ngủ đi, không được khua khoáng chân tay. Cuối cùng thì chị chọn bố con lanh bây giờ. Sau mấy lần tắt đèn trong buồng, bọn trai bản không đến nữa. Hai người được tự do tâm sự yêu đương. Đến gần Tết thì thành vợ chồng, không cần chờ có chửa mới báo cho hai bên cha mẹ. Bọn trẻ như con lanh, bây giờ không chú trọng việc ngủ thăm. Những đứa có điều kiện đi xa khỏi bản lại càng mau quên. Chúng học rất nhanh cách sống của người vùng xuôi. Lanh có một người bạn trai đang học trường trung cấp nông nghiệp. Anh ấy người tỉnh khác, lại không phải dân tộc sao, nên hay hỏi về tục ngủ thăm. Nhìn ánh mắt tò mò háo hức mỗi khi nghe Lanh kể về chuyện trai gái giao, hẹn hò hoặc cạnh cửa ngủ thăm. Biết anh ấy muốn thử cho biết Thế đêm hôm cậy cửa nhà người ta Không bị đánh vì nghi ăn trộm à Không Con trai nó chỉ cậy cửa buồn con gái thôi mà Hôm nào nghỉ học Anh lên bản mây chơi Thử cậy cửa ngủ thăm được không Được mà Cái luật người giao cho phép đấy Em sẽ chỉ cho mấy đứa bạn gái cùng bạn Không Muốn ngủ thăm nhà người quen thôi Lành đỏ mặt cười hinh hích Có lá gan to Thì lên núi thử xem có tấm lòng chân thật thì tới cho gái sao bắt rể hai năm đi. Thế nên biết Lanh được về nghỉ ba ngày, anh bạn cũng xin nghỉ đi xe máy hơn 60 số lên bản mây. Ngày đầu anh cũng có người bạn làm kiểm lâm sóng cọ, chắc sẽ vào nghỉ nhờ rồi tối lên bản mây. Lanh cũng có ý chờ, nhưng hai ngày qua không thấy mặt mũi anh bạn đâu cả. Hay người kinh nó nhát, không dám đến ban đêm anh ấy chẳng thường nói dưới quê chỉ có kẻ xấu mới đêm hôm khuya khoắt đi lang thang hay mò mẫm ngoài đường con lanh như là giận hờn đêm nay đi ngủ mà không bật ngọn đèn quả nhót trong buồng như thế là nó không muốn có người ngủ thăm rồi đèn tắt có nghĩa là trong buồng đã có người ngủ thăm hoặc không muốn cho người khác vào nữa con tắc kè lại bật tiếng kêu khàn khàn con gà trống chín cựa ngoài cây rồi cất tiếng gáy tè te te dục lũ gà trong bàn gáy râm san một hồi không dứt cửa buồng lanh có tiếng lạch cạch làm nó giật mình tỉnh ngủ quái ai cậy cửa nhỉ nó tắt đèn rồi cơ mà đứa này chắc không phải trai bạn mây vì không biết cách cậy cửa cái then gỗ gài giữa cửa chỉ cần khéo léo lấy ngón tay gạt qua một bên là được nhưng tiếng lạch cạch lại phát ra từ bên dưới. Ồ, người miền khác rồi. Lành ngồi choàng dậy. Hay là anh bạn trung cấp lâm nghiệp nhỉ? Chỉ có người xuôi mới không biết tín hiệu đèn tắt trong buồng, không biết cách cậy cửa buồng con gái sao. Nó liền bật bóng đèn quả nhót, rón rén bước về phía cửa buồng. Lành ơi, anh không mở được cửa. Một giọng trai quen quen Lanh mừng rỡ khi nhận ra người có hẹn. Sao hôm nay anh mới đến? Câu hỏi bật ra cùng với bàn tay mở cửa, bóng người vội bước vào buồng đem theo hơi xương lành lạnh. Người trai ôm choàng lấy lanh, đặt nụ hôn lên má. Anh sợ quá, hôm nay mới dám sang. Miệng bạn trai còn thoảng mùi rượu. Lanh gỡ tay bạn ra nói khẽ. Nói chuyện đã, anh uống rượu ở đâu? Thằng bạn kiểm lâm cho ăn thịt dê. Lành lên giường nằm, gấp cái vỏ chăn thành cối đẩy sang bên cạnh. Lên đây anh, trời lạnh rồi. Ngọn đèn quả nhót tắt phụt, ánh đèn pin soi lối cho người trai lạ bước tới bên chiếc giường con gái. Có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, hồi hộp của người trai nằm bên cạnh. Sao hôm nay anh mới đến? lanh lặp lại câu hỏi nghe mấy thằng trai bàn đó đồn em có con dao dựa dưới chiếu sẵn sàng chém người anh sợ lắm lanh cười rúc rích con dao không chém ở tình yêu đâu lời nói của cô gái bỗng nhiên giải tỏa hết những lo lắng nghi ngờ người trai nằm xích lại ôm kỳ lấy tấm thân con gái non tơ hai má lanh nóng bừng cánh tay muốn động cựa mà bị vòng tay bạn trai ôm chặt anh nói chuyện đi. Chuyện gì? Chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện tương lai ấy. Mấy chuyện đó anh kể cho em nghe mãi rồi còn gì. Hôm nay đi ngủ thăm thôi. Vòng tay bạn trai đối lặng, nhưng bàn tay bắt đầu mò mẫm phía lườn ra sau lưng, rồi nhanh chóng luồn đến ngực lanh. Không được. Lành kêu lên khe khẽ, nhưng phía ấy hơi thở đang mạnh lên dồn dập tấm thân con trai bất ngờ nằm sấp lên bụng lanh cô đẩy bạn trai xuống với tay lên đầu giường rút ra con dao sắc ánh đèn phòng bật lên sáng trắng không phải bóng đèn quả nhót mà là cây đèn tuyếp dài một mét hai lưỡi dao chém phập xuống thành giường hai mắt lanh sáng rực sao anh làm thế định cưỡng bức em à đừng làm thế lanh ơi anh yêu em mà yêu em nên mới tìm đến ngủ thăm đây. Anh không biết ngủ thăm, anh xấu lắm. Lành giật mạnh con dao, bóng người bạn trai nhảy nhoàng xuống đất, lúng túng mở cửa, rồi lao ra ngoài sân. Còn lành rủ thằng em trai buộc lại hàng rào gỗ quanh vườn giúp bố mẹ. Lũ dì hàng xóm cứ hở ra là nhảy vào vườn, gặp thứ gì ăn thứ nấy, làm mấy bụi chuối của bố chỉ còn sơ xác vài tàu lá chị Hoa gõ vào máng gỗ, cạch, 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 gọi mẹ con đàn lợn về ăn cám. Mai xuống trường rồi, mày đi bằng cách nào? Còn tấm xí mền theo giờ, có mang đi không? Chị lo lắng cho con gái, vì mai không phải là ngày xe khách chạy lên huyện. Họ chỉ chạy vào những ngày chẵn, mùng 2, mùng 4, mùng 6 thôi. Mai là mùng 1, không có xe. Con đi nhờ xe máy anh bạn, Ai? Cái thằng suýt bị chém đêm trước á? Vâng. Chị Hoa ngạc nhiên. Đã đuổi chém con người ta tí chết. Giờ sao lại ngồi nhờ xe ra trường nhỉ? Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy. Mày đuổi nó. Giờ nó có cho ngồi nhờ xe không? Có mà. Còn giận thì dọa chém thôi. Cho nó biết thế nào là ngủ thanh. Mai kia có lên ngủ thì lại làm khác đi. Chị Hoa không biết một bí mật là con lanh không xin nghỉ học nữa nó nghe lời khuyên của anh bạn trung cấp nông nghiệp rằng phải học cao lên càng cao càng tốt con gái giao có học lên trung cấp đại học thì dân bàn được nhờ bố mẹ được nhờ Chỉ học dở dang về lấy chồng đẻ con tiếc lắm con lanh gấp chiếc khăn xí mền theo giờ và ba lô xuống trường nó sẽ tranh thủ theo nốt kỳ nghỉ hè này về bạn nếu có người trai thân thiết nào tới ngủ thăm nó sẽ tặng chiếc xí nền ấy các bạn vừa nghe chuyện ngắn ngọn đèn khuya ở bản mây của tác giả phùng phương quý qua câu chuyện của cô gái trẻ tên lanh chúng ta hiểu hơn về tập tục ngục thăm của người dân tộc giao các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức truyện ngắn Cơn giông của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. buông cái cầy ở gốc xoài, Hối thằng cháu 7 tuổi cho châu uống nước Ông ngồi bệt xuống hè Tựa người vào cột nhà há mồm thở gấp Mồ hôi chảy đầm đìa khắp người Mà trời chẳng có nổi một cọng gió nào Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt Cả ngày nắng như đổ lửa Chẳng dám thò đầu ra khỏi nhà 5 giờ chiều dắt châu đi cày thừa ruộng cạn để trồng lạc mà cả châu lẫn người đều thở không ra hơi bảy giờ tối trời còn sáng bừng oi nồng đám cả mái đứng cửa chuồng ngơ ngác chờ trời tối bà tích đang giã cua ngoài giếng chân còn lấm bùn lên tận ối nóng nực thế này chỉ có bát canh cua với ít cả pháo mới nuốt nổi cơm nước dưới ruộng chả khác gì mới được đun sôi luộc chín tám đồng trong cân cấn dồn đuổi những chú cua lên bờ ẩn náu trong đám cỏ bà đội nón cắt giỏ đi phòng một lượt dưới đồng thì được bữa canh ông vắt áo lên vai lững thững đi ra giếng cua với cái có ngày cảm nắng chết ngoài đồng không ai biết trời nắng chẳng làm được gì cứ ngồi nhà cũng sốt ruột Trồng lạc vào thời tiết này, chắc gì mọc được. Có mọc mầm lên rồi cũng chết héo ngay thôi. Hay là đợi trời mưa? Cũng chẳng biết bao giờ mới mưa. Có mưa cũng răng ba hạt, chả bỏ ẩm đất. Cứ thế này, con mà chết đói. Hay là... Bà lại định theo mụ hới giúp thành phố làm giúp việc chứ gì? Cơm người khó nuốt lắm bà ơi. Tưởng kiếm được vài triệu đồng một tháng mà dễ đấy à? mình nhà quê vụng về gặp chủ tốt không sao vớ phải nhà gây gớm là người ta chửi cho vuốt mặt không kịp ấy. tôi cũng chẳng nỡ bỏ mấy đứa cháu mà đi nhưng tháng nào cũng gần 2 triệu tiền lãi ngân hàng chưa kể bao nhiêu khoản chi tiêu cưới xin ma chay đổi mà người ốm người đẻ chóng cả mặt mà nhà nông mình chẳng làm gì ra tiền vụ lúa vừa rồi trừ tiền phân do thuốc thang chả khác nào đi ăn đong lợn thì hết đợt dịch này đến đợt khác đất đai khô cằn rau cỏ còn chẳng mọc nổi cứ thế này có mà chết đói cứ thế này có mà chết đói trở thành câu cửa miệng của nhiều người phụ nữ nghèo khổ nơi đây khi họ làm việc vất vả quanh năm mà vẫn phải giật gấu vá vai tiêu thì nhiều chứ ăn uống bao nhiêu một tháng dăm ba bữa cỗ là có khi bán cả đàn chó con còn không đủ mà thời buổi cũng lạ. Hở cách là mời. Làm cái nhà mà mời đào móng, đổ mái đến Khánh Thành. Vừa đi chơi người đẻ được vài hôm đã thấy mời sang ăn đầy tháng. Một người nằm xuống là phúng viếng đám ma, là cỗ bốn chín, một trăm ngày. Rồi từ rỗ đầu đến những cái rỗ về sau cũng mời đông đủ. Không đi thì ngại, mà đi thì tốn tiền. Nhưng tiêu mấy việc đó còn không tốn bằng tiền thuốc thang. Đến tuổi như ông bà Tích là ổ bệnh trong người. Hết đau dạ dày, vai gáy lại ủ tai chóng mặt. Đấy là còn may, chứ khối người đang khỏe mạnh đùng cái bị ung thư. Thì là vét sạch cửa nhà, vay mượn tứ tung mà cuối cùng cũng tỏ te tí. Làm lụng chắc chiêu cả đời, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, cuối cùng chỉ để dốc vào những viên thuốc đắng ngắt. Phạm sinh ra trên đời, ai chẳng có nỗi khổ hả bà? Như tôi đây này, vào sinh ra tử chiến trường chẳng chết vì hòn tê mũi đạn, mà cuối đời có khi sắp chết nhục vì con. Lần này nó mà còn mò về nhà, báo nợ là tôi từ mặt. Ông Tích nằm vắt tay lên chán, thở dài. Ông không ngờ cuối đời mình lại khổ đến vậy. Thằng con trai duy nhất trong nhà lao vào đề đóm cờ bạc đã gần chục năm nay. Từ lúc nó chưa lấy vợ, sinh con, cho đến khi cháu nội ông có đứa giờ đã học lớp 2. Ban đầu nó làm được bao nhiêu đánh bạc bấy nhiêu, sau này nó lừa lọc vay mượn khắp nơi. Cái sổ đỏ của ông cũng tráo hạn mấy lần vì nó. Khi chẳng thể xoay đâu ra tiền thì nó liều mạng vay xã hội đen. Lãi phải trả một ngày có khi bằng cả vụ thóc của vợ chồng ông ấy chứ. Chẳng có tiền trả thì người ta đánh cho thâm tím mặt mày nên bao năm nay nó trốn chui trốn nhủi sống không già sống sự nghiệp tiêu tan vợ nó cũng bỏ đi để lại cho ông ba đứa cháu cùng một đống nợ lên đến vài trăm triệu mấy năm trước còn sức khỏe ông theo đứa cháu đi xây dưới hà nội tháng cũng kiếm được vài triệu gửi về cho bà trang trại giờ già rồi chẳng ai thuê cả mà xương khớp yếu rồi chẳng may ngã giàn giáo thì toi đời lấy ai lo cho các cháu. Thôi thì lại về quê, nuôi con lợn, chăm ao cá. Ông tính chờ đất đai lên giá, bán đi một thổ, trả bớt nợ nần. Nhiều đêm nằm thao thức. Bà Tích bảo chồng. Ước gì mình trúng Việt lốt, ông gì? Những mấy chục tỷ đồng. Nếu mà chúng sổ số, mình sẽ trả hết nợ nần cho con. Lợp lại mái nhà, xây mộ tổ tiên. Số còn lại, dành để nuôi các cháu học hành bà có mua sổ số bao giờ đâu mà ước chúng tại quê mình không bán việt lốt chứ nếu bán thì tôi cũng đánh liều mua thằng con bà cũng vì cái ý nghĩ may rủi ấy mà thân tàn ma dại tôi chẳng tin thiên hạ khối người khổ hơn mình trời có thương cũng chưa đến lượt hôm nay đi chợ nghe bảo đợt này xóm mình khối đứa đi xuất khẩu lao động kể mà thằng con mình chìm chu làm ăn có khi tôi cũng cố lo cho nó đi mày chẳng thì đời mới khá. Ông Tích chờ mình. Ngoài kia, lặng thinh, không một tiếng gió khua. Trời oi nồng, mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng lại cựa quậy ngủ mơ. Tội nghiệp, giá như có cái vỗ về của mẹ, chắc chúng sẽ mộng rất lành. Ông lặng lặng đi ra ngoài sân, ngước lên nhìn trăng mười sáu. Lòng tự hỏi, Cả đời này ông đã làm gì sai trái đâu mà sao cửa nhà rối ren cơ cực. Ông chỉ lo mai này khuất núi, mấy đứa nhỏ biết nương tựa vào ai. Đời chúng còn dài. Bà Tích hớt hải chạy về khoe với chồng. Ông ơi, tôi nghe nói bên bảo hiểm nhân thọ về xã mình trao quà. Ai đi nghe cũng được tặng một bộ cốc hoặc bát đĩa đấy. Lát ông nấu cơm giúp tôi nhé, để tôi chạy qua đó xem sao mình có tiền mua bảo hiểm đâu mà đi nghe thì cứ đến đấy mất gì lấy suất quà rồi về già rồi còn ham quà trên đời này chả ai cho không cái gì đâu bà ơi nhưng ông chưa nói xong thì bà tích đã tất tả chạy ra đến cổng bao lâu nay trong lũy tre làng này bốn chẳng có trò gì xôm tụ ngày xưa còn thỉnh thoảng có đoàn văn công về biểu diễn phục vụ bộ đội thấy có loa thông báo từ người già đến trẻ con đều háo hức, nhắc nhau đi làm đồng về sớm, tắm gội thơm tho, mặc quần áo đẹp. Chỉ chờ trời tối là dắt díu nhau đi qua cánh đồng vào danh trại bộ đội để xem. Ngày ấy vui lắm, quân với dân như cá với nước. Văn công về làng, chẳng khác nào ngày hội toàn dân. Rồi một năm đôi lần, hội trợ về làng, hát hò ẩm ý, hàng hóa ê hề, các trò chơi may rủi như níu lấy gấu áo người xem. Nó khác hẳn phiên chợ quê với rau cọ, cá tôm, trứng gà, trứng vịt. Người dân vét sạch túi tiền để mua một mảnh vải đẹp chưa từng thấy. Những món đồ vốn chỉ nghe đâu đó, đến gói kẹo cho trẻ con cũng vô cùng khác lạ. Chỗ của ông thầy bốc thuốc nam luôn đông khách nhất. Những thang thuốc gói trong giấy báo được bán cho người nhức khớp, đau dạ dày, chướng bụng khó tiêu. Về bóc ra thấy hao hao giống nhau cây cỏ được băm nhỏ có khi chẳng chữa được bệnh tật gì cũng chẳng hạn đến ai chỉ túi tiền của những người đàn bà ở vùng quê nghèo là sạch bách vì ai cũng bảo nhau mấy khi có hội trợ về làng nếu không mua biết đâu sẽ không còn có lần sau nữa rồi Giạp xiếc cũng có khi ghé qua làng nhỏ lũ trẻ con háo hức trèo lên tận ngọn cây nghe loa đài thông báo thấy ô tô của Giạp xiếc bắc loa đi giao quanh làng là lũ trẻ bám theo, hò reo còn vui hơn Tết. Khỉ biết đi xe đạp, chó biết tung hứng, còn voi biết làm đủ thứ trò tiêu khiển. Nửa đêm lũ trẻ còn chưa chịu ngủ, rúc rích kể với nhau về con khỉ biết nháy mắt cười. Thế rồi thời đại phát triển, nhà nào cũng có tivi đầu đĩa, muốn nghe nhạc gì có nhạc đấy, muốn xem chương trình gì chỉ cần bấm nút chọn kênh, chẳng cần phải đi đâu ở nhà nằm khảnh ra giường, vặt chân chữ ngũ xem suốt ngày, chán ngấy. Thành ra chẳng ai còn tha thiết với những thứ ồn ả xưa kia. Hỗ trợ, dạp xiếc, không còn về lạc nữa. Giờ bỗng nhiên có công ty bảo hiểm căng sân khấu hoành tráng ngoài trời. Phong bạt rực rỡ, bốn chữ đỏ chét, tặng quà miễn phí, được phóng to hết cỡ, đập vào mắt người nhìn. Xưa này đâu có ai đến làng này tặng quà miễn phí bao giờ, nhìn trên gian trưng bày bộ ly cốc lập là lấp lánh, mấy chiếc bát in hoa văn sang trọng, ai mà không mê tít. Bà tích nghĩ, giờ mà được bộ ly kia đặt lên chiếc bàn gỗ nhà bà, chắc là sang khắp cả căn nhà bốn rất tuần toàn. Đàn bà thường vẫn thích những thứ lấp lánh, cho dù nó không hợp với mình. bên ngoài sân bóng của xã, được một hôm chen chúc đông đúc, những người đàn bà lam lũ thì thầm to nhỏ, Cười phớ lớ, mắt dán vào những phần quà. Muốn có quà thì dĩ nhiên phải đợi. Bàn tổ chức để đám đông ấy đợi đến lúc sắp rượu rã, mới tươi cười niềm nở mang bánh trái ra mời. Họ quan tâm hỏi han sức khỏe mọi người. Họ nói về tình trạng con người, ngày càng mắc phải nhiều căn bệnh hiểm nghèo vì thực phẩm độc hại, môi trường ô nhiễm. Họ nói về những hoàn cảnh thương tâm khi mắc phải ung thư, mà gia đình không có khả năng kinh tế chữa chạy họ nói về chi phí chữa bệnh những loại thuốc đắt tiền mà cảnh nhà quê có khi bán cả con trâu cũng không mua nổi một ống thuốc họ đánh vào hiện thực đời sống họ chạm vào nỗi sợ âm ỉ bấy lâu họ gãy vào đúng chỗ ngứa họ làm cho đám đông túm tụm dưới kia im phăng phắc lắng nghe chờ cho đám đông ngấm từng lời như người ta ngấm thuốc mê họ bắt đầu nói về sản phẩm của mình như cái phao cứu sinh giúp những người nông dân bảo vệ tính mạng của mình và gia đình họ hứa quyền lợi các chi phí được hưởng khi nằm viện hay phẫu thuật và khoản tiền lớn được nhận khi chẳng may có rủi ro tính mạng đám đông nghe như nuốt từng lời mắt sáng bừng như vừa thấy bà tiên ông bụt đây đâu phải lần đầu có người mời bà mua bảo hiểm đâu mà sao trông bà hào hứng thế nhưng gói bảo hiểm của công ty này lãi suất cao lắm ông ạ. Họ bán bảo hiểm ngắn ngày, mình mua lại của người hủy ngang hợp đồng để hưởng lãi suất cao. Khi hết hạn hợp đồng, thời hạn 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm hoặc 90 ngày sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng và được nhận lãi suất từ 50 đến 53%. Ví dụ, gói 1 tỷ đồng sẽ được hưởng 530 triệu đồng sau 3 tháng đấy. Làm gì ra từng đấy tiền? Còn mà đi Tây đi Tàu cũng không kiếm được ngân đó, ông nhỉ? Tôi chẳng tin vào mấy miếng bánh vẽ. Lãi gì mà còn hơn cả bọn xã hội đen cho vay nặng lãi. Mà quan tâm làm gì, mình cũng đâu có tiền để mua bảo hiểm. Ê là tôi nói thế. Ông Tích đã quên bén câu chuyện của vợ mình vì mải lo phát quang bụi rậm và các loại cây dại để bón phân cho rừng trà mới trồng ông phải cố chăm tắm cây cối để lúc ốm đau còn có cái mà trông. Ở làng ông, giờ người ta dồn sức ra rừng. Những thửa ruộng cạn ngày trước trồng hoa màu, giờ cũng bỏ hố trồng tràm. Tràm nhanh lớn, ít phải chăm bón, bán cũng có tiền. Sau tầm 8 đến 10 năm, thu hoạch từ vài chục đến vài trăm triệu tùy theo diện tích. Nhà nông làm gì ra từng ấy tiền? Ông giờ không bám vào rừng, và chút sức lực của mình thì còn biết bám vào gì. Nhưng bà Tích, dạo này tâm trí không để ruộng vườn, góc nhà, xó bếp nữa. Mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến mấy lời nhỏ to rủ rê của các bà hàng xóm. Từ hôm đi nghe cái gọi là hội thảo khách hàng, tâm trí các bà cứ treo ngược cành cây. Những người có tiền họ bảo nhau, tiền để không trong nhà cũng trả đẻ thêm, gửi ngân hàng thì lãi suất thấp, hay là mua bảo hiểm phòng lúc ốm đau mà kể cả chẳng ốm đau thì hết hạn hợp đồng vẫn được lấy tiền về cả gốc lẫn lãi cơ mà nghĩ thế nên đã có người vét sạch tiền bạc trong nhà mua bảo hiểm thấy người này mua người kia cũng háo hức cậy cục để mua nhà bà tích thì làm gì có tiền bà tự nhủ coi như số mình hầm hiu thôi thì chống mắt lên xem thiên hạ đổi đời bẵng đi chừng ba tháng thấy có người đến tận nhà đưa giấy mời tham dự lễ tri ân của công ty bảo hiểm trong giấy mời ghi sẽ có một phần quà cho người tham dự bà tiếc buổi làm cỏ lúa nhưng nếu không đi thì còn tiếc hơn vì nghe nói quà lần này còn to hơn lần trước lần này tiệc tri ân được tổ chức trong một khu vui chơi ăn uống lớn nhất trên thị trấn xa thì đã có xe ô tô đưa đón đàng hoàng nhà nào hai người đi thì được hai phần quà bà tiếc tính rủ chồng đi cùng. Nhưng ông bảo còn phải vét bùn ao, chuẩn bị thả đợt cá giống mới. Đến buổi lễ tri ân, bà không khỏi ngỡ ngàng về độ hoành tráng chưa từng thấy. Một chiếc ô tô con mới cóng, màu đỏ được thắt nơ để ngoại dân. Ngoài ra còn có tivi, tủ lạnh, xe máy, đều là quà tặng khách hàng VIP của công ty bảo hiểm. Nếu chỉ nghe trên tivi, đài báo, có khi lại nghĩ người ta lừa lọc. Nhưng đằng này, người làng bà mua bảo hiểm cũng được tặng hẳn chiếc tivi thì chẳng thật con gì. Đến những người không mua bảo hiểm như bà còn được tặng xuất quà mấy trăm nghìn. Sao mà không ham chứ? Hay là mình cũng vay mượn mua bảo hiểm hả à ông? Nhà nợ đầm nợ đìa, ai dám cho bà vay? Hay mình bán bớt một mảnh đất đi ông? Bà có khùng không vậy? Đất đai giờ bán cũng chẳng ai mua mà tôi không tin vào những thứ quá hơi, cho khéo lại mắc bẫy người ta đấy. Lừa đâu mà lừa, làng mình khối người mua gói bảo hiểm ngắn ngày với lãi suất cao. Tháng vừa rồi, họ nhận lãi đầy đủ đấy thôi. Có đúng như trong hợp đồng không? Thì đúng chứ sao? Nếu không tin, mai ông đi mà hỏi. Hôm sau, ông Tích đi quanh làng một vòng. Đâu cũng thấy người ta bàn đến việc mua bảo hiểm nhân thọ hưởng lãi suất cao người này dù người kia nhà bán châu bò nhà bán thóc gạo người giỏi xoay sở thì vay mượn khắp nơi nhà bà bảy nghe nói còn cắm cả sổ đỏ để dồn tiền mua bằng được đêm đó ông tích lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi chả nhẽ lại có loại hợp đồng bảo hiểm mang lại lợi ích cao về kinh tế như vậy thật ư trước đây ông cứ nghĩ việc mua bảo hiểm nhân thọ chủ yếu là để bảo vệ mình và người thân trước những rủi ro có thể xảy ra hay thật giờ mua bảo hiểm lại như một cách làm ăn kinh tế. Có lẽ xã hội phát triển nên có nhiều phương thức làm giàu mà người nông dân quanh năm không ra khỏi lũy tre làng như ông, không biết. Nếu dân làng đều mua và hưởng lãi suất thực thì có gì mà phải băn khoăn. Ông lầm bầm, kể mà có vốn đầu tư, biết đâu lại thoát nghèo. Mấy hôm sau, nhà ông có khách. Cô nhân viên bảo hiểm tên Thu ghé nhà bằng xe ô tô láng cóng cô ta trẻ quá, ăn mặc sang trọng, nói năng lưu loát. Nhìn cô ta toát ra vẻ thiện cảm của những người làm ăn chân chính. Cháu cũng xuất thân từ nhà nông, nên hiểu nỗi vất vả của những người nông dân bác ạ. À. Nên cháu luôn cố gắng mang đến cho các bác những sự lựa chọn tốt nhất. Thời gian này, bên công ty cháu đang có gói bảo hiểm Phú An Khang Hưu Trí, rất thích hợp với những người lớn tuổi như các bác. Chỉ cần đóng 100 triệu đồng thì các bác sẽ nhận được từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Hết thời hạn 20 đến 30 năm sau sẽ được thanh toán tiền gốc. Tiễn cô nhân viên bảo hiểm ra cổng, đầu óc ông rối bời suy nghĩ. Hay là mình bán rừng đi ông nhỉ? Không được, tài sản của tôi với bà chỉ có cánh rừng, bán đi rồi, sau này biết trông cậy vào cái gì? thì chẳng phải nếu mua gói Phú An Khang hưu trí ấy, mỗi tháng chúng ta có 5 triệu đồng đấy sao? Thử tính mà xem, một năm là 60 triệu đồng, 10 năm là 600 triệu đồng. Rừng có muốn thu hoạch cũng gần chục năm nữa, mà lúc ấy bán gỗ cũng làm sao được từng ấy tiền cơ chứ. Thôi thì tùy bà. Rừng bán non, khối người tranh nhau mua, nhưng ai cũng ép giá, hôm cầm tiền của người ta trong tay, ông tiếc ngần tiếc ngơ. Nhớ lại hồi hai ông bà tay trắng về đây vỡ đất khai hoang biết bao nhiêu cực nhọc. Đất cằn đá sỏi, nhát cuốc bổ xuống còn tóe lửa. Hai bàn tay ông trai sạn mới có được một mầm xanh. Rừng tràm trồng cũng đã lâu, qua cái đoạn lúc cây còn nhỏ chăm sóc vất vả nhất. Giờ người ta mua về là sẵn chờ thu hoạch. Vậy mà được có 80 triệu đồng bà tích gọi người bán nốt con trâu ờ con trâu là đầu cơ nghiệp bán nó đi người nông dân chẳng khác nào bị chặt cụt tay bà tích ngồi đếm đi đếm lại mấy cọc tiền thở phào bảo cuối cùng cũng đủ một cuộc điện thoại được gọi đi ngày sáng hôm sau cô nhân viên bảo hiểm tới nhà tươi cười niềm nở bà tích giữ bản hợp đồng kỹ lắm như người ta giữ sổ đỏ vậy Sáng nào thức dậy, bà cũng xé một tờ lịch trên tường, mong cho mau đến ngày được người ta trả lãi. Bà nhập tính. Còn 20 ngày, 19 ngày, 10 ngày, 3 ngày. Bà tính nhận tiền lãi tháng này, đi đóng lãi ngân hàng, còn dư tiền sẽ mua mấy trăm vịt con về thả ao, mua cho mỗi ông cháu một bộ quần áo mới. Mấy năm nay rơi vào cảnh nợ nần, bà chẳng có tiền mua sắm gì cho ông cháu nó, nhưng mọi dự định của bà đã không thực hiện được vì đến ngày trả lãi không thấy cô nhân viên bảo hiểm tên Thu về làng. Dân làng ngồi chờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Gọi vào số điện thoại của cô ta thì chỉ thấy thuê bao không liên lạc được. Cả làng bỗng nhiên trột dạ kéo nhau ra ủy ban xã hỏi thì họ bảo không quản việc này cũng không biết cô Thu nào cả. Gọi vào số của công ty bảo hiểm mới phát hiện ra không có gói bảo hiểm nào ngắn hạn, lãi suất cao như thế. Không có hình thức mua lại bảo hiểm của người trước hủy ngang. Lúc này, cả làng mới tá hỏa rằng mình đã bị lừa mà chẳng biết một chút thông tin gì về người đàn bà tự nhận là nhân viên bảo hiểm ấy. Cũng chẳng biết cô ta có thật tên Thu, nhà đâu để mà tìm kiếm. Đã bắt đầu có vài tiếng rên rỉ kêu than, tiếng khóc thút thít cất lên, tiếng ai đó vỡ hòa vài bước chân loạn choạng vài lời chấn an nhau run run bật lên trên môi ai đó ông tích loạn choạng đạp xe trên con đê làng để trở về nhà ông không biết phải nói thế nào với bà và lũ cháu đang đợi ở nhà ông dừng xe dưới lũy tre làng ngước mắt nhìn đụn khói bay lên từ căn bếp nhà ông phía xa xa đứng ở chỗ này ông cũng có thể thấy màu xanh của cánh rừng tràm bao phủ quanh nhà nước mắt ông bỗng nhiên ứa ra cay đắng và đau đớn đời ông từng đi qua bom đạn kẻ thù trong chiến tranh lại không thể vượt qua lòng tham của con người và những thói lừa lọc giữa thời bình ông thấy đôi chân mình trùng xuống như không còn sức lực để bước tiếp nữa rồi bỗng nhiên gió ở đâu ập đến chớp giật chì nhằn ở phía cuối trời đang hẳn lên những đám mây màu đỏ báo hiệu một cơn sông chuẩn bị nổi lên trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác của nhà văn Văn Trinh truyện ngắn có tiêu đề nhờ cậy trước giao thừa một câu chuyện tình yêu tay ba lãng mạn đầy trái ngang nhưng cũng vô cùng hấp dẫn lôi cuốn bởi những ứng xử đặc biệt và khác biệt Kia chợt rung lên âm thanh báo có tin nhắn của nó. Đã gần sao thừa, không biết là tin nhắn của ai, nhưng hẳn chỉ là lời chúc năm mới. Đã toàn sắp xếp để bàn thờ cha ngăn nắp hơn, nhưng linh tính mách rằng nó là công việc. Quả nhiên, dòng chữ hiện ra. Mời cậu online, tôi có việc cần nhờ cậy. Người nhắn không có tên. Số 171XXX nghĩa là thẻ gọi một lần và từ nước ngoài. Tôi nhắn lại. Xin lỗi nhưng tôi bận cúng giao thừa. ở Việt Nam bây giờ sắp giao thừa. lập tức một dòng tiếng pháp ngắn hiện ra. tôi không biết nghĩa của nó chỉ mang máng hiểu rằng tin của bạn không có người nhận. Đành vậy. nhờ cậu nghĩa là người nhờ đã ra. có khi lại là bạn cũ của cha tôi. tôi mở máy nối mạng ta thấy một bức thư bên trái màn hình đang nhấp nháy ký hiệu phạm thăng act mời bạn trò chuyện bạn có ok tôi nổi gai ốc toàn thân họa sĩ phạm thăng là tình địch của cha tôi tình địch cả đời nhưng cha tôi đã mất ông ta muốn gì vậy tôi nhấn ok trước khi mở thư đọc gửi cậu dg con trai nhà văn SM, cố nhân. Thưa cậu, xin lỗi về sự đường đột. Nhưng vào lúc cậu đọc thư này, hẳn tôi đã phải thở bằng bình oxy trong nhà thương. Mà mọi người đều muốn mình thanh thản trước khi tạ thế. Khổ vậy, hơn 60 năm qua, nghĩa là bằng tuổi cậu bây giờ, tôi luôn luôn giễu cợt cái từ tạ thế. Đời có ý nghĩa gì mà trước khi vĩnh biệt lại phải tạ nó? Nhưng nay thì tôi đã ngộ ra. Đúng là phải tạ thế. Hình như cụ Tolstoy nhà cậu từng muốn tự mình làm một thứ chúa. Về già lại cũng kính đức tin. Còn ông sinh của cậu thì di trúc muốn có một đội kèn tây đưa mình ra huyệt mộ. Tôi từng là một con chiên sùng đạo. Từ ngày Maria của tôi chết, con ngả sang Phật cũng không được lâu. Phật chỉ ra cách giải thoát, nhưng không thể làm vợi nỗi đau do Maria để lại trong lòng tôi. Và lại, Phật giáo đâu phải là một đạo. Bốn là con chiên, nhưng chót đã từ bỏ, này không còn muốn xưng tội, nó bẽ bàng và lại bất kính nữa. Vì vậy, xin hãy coi câu chuyện của tôi như một cách xưng tội của người sắp lìa bỏ thế gian. Tuy chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi biết rõ về cậu vậy thì hẳn cậu cũng có biết về tôi thôi không cần kể và cũng khỏi biện luận dài dòng về việc tôi sắp nhờ cậy cậu là vậy di hài của maria nhà tôi sắp phải giã biệt tôi đã mang nàng từ ninh bình ra hải phòng nhưng không vào sài gòn mà bí mật mua vé sang pháp trong mấy năm học nghề tôi mua một khấu đất ở vùng bóc đô và đưa nàng về đó an nghỉ Cậu biết đấy, nàng là con gái của một điền chủ ninh bình cũng chồng nho. Những năm làm đính tẩy, tôi gái uống rượu chè. Nàng giận, nên cũng uống rượu. Mỗi khi tôi về nhà, cố nhiên là luôn luôn say khớt. Lại cũng thấy nàng say mê mệt. Có thể cậu không biết đâu. Trong một gia đình đề nếp, cậu làm sao mà biết được rằng để trả thù chồng không gì hiểm độc hơn đối với việc người đàn bà uống rượu, uống say và nôn ọe giường chiếu chua loét thê thảm nhưng trên đó người đẹp tự biến mình thành thê thảm hơn thế những lần đầu tôi ân hận tắm rửa cho nàng rồi lau dọn rồi vợ chồng ân ái không là nói hoa mỹ đấy thôi chứ thật thì tôi cưỡng bức nàng thường thì nàng mê mệt lử lạ có khi chưa ngủ hẳn thì nàng khóc mà gọi tên cha cậu gọi với tất cả lòng nuối tiếc thê lương. Tôi không chịu được, đã tát nàng, đã xé áo quần của nàng, đã xỉ nhục nàng. Sau đó thì tôi ân hận. Tôi đã cố gắng cứu hạnh phúc của mình bằng cách ca rượu và nhà thổ. Nhưng cái dạo ấy, quân của tướng Văn Tiến Dũng chống tề rất dữ. Vùng nước chúa mà chúng tôi có sứ mệnh bảo vệ cứ bị thu hẹp như tầm ăn lá dâu. Cái chết trong cuộc du kích chiến đến vào bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và giọt nước làm tràn ly đã rò trong trận càn thủy ngân bên thái bình lính chết vì mìn vì sập hầm trông kiều là thảm thiết tôi đã xả súng như điên vào xóm đạo có người con gái đẹp chết ngay trước mắt tôi sau đó thì tôi không sao xóa khỏi tâm trí cái ánh mắt ngơ ngác thất thần của cô gái tôi lại lao vào trác táng tôi đã mang bệnh giang mai về nhà và nàng đã uống thuốc ngủ khi quyên sinh nàng cũng dùng rượu vang thay nước. Nhà nàng là đạo gốc, không cát táng như bên lương, nhưng tôi đã đào trộm để có di hài của nàng mãi mãi ở bên mình. Ở Đại học Paris, tôi được học bổng sang Ý tu nghiệp, tôi lại mở hầm mộ tắm rửa cho nàng, rồi cõng nàng sang Rome. Tại Ý, tôi cũng tìm đến vùng Sicilia, mua một khấu đất cho nàng. Tôi ở Ý lâu hơn mình tưởng, nên khấu đất về sau thành quá chật về sau mỗi lần về thăm nàng để vẽ, tôi phải thuê thêm ba khấu nữa để dựng lều làm xưởng. Bởi vì đức mẹ và các thôn nữ trên mái vòm nhà thờ trong các bảo tàng nghệ thuật các họa sư thời phục hưng đều gợi nhắc đến Maria của tôi. Cậu đã biết sức trai tuổi 30 là thế nào, nhưng cậu không thể cắt nghĩa đâu. Vì sao? Tôi đã không tục huyền, đã không cả cần đến người mẫu nữa. Nàng hóa thân trong tôi, lan tỏa lên toan, lên những khung cảnh mà nàng không thể hiện diện. Tôi vẽ mê mải, vẽ như một sám hối, một khấn nguyện để nàng được hồi sinh. Và tôi được ân ái. Năm 1968, tạp chí Văn ở Sài Gòn ra một số chuyên đề về cha cậu và nhân thể có nhắc đến mối tình tay ba của chúng tôi. Họ đánh giá ông ấy rất cao, nhưng có cái bậy rằng ông ấy bị kiềm tỏa trong vòng cộng sản là nghệ sĩ, ai là kẻ không khát khao với cái mới. Tôi từng có thiên chúa của tôi. Đó chẳng phải là mới đối với linh hồn người Việt ngàn năm đó ư. Cha cậu gốc đạo khổng. Vậy thì với ông ấy, cộng sản mới là mới. Một cái bậy nữa. Tôi không cướp Maria từ cha cậu và không có chuyện vì phẫn nên SM quyết chí viết văn cho hơn hẳn thiếu úy Phạm Thăng họa sĩ. Sự thật là cha xứ đã dọa rút phép thông công của nàng và cả gia đình nếu để nàng phóng túng qua lại với Việt Minh. Vâng, ông ấy đã khúc xạ để tên ông thành một kẻ đối nghịch với Chúa, cầu cho linh hồn ông có nước Chúa để hằng an. Tôi phải nói minh bạch thế trước khi khẩn thiết đề nghị một giúp đỡ từ cậu. Như vậy, tôi xin cậu sang Paris đưa hài cốt Maria của tôi về an táng dưới chân núi Ngọc Mỹ Nhân ở Ninh Bình. Tôi không thể nhờ một ai khác, cũng không thể tự mình lo liệu được. Trước kia tôi ngại gặp cha cậu, mà nếu đã về nước, tôi phải gặp cha cậu để nói nhời tạ lỗi. Về mà không gặp, thì lại ra một kẻ chui nhủi càng thêm xấu hổ với nàng. Nay thì sức khỏe đã tàn tạ, tà, tôi tứ cố vô thân. Nếu cậu đồng ý, mời cậu online để tôi xin nói tiếp. Trân trọng, Phạm Thăng Tôi ngập ngùi nhớ cha. Con trai tôi đã bưng mâm xôi gà qua phòng để lên gác. Nhân thể nhắc tôi đã sắp giao thừa. Nhưng bên góc trái màn hình đã hiện ra khung hội thoại. Phạm Thăng, ACT, tới tôi. Cậu đã đọc xong thư rồi chứ? Tôi gõ. Dạ đã. Cảm ơn ý cậu. Cháu không biết tiếng Pháp, việc ông nhờ rất khó. Cậu thuê giúp một người phiên dịch. Ông biết đấy, cháu còn mẹ, như thế có bất hiếu với mẹ không? Vì mẹ đã cả đời ghen với cô băng tâm thì còn chưa đủ sao? Bây giờ người đã sắp 80, thêm cú sốc này nữa, sao người chịu nổi. Tùy cậu, nhưng tôi không muốn ai biết ngoài cậu cả. Dạ không được, cháu cần hỏi mẹ cháu. Thôi để riêng hai, nhận nha cháu sẽ xin phép. Đành vậy, nhân thể nói luôn, mọi phí tổn tôi xin chịu cả, kể cả khoản xây ngôi miếu thờ cho Maria của tôi. Ông có biết câu thơ lát môn tốt? Xin chép tặng để chia sẻ với ý nguyện thiêng liêng của ông với bà băng tâm. Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng, miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ. Thôi, cháu đóng máy đây. Chúc ông năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn cậu. Cầu chúc cái bình oxy này đừng cạn thì đúng hơn. Một cái ký hiệu cười, một ông già rõ hóm. Chúc năm mới, khi thưa chuyện với mẹ, cho tôi gửi lời chúc. Không hiểu sao chính mẹ tôi lại gợi ra chuyện cô băng tâm. Ngày cất nêu, Nhân thể làm khao thọ 80 cho mẹ tôi, còn cháu xuống vào khen bà đẹp lão, áo đỏ, khăn đỏ, giày đỏ, má lại phơn phớt hồng. Mẹ nói, có đẹp bằng cô băng tâm không? Tôi buột miệng, đẹp hơn ấy chứ. Mẹ cười rõ tươi nhưng rất nhanh buồn xuống. Đừng nói vậy phải tội con ạ, à. người ta có đẹp thế nào, cái lão phạm thăng lĩ lừng ấy mới thờ cả đời thế chứ. Còn cái ông bố nghệ sĩ của con mới viết thế này. Viết thế nào ấy nhỉ? Thằng chắt mực đâu? Lấy cuốn sách của cụ cho cụ. Mẹ lật lật cuốn tự chuyện của cha tôi rồi chỉ vào trang đánh dấu đọc. Đang kỳ học căng, chắc băng tâm mệt lắm. Anh áp mũi vào má băng tâm, hít nhẹ nhẹ. Anh ghé môi lại, gần lại. Khi sắp gắn vào làn môi run cánh phấn bướm non kia thì mình lại ngẩng lên vậy mẹ cũng biết ông ấy cõng vợ trên lưng cả đời à anh còn biết tôi đẻ ra anh sao tôi lại không biết giả dụ bây giờ ông ta nhờ con mang hài cốt cô băng tâm về nước mẹ có bằng lòng không kệ bố lao ấy cho lão ấy chết mà không nhắm đổi mắt khi nói câu ấy mắt mẹ tôi long lên môi dề ra hệt như ngày trẻ mỗi lần cha nhắc đến cố nhân. Tôi ân hận làng câu chuyện sang chỗ khác, nhưng mẹ không cho làng. Mẹ nói, anh biết quá còn gì, đi hoạt động truyền bá quốc ngữ với nhau từ 16 đến 20. Tự người ta tỏ tình trước mà bố anh không thể sơ múi gì. Hơn 50 năm sau, khi đã chán phạn sự rồi mà viết ra còn run rẩy thế kia. Người đẹp nức tiếng hàng tỉnh có ăn có học hẳn hoi, lại nết na thủy mị như thế, mà thằng chồng khinh sang mai về nhà, thì có ra cái giống người nữa không? Tôi không biết là mẹ tôi đang oán trách ai, cha tôi hay là họa sĩ Phạm Thăng. Bụng bảo dạ. Thôi rồi, không thể trợ giúp ông ta được nữa. Tôi lên mạng gõ vào thư mấy nhời cáo lỗi, nhưng cả tuần sau không có hồi âm. Tôi đang nóng ruột như lửa đốt thì lại bị đổ thêm dầu sau một cú điện thoại, nhà ga hàng không đưa đến một cặp vé khứ hồi, bảo điền vào các thông tin cá nhân và ký nhận. Đó là cặp vé không để ngày giờ bay. Hẳn ông ấy lo xa cho đến ngày mẹ tôi trăm tuổi. Lúc ấy mẹ tôi không có mặt, nhưng chả có gì giấu nổi người. Đến bữa tối mẹ nói bâng quơ. Cái lão phạm thằng đến là trơ chẽn. Tôi im lặng, đang nghĩ xem dông bão sẽ xoay theo hướng nào mà chống đỡ thì mẹ lại chép miệng. Nhưng khốn khổ khốn nạn, đã làm người thì ai cũng có khi lầm lỗi. Như bố anh đấy, người ta đã trốn nhà ra vùng tự do là bỏ hiếu theo tình, bỏ vàng theo ngãi. Nhưng ngài trưởng thi bình dân học vụ đăng kỳ chỉnh huấn ngại dính vào địa chủ tư sản, vào vợ sĩ quan ngụy, để cô ấy nuốt nước mắt mà về. Đâu chỉ có lão kia mới cần nghĩ ngợi với người ta. Thôi, anh liều liệu mà thu xếp, nghĩa tử là nghĩa tận, mà người già sóng sánh như bát nước đầy. Tôi đã sang Pháp cùng đứa con gái, nhưng không phải xuống Bóc Đô xa xôi. Từ ngày trở nên giàu có, Phạm Thăng mua được ngôi biệt thự, ông ta để bà nằm trong khuôn viên. Ông Phạm Thăng đã chết, tiếp bố con tôi trong biệt thự chứa đầy tranh là bà giúp việc người Hà Nội gốc tên là Anna Phạm. Trong khi tôi hỏi han bà giúp việc, con gái tôi tranh thủ đọc chồng báo ngày 27 tháng 2. Vâng, đúng là vào ngày tôi làm lễ khao thọ cho mẹ. Cháu bảo có tới 50 tờ báo dành chỗ trang trọng nhất đưa tin về đám tang họa sĩ Phạm Thăng. Tạp chí Nghệ thuật Pháp dành hẳn một số dày 168 trang về ông, đặt ông giữa lê bá đảng, điềm phùng thị là những niềm tự hào của hội họa nước Pháp. Tôi xin thắp hương cho người quá cố. Bà Phạm nói, Người có đạo chúng tôi không thắp hương, nhưng nếu cần thì tôi sẽ xuống phố người tàu. Tôi nói đành phiền bà vậy và xin phép bà được đi xem tranh. Sau một trăm ngày nữa, khi di trúc không bị khiếu nại, tất cả hơn một ngàn bức tranh ở đây sẽ được chuyển vào bảo tàng nghệ thuật Pháp. Bố con tôi không đủ sức khỏe và sức thẩm mỹ nữa. Chỉ để xem hơn một ngàn bức tranh, chỉ độc một khổ, 80 x 200. Về khổ tranh thì tôi hiểu nó là khổ quan tài. Tôi chủ ý xem những phong cảnh, hầu hết là cánh đồng nho, ruộng nho, lá nho và những chùm quả. Tuyệt không có một bóng người, đến chim bướm cũng không. Nhưng tranh nào cũng có dáng một mỹ nhân hay là tinh thần của nàng. Có lẽ đẹp nhất của phòng tranh nho là bức tím. Chỉ một hòa sắc tím thôi, nhưng lại cho ra một vườn nho mơn mởn, mơn mởn lá mơn mờn ngọn mơn mờn trái cả đến ánh trăng non cũng mơn mờn trên trời cao tôi nhớ đến câu văn của cha tôi viết về nàng hai người sực nước ngọt bùi gió hồ đưa tiếng chim lên đêm cao ông phạm thăng đã đúng khi nói về sự lan tỏa của cái đẹp nó làm nên bản chất của nghệ thuật siêu thực tôi cũng sửng sốt trước phòng tranh chuyên vẽ người đẹp cố nhiên là vẽ về bạn băng tâm. Tranh nằm, ngồi, đứng, tắm, say rượu. Ở tranh nào cũng khỏa thân nhưng tuyệt nhiên không khởi dục. Tôi xem tranh cùng con gái mới học xong sinh ngữ mà không trỏ mặt mà lại cùng trầm trồ suýt xoa. Tôi hiểu vì sao phòng tranh này được đặt tên là Phật. Còn con gái thì nói, các nhà phê bình mỹ thuật Pháp gọi giai đoạn sáng tác này của ông là Phật tử tôi cảm thấy có một sự khiên cưỡng ở cả hai, vì nét mặt của nhân vật tranh lại mặt trái xoan, mũi dọc dừa, ánh mắt khi thì phơn phất nâu, bực lại nâu thăm thẳm. Tôi nhớ trong email gửi tôi, ông Phạm Thăng có ý nói đến hình ảnh đức mẹ lan tỏa vào miền ân ái như một khát vọng vươn tới cái đẹp của mọi gái trai trên trái đất và là một minh chứng cái đẹp di truyền, phi tuyến tính. Nhưng bố con tôi cùng sừng sốt khi bước vào phòng tranh vẽ hài cốt. Hài cốt nằm, hài cốt ngồi, hài cốt đứng, bước đi, hài cốt tắm. Lạ lùng nhất là chỉ những cốt là cốt mà tranh thì gợi dục kinh khủng. Xương tay như ân ái vuốt ve xương chân, xương sườn oằn mình hoan lạc với xương đùi. Tất cả sự hoan lạc ấy lại toát ra tinh thần của sự sống vĩnh hằng, của tình yêu tình nhân ái, sự hoan ca như một nhịp điệu sống của các khớp xương. Ban đầu con gái tôi sợ kêu rú lên, nhưng sự lạ lùng khiến cháu chăm chú theo dõi. Chỉ giây lát sau, cháu ôm mặt nức nở rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi ra theo, khi ngoái nhìn lại trên cửa phòng đề chữ phương đông. Ôi ông già tình địch của cha tôi, một ông già kiêu hãnh Ngày hôm sau, chúng tôi mời luật sư của họa sĩ Phạm Thăng đến làm các thủ tục theo di trúc. Phần dành cho tôi là một bức tranh tùy chọn. 30.000 đô la là tiền mua đất an táng và xây miếu thờ ở chân núi Ngọc Mỹ Nhân cho bà băng tâm. Phần thừa kế này không phải chịu thuế. Nhân thể bàn đến các khó khăn phải vượt qua khi phải mang một bộ hài cốt qua các phi trường. Ông luật sư ý nhị nói, vì rằng hài cốt là vật cổ xưa nhất của văn minh, chính vì vậy nó luôn luôn có mùi vị cổ xưa là cái mà văn minh cấm vận nhưng hóa ra mọi việc thành đơn giản bà anna phạm nói xin đừng ngại hài cốt của bà chủ tôi có hương dị biệt chứ nếu có mùi như ông luật sư nói thì ông chủ chúng tôi sao có thể cõng bà sang ý sang mỹ sang anh quốc mỗi khi đi du lịch ông luật sư đúng là dân chuyên nghiệp cãi ngay nước hoa kể cả nước hoa pháp khi hóa hợp với hài cốt đều cho ra mùi dị biệt, máy soi của các phi cảng phát hiện ra ngay. Bà Phạm nhã nhặn cười. Ông nhầm rồi, bà chủ tôi là chiên lành hiển thánh, hài cốt của người có mùi thơm trinh nữ, thơm ngầy ngậy. Chỉ xin dặn ông là không thể để bà chủ của tôi ngồi ở khoang hành lý được, luôn luôn phải là trong pha ly sách tay. Một lần ông tôi chở tranh sang London triển lãm trên cái xe bán tải, vì chật chỗ nên để bà ở khoang hành tí. Bà giận nên đi chưa hết đường hầm, bà làm cho xe bục lốp, người đau bụng phải quay về. Xin cho xem thử. Vâng, ông chủ tôi trước khi vào viện đã cho đưa từ hầm mộ vào, bảo tôi tắm rửa cho bà, rồi xếp ngay ngắn vào vali. Hiện bà tôi đang nằm ngay cạnh ông luật sư đó ạ. Nói rồi, bà bước tới cạnh viên luật sư, một mùi ngầy ngậy thơm lập tức lan tỏa cùng với nắp từ từ bật. Ông ta lập tức đứng dậy. Vậy thì ok, người Việt các ngài đầy ẩn ý. Tôi làm việc cho ông ấy từ hơn 30 năm nay. Tưởng đã khám phá hết những bí ẩn Việt, nhưng không ngờ. Thật là không ngờ. Sáng hôm sau nữa, tôi nói với bà Anna Phạm. Mẹ tôi có nhờ tôi mang biếu ông Phạm Thăng chai rượu quê đúng loại rượu nếp cái hoa vàng mua từ vùng quê ý yên của ông ấy xin bà dẫn sang nghĩa trang để tôi thắp cho ông ấy tuần hương ồ thế sao ông chưa biết sao ạ à? biết cái gì kia bà anna phạm thở dài ông ấy đã làm di chúc hiến xác cho bệnh viện sau lễ tang có cha xứ và chính quyền quận chủ trì, trước sự chứng kiến của chúng tôi và báo giới, người ta để di hài ông tôi vào bể phóc môn ngay chứ ạ. Theo luật, từ sau đó thì thân nhân không ai còn được thăm viếng nữa. Ôi, ông già tình địch của cha tôi, một ông già thâm thúy. Ông đã để gần 60 năm tu hành trong đạo đẹp, lại để bao nhiêu năm nữa đây cho thân xác tu hành. Thể theo di nguyện của ông, Tôi xin bức tranh tím nhưng không dám treo ở nhà. Tôi trân trọng đặt trên ban thờ ngôi miếu bà ở chân núi Mỹ Nhân cùng với chân dung ông in trên xứ bát tràng. Xong xuôi mọi việc, tôi mang chai rượu nếp cái hoa vàng về ngồi trước mộ cha ở Ý Yên gần đấy, ngồi uống với cha. Tôi ngắm bức ảnh cha in trên xứ, thấy đâu đó thấp thoáng nụ cười. các bạn thân mến. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Con chó biết nói của tác giả Đỗ Quang Vinh qua giọng đọc Minh. Đi chứ, anh có đối tượng mà. Cái cô mà hay gửi hình cho anh qua mạng ấy. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, con chó cứ tiếp tục lải nhải. Nó lại sủa vang lên một cách hào hứng. Anh lờ nó đi, nhấn nút xả nước vẫn mặc nguyên quần áo lúc đi làm, anh chuẩn bị bữa tối cho cả hai, con chó và anh. Phần anh là thức ăn đông lạnh được hâm nóng trong lò vi sóng. Phần con chó là thức ăn đóng hộp dành cho chó, dĩ nhiên rồi. Anh cắt thêm vài lát thịt nguội bỏ vào khay. Cả hai cùng ăn, phần cơm đông lạnh gồm có thịt viên, sốt cà với rau xào, chẳng ngon lành gì lắm anh nuốt trôi chúng với một lon bia vừa ăn anh vừa nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt ở đó là bức tranh của một ngọn hải đăng giữa biển chẳng hiểu anh có nó từ lúc nào hình như là món quà khi anh chuyển tới đây sống hay là anh đã tự mua nó nhỉ anh biết đó nếu được thì anh nên thay đổi thức ăn cho tôi một chút ăn mãi một loại kiểu này tôi cũng ngán quá nên đa dạng khẩu phần anh bạn Chính anh cũng cần như vậy. Ăn mãi thức ăn đông lạnh và chế biến sẵn chỉ tổ làm anh chết sớm. Nó nói, trong khi đang nhồm nhòm, nhai nuốt. Ngày nào cũng than vãn chuyện ăn uống. Vậy mà ngày nào nó cũng chén hết sạch, liếm kỹ càng cả cái khay. Đúng là đồ chó. Anh liếc nhìn con chó rồi nhếch mép, xoa đầu nó thêm lần nữa. Con chó không có tên, nó chỉ đơn giản là con chó anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đặt tên, mà có lẽ cũng không cần thiết, bởi anh không việc gì phải kêu nó cả. Con chó luôn nhận ra anh sắp đi hay vừa về nhà. Nó thính nhạy với đôi tai lúc nào cũng dọc lên và cái mũi thì khụt khịt suốt ngày. Con chó tự chạy về phía anh mà chẳng cần kêu gọi gì. Nó hiểu ý của anh. Còn anh thì cũng hiểu sơ sơ ý của nó. Khi nào cần đi vệ sinh ăn uống lúc nó đòi hỏi một cái gì đó anh nắm bắt được vài điều cơ bản và thế là đủ cuộc sống của cả hai trước kia rất thoải mái dễ chịu còn khoảng hai tháng trở lại đây thì mọi việc đổi khác không hiểu vì sao nhưng con chó bắt đầu nói chuyện một ngày nọ anh thức dậy và nghe nó nói chuyện với mình nó chào anh và hỏi đêm qua anh ngủ như thế nào ừ thì cũng tốt anh trả lời trong trạng thái lơ mơ. Mà khoan, làm sao mày nói chuyện được? Con chó không trả lời câu hỏi của anh. Nó chỉ ve vẩy cái đuôi và lon ton chạy đi chỗ khác. Chỉ là một con chó nói chuyện thôi mà anh bạn. Có gì to tát đâu. Có lần nó nói như thế. Tại sao anh thì nói được, còn tôi thì lại không cơ chứ? Từ đó trở đi, con chó cứ lải nhải suốt ngày nó liên tục từ khi anh về nhà đi ngủ cho tới lúc thức dậy đi làm anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra con chó tiến hóa để nói được tiếng người hay anh đã thoái hóa để nghe được tiếng chó hoặc có thể có một kênh trung gian ở đây nơi người và chó hiểu được ý nhau chỗ mà sóng não của hai giao thoa thành những tín hiệu có thể giải mã được này anh bạn tôi không có ý chê bai hay trách móc gì đâu nhưng ít ra khi người ta nói thì anh phải trả lời lại chứ dù tôi chỉ là một con chó nhưng tôi cũng đang nói với anh mà chúng ta hiểu nhau biết cảm thông và yêu thương người khác là nhờ sự giao tiếp anh nên nói chuyện thêm với người khác đi mãi thì con chó mới ngủ tắt tivi anh để yên con chó nằm trong lòng mình cái thân thể to lớn mềm mại của nó cuộn tròn lại hơi thở đều đặn anh lướt bàn tay mình trên đó thật dễ chịu và ấm áp sự sống bên trong cái khối sinh động dồi dào này làm anh thấy bình yên anh vào mạng bằng điện thoại di động một ứng dụng làm quen kết bạn trên máy anh nhìn ngắm những tấm ảnh mà nàng đã gửi cho mình đây là người mà con chó nói tới nàng là gái gọi ai cần cứ cầm gái gọi cơ chứ chỉ việc bỏ tiền ra một giờ một đêm cứ bỏ tiền ra là xong cả trên ứng dụng này đầy dãy gái gọi giá nào cũng có từ những cô nhìn trẻ trung cho tới đàn bà đứng tuổi họ chủ động tìm và kết bạn chủ động chào mời trong trường hợp của nàng còn sẵn sàng phô bày thân thể đó là chuyện xảy ra trong cái thành phố lớn như thế này mọi thứ đều có giá trị của nó, từ kín đáo đến công khai. Chép miệng, anh nhấp vào một hình ảnh của nàng, hơi mỉm cười, bộ đồ lót sen màu đen. Khuôn mặt nàng không quá cuốn hút, nhưng cũng dễ nhìn. Nàng cười giống như một cô bé, thích thú và sạng rỡ. Trang điểm đậm, son phấn và mi giả, nhưng cũng chẳng hại gì công việc của nàng đòi hỏi những phụ kiện ấy nàng có nét riêng dù chưa đến mức đặc sắc cứ vài tuần một lần nàng lại gửi hình cho anh đôi khi là cả những đoạn phim ngắn kèm theo lời mời gọi bảng giá chi tiết thời gian làm việc lẫn nơi nàng làm dĩ nhiên nàng đã gửi cho tất cả mọi người trong danh sách của mình chứ không phải riêng anh và dĩ nhiên nàng cũng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn qua ứng dụng chỉ liên lạc qua điện thoại. Trong bản giá đã ghi rõ ràng. Trang cá nhân của nàng chẳng có gì ngoài vài hình ảnh, chưa đến 10 tấm. Hoạt cảnh khá đời thường, nàng chụp chung với bạn bè cả nam lẫn nữ. Một tấm anh thích ngắm là cảnh nàng mặc váy dài đi giữa bờ biển, khá đẹp và giản dị. Cảm giác như đó là bất cứ cô gái bình thường nào mà ta biết nàng thu hút anh không phải chuyện thân thể hay xác thịt. Chủ yếu là vì nàng luôn che phần bên phải khuôn mặt lại. Anh đã để ý thấy điều đó. Nàng thường chụp góc nghiêm, lúc nào cũng chỉ lộ mặt bên trái. Khi chụp chính diện thì nàng để tóc rủ xuống bên phải. Vài tấm nàng buộc tóc lên nhưng lại đeo thêm một cái mặt nạ dạ hội nhìn khá màu mè và rẻ tiền với đủ thứ lông chim sặc sỡ phần bên phải luôn bị giấu đi như góc tối của mặt trăng vậy chẳng bao giờ lộ ra dưới ánh sáng cái gì ở đó nhỉ một vết sẹo hay bớt gì đó chăng hoặc một kiểu dấu ấn tổn thương gì khác kỷ vật của một tuổi thơ bị bạo hành dấu vết khi bị đánh khen hay trả thù chăng mỗi dấu vết khác thường trên cơ thể đều có câu chuyện riêng của chúng càng nghĩ anh lại càng thấy tò mò anh đặt điện thoại trên bàn không hiểu sao anh thấy nàng cuốn hút một cách kỳ quặc sự bí ẩn trên phần bên phải là nàng bí ẩn hay anh đã gán ghép sự bí ẩn ấy vào nàng đôi khi anh vẽ ra viễn cảnh hẹn nàng đi chơi ăn uống xem phim tặng nàng những món quà một con gấu bông một bó hoa hay một chiếc nhẫn như bất cứ cặp đôi bình thường nào trên đời anh muốn làm việc đó với nàng ôm nàng vào buổi tối và lắng nghe nàng tâm sự anh biết vì sao em lại luôn che phần bên phải khuôn mặt không nàng sẽ thì thầm vào tai anh như thế và bắt đầu kể một câu chuyện dài về tuổi thơ và những ký ức của mình nó riêng tư tinh tế và sâu xa hơn bất cứ điều gì người ta có thể nghĩ tới Đôi khi anh mất gần cả tiếng đồng hồ chỉ để đắm chìm vào những tưởng tượng kiểu đó, để rồi khi giật mình nhìn quanh, anh cảm thấy bản thân vừa ngớ ngẩn vừa bệnh hoạn. Gái họ sẽ không để ta tán tỉnh họ, thông thường là như thế, ta trả tiền để thỏa mãn chứ không phải để tâm sự. Ẩn đằng sau vẻ dễ chịu của họ là sự đề phòng, luôn luôn là như thế. Tất cả những trò tung hứng ân ái ôm ấp vuốt phe kia là một dịch vụ cuộc vui chơi chỉ như một bộ phim cấp ba trống rỗng và thiếu chiều sâu anh sẽ là một kẻ ngốc hoặc tên gàn dở biến thái nếu cố gắng làm điều ngược lại chiều thứ bảy anh có hẹn cà phê với đám bạn ba người đàn ông độc thân và một người đàn ông khác mới lập gia đình bọn chúng nói chuyện và cười hô hố một cách ồn ào trong khi anh lơ mơ nghĩ mông lung anh nhìn cả đám đang tung hứng với nhau tiếng chúng như một cơn mưa rào đổ xuống hay một bầy xe sẻ đang rít lên lẽ ra anh phải thấy vui mới đúng nhưng thay vào đó chỉ có cảm giác trống rỗng cuộc đời anh hời hợt chẳng giống những thứ anh tưởng tượng hồi nhỏ chút nào mà hồi nhỏ anh tưởng tượng cái gì nhỉ? Lòng anh thấy nôn nao không yên. Cái gì đó đang thôi thúc ở bên trong. Anh cắn môi nhìn quanh. Đi vào nhà vệ sinh của quán cà phê, anh rút điện thoại ra và gọi cho nàng. Alo, đi chơi hả à, anh? Giọng nàng đẩy đưa, ngọt ngào một cách quá đố, làm anh sợt hết gai ốc. Dĩ nhiên, nàng biết anh là khách hàng rồi sau vài giây ngần ngừ, anh nói, phải, vâng, em đứng chờ anh ở ngã tư giao nhau của hai đường. nàng nói tên chỗ hẹn. anh biết chỗ đó không? anh nói là mình biết và cũng đang ở gần đó. tới nhanh nhé anh. em mặc áo thun đen, quần jean ngắn, chạy xe biazo màu vàng với nón bảo hiểm màu vàng. rồi nàng cúp máy xe piaggio anh còn chẳng dám mơ tới thứ đó ra khỏi nhà vệ sinh anh kiếm cớ chuồn về sớm dĩ nhiên mấy thằng bạn phản đối nhưng chúng chẳng làm gì được bỏ lại những tiếng trách móc sau lưng anh phóng xe hòa vào dòng người tới điểm hẹn anh nấp vào một góc khuất dưới hàng hiên chìa ra của một cửa hàng sửa xe đang đóng cửa và căng mắt nhìn về ngã tư trước mặt chưa thấy nàng đâu cả anh kéo nón bảo hiểm sụp xuống che bớt khuôn mặt và bịt thêm cái khẩu trang vào chưa yên tâm lắm anh mở cốp xe ra và mặc thêm cái áo khoác dày cộ tim anh đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực mồ hôi túa ra vì hồi hộp lẫn nóng rồi nàng xuất hiện đúng như những gì mô tả trên điện thoại nàng quay lưng về phía anh nhưng bằng cách nào đó anh nhận ra ngay lập tức cẩn thận khóa cổ xe anh từ từ tiến về phía nàng hai tay vùi sâu vào túi áo khoác trên đầu anh vẫn đội nguyên nón bảo hiểm mặt đeo khẩu trang anh đang làm gì vậy anh bạn gái gọi thì sao chứ cứ trả tiền và lên giường thôi anh là đàn ông mà đúng không giọng con chó văng vẳng trong đầu anh anh lầm bẩm kêu nó im đi. Nhưng dĩ nhiên, con chó không im. Nó chẳng bao giờ biết im lặng là gì. Nàng ngó nghiêng xung quanh tìm anh, rồi rút di động ra và gọi. Điện thoại rung lên trong túi quần, nhưng anh không bắt máy. Anh dừng lại khi còn cách nàng khoảng ba bước chân. Nàng vẫn áp chặt điện thoại vào tay, rồi bất ngờ nàng quay mặt lại. Thật thất vọng nhưng anh không thể thấy hết khuôn mặt của nàng. Nàng đang đeo một cái kính mát to bản. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây. Nàng bỏ điện thoại xuống với vẻ cảnh sát, rồi bấm còi xe. Hai bàn tay anh bóc chặt lại trong túi áo khoác, cả người căng cứng. Từ đằng xa, một tay bặm trợn đi về phía anh. Rõ rồi, gã ma cô. Ê thằng kia, Hắn nói lớn. Anh quay đầu bỏ đi, cố gắng bước nhanh hết sức có thể. Leo lên xe, cha chìa khóa, anh vít gà và phóng thẳng về nhà. Anh quyết định hẹn với một cô gái khác. Buổi tối hôm ấy, anh tắm rửa sạch sẽ, vuốt reo lên mái tóc và vẩy thứ nước hoa dùng cho nam giới khá nổi tiếng. Anh nhìn khuôn mặt mình trong gương, thử sờ nắn một lúc hình như anh đã bỏ qua một bước nào đó trong khâu chuẩn bị. Trong mày suy nghĩ một lúc, nhưng anh lại chẳng nảy ra thêm ý tưởng nào. Anh ổn rồi, anh bạn. Con chó nói sau lưng anh. Đi thôi, tìm kiếm một mối quan hệ, sống một cuộc đời bình thường và lành mạnh như mọi người ấy. bĩu môi, anh sửa lại cổ áo, mang giày vào rồi dắt xe ra khỏi nhà cô gái anh gặp là bạn của một đồng nghiệp. Nói ra thật lằng nhằng, nhưng chẳng hiểu sao người ta lại đẩy anh vào cô ta. Đó là một cô gái dễ nhìn, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Cả hai đã trò chuyện vài lần qua tin nhắn điện thoại. Kiểu người sống khép kín và bận rộn với công việc, hơi giống anh. Ở chỗ làm, mấy người cứ thúc giục anh tiến tới với cô ta. Họ sốt sắng thế để làm quái gì nhỉ? ngồi trong một nhà hàng kiểu Pháp. Anh nhìn chằm chằm lưng của một người đàn ông phía trước. Cái áo sơ mi họa tiết chim cỏ nhìn thật lạc tông ở chỗ này. Nhưng chính cái nhà hàng cũng không ăn nhập với cảnh vật xung quanh đó. Rồi thành phố này, tới lượt nó lạc lõng với vùng ngoại ô hoang vắng cạnh bên. Mọi thứ chẳng ăn nhập gì với nhau và trồng chất lên một cách thô thiệt. Cả hai nói chuyện ngắc ngứ. Anh nói gì đó làm cô cười. Anh không rõ lắm mình vừa nói gì. Ô kìa, chính anh cũng đang cười rộ lên. Rồi anh chợt nghĩ tới cô gái luôn che kín nửa mặt. Nàng luôn hiện ra một cách bất chợt trong đầu anh. Đã hơn hai tháng trôi qua, kể từ khi anh gặp nàng lần đầu tiên ở ngã tư, tưởng tượng của anh đã phát triển phong phú một cách đáng lo ngại. Trong những giấc mơ, anh thấy mình hạ gục một tên ma cô bằm trợn và dắt nàng chạy đi trong một thế giới mà những con chó biết nói thống trị mọi thứ hiện thực ảo tưởng mơ mộng hòa trộn vào nhau khi không đi làm anh dành phần lớn thời gian nhốt mình ở nhà con chó thì cứ lải nhải luôn mồm giọng con chó lại vang lên một câu triết lý gì đó trong khi anh dùng đĩa xiên vào một trái cà chua Tiếng lanh canh của dao đĩa vang lên, giọng ai đó cười the thé. Cúi gầm mặt xuống, anh liếc nhìn xung quanh. Một gã bồi đi ngang qua, tạp dề đen bên ngoài sơ mi trắng. Đuôi tóc ve vẩy, theo mỗi bước chân. Sao anh có vẻ mệt mỏi vậy? Anh không ngủ được hả? Cô gái hỏi. Anh ngước lên nhìn cô một lúc, không hiểu cô muốn hỏi cái gì. Rồi anh trả lời rằng mình không ngủ được là do con chó đang nuôi ở nhà lúc này nó đang trải qua thời kỳ khó khăn nên anh cũng bị ảnh hưởng vậy hả em cũng thích chó lắm mà chỗ em sống người ta lại không cho nuôi lát nữa anh dẫn em về nhà để em chơi với nó một chút nhé anh nhếch mép cười nhợt nhạt cô đang tấn công chính diện khi món chính được dọn ra thì anh đứng lên bước vào nhà vệ sinh rút điện thoại ra anh gọi cho cô gái kia vẫn giọng điệu đó vang lên cợt nhà ngọt ngào đưa đầy vẫn trên cái ngã tư cũ anh nhanh chóng chốt hạ giao dịch bước ra khỏi nhà vệ sinh anh đi thẳng ra cửa chẳng quan tâm cô gái đang đi cùng mình chố mắt ngạc nhiên anh không có thời gian nghĩ tới việc đó nữa anh phải đến với nàng ngay lập tức leo lên xe, anh phóng đi thật nhanh, tới mức những hình khối xung quanh biến thành một dãy màu lòe nhòe bất tận. Anh chạy tới ngay trước mặt nàng, dù không có kính mát nhưng nàng đang đeo khẩu trang. Lòng anh khấp khởi hy vọng. Nàng dẫn anh vào một nhà nghỉ năm tầng, khuất sâu trong một con hẻm vắng vẻ gần đó. Cả hai đi qua bàn lễ tân mà chẳng ai hỏi han gì. Trong góc cầu thang là một cái bàn thờ lớn Đèn đóm lập lòe xanh đỏ, bức tượng Di Lặc đang nở một nụ cười ma quái. Anh thấy choáng váng. Lên cầu thang, nàng đi trước dẫn đường, tấm lưng trần của nàng lung đưa, đôi giày cao gót gõ lộp cộp dưới sàn. Anh nhìn mái tóc dài của nàng, lòng hồi hộp, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bàn tay lạnh toát. Anh thở dốc. Đây là thực hay là mơ? tưởng chừng như anh đã ở đây trước kia lát nữa thôi một bầy chó biết nói sẽ xuất hiện chúng rút vũ khí ra lao tới cả hai và anh sẽ bảo vệ nàng anh đã từng mơ như thế hết đêm này tới đêm khác nàng mở cửa dẫn anh vào một căn phòng chật trội những bức tường sơn vàng một vết nứt nhỏ xíu chạy dọc tấm màn cửa đang khép lại trên bàn viết là hai chai nước suối và hai lon nước ngọt. Cái tivi lỗi thời nằm gần chiếc tủ rẻ tiền. Anh đang làm gì ở chỗ này? Nàng bảo anh là khách đi lần đầu thì phải thanh toán trước. Anh rút tiền ra đưa cho nàng. Nàng định tháo khẩu trang ra nhưng anh cản lại. Anh nói, mình muốn tự tháo ra. Nàng cười. Anh muốn làm gì em cũng được vẫn là cái giọng đó. Anh lại sợt gai ốc. Tay anh run run. Anh chậm rãi tháo khẩu trang của nàng ra. Nhưng chẳng có gì ở đó cả. Nửa bên phải khuôn mặt nàng hoàn toàn bình thường. Anh vươn tay tới, dùng ngón cái chạm nhẹ lên má phải của nàng. Một lớp phấn trang điểm dày ở đó. Chẳng có gì hơn nữa. Kéo ngón tay, anh miết mạnh. Lớp phấn chóc ra tạo thành một vệt dài run rẩy. Nàng chộp lấy bàn tay anh và chậm rãi mút nhẹ ngón tay cái. Anh lầm bẩm, tất cả sai hết rồi, rằng anh đã làm một việc ngớ ngẩn. Anh nói gì? Nàng hỏi, mở to mắt. Ngồi xuống thành giường, anh bảo nàng nên đi tắm trước và anh cũng không vội. Nàng gật đầu và lập tức làm theo ôm mặt anh thở ra một hơi anh thấy trống rỗng đến tận cùng không còn sự hồi hộp không còn cơn choáng váng nữa anh thậm chí còn chẳng còn hứng thú gì cả nuốt nước bọt anh đứng dậy mở cửa nhanh và lao ra ngoài con chó lon ton chạy ra đón anh nó phe vẩy cái đuôi như điên sao rồi anh bạn hẹn hò thế nào có ổn không tôi còn nghĩ là đêm nay anh sẽ không về nhà nữa hê hê hoặc anh dẫn cô ta về đây tôi nóng lòng được thấy cô nàng của anh lắm chẳng nói gì anh dựa người vào tường và từ từ ngồi xuống con chó chạy lại nó liếm mặt anh bằng cái lưỡi to lớn và ấm áp của mình anh choàng hai tay ra ôm con chó dúi đầu vào bộ lông mềm mại của nó sao vậy anh bạn có chuyện gì không ổn hả anh có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì trên đời ánh mắt của con vật thật vui vẻ như thể chẳng có gì trên thế giới này để đáng phiền lòng con chó ngồi xuống chờ đợi mọi chuyện thật tệ hại mày biết không anh cất tiếng yếu ớt tất cả đều tệ hại chẳng ai biết cái gì là quan trọng cả đúng rồi anh ta ăn con chó reo lên mấu chốt là chúng ta phải giao tiếp với nhau đừng lờ tôi đi nữa hãy trò chuyện anh bật cười dù chỉ là một con chó nhưng mày nói chuyện rất hay cả hai đã bắt đầu trò chuyện với nhau như vậy anh thức tới nửa đêm chỉ để nói với con chó của mình đủ mọi vấn đề trên đời về những giấc mơ ảo tưởng và sự chán trường của anh rằng anh cô đơn lạc lõng như thế nào rằng anh chán ghét cuộc sống của mình nhưng không biết phải làm gì để nó tốt hơn. Anh nói nhiều tới mức thấy cổ họng mình khản đặc. Mãi tới nửa đêm, anh mới lên giường đi ngủ. Đó là một giấc ngủ sâu, không mộng mị mà lâu rồi anh mới có được. Anh thức giấc vì nghe giọng ai đó đang nói chuyện xung quanh mình. Lúc đầu anh tưởng giọng con chó nhưng không phải, là tiếng người nói chuyện. Rồi anh nhận ra không phải chỉ một mà có cả chục giọng nói đang ồn ả trong phòng. Anh thấy phấn chấn hẳn lên. Ô, xin chào. Hôm nay anh thế nào? Thời tiết đẹp nhỉ? Tôi biết anh đang buồn, anh bạn. Không, hãy ra ngoài và vui chơi đi. Anh thức dậy và nhìn quanh, cảm thấy mình vui vẻ, dễ chịu hơn khi nghe thấy những tiếng nói ấy và anh biết từ giờ. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ngắn nghề vớt xác và cảm nhận giọng văn sinh động của Lê Hoài Lương, nhà văn đến từ Bình Định. chế ly cà phê gói ngồi ở đầu khe xìa cho gã uống một hớp rồi dốc hít vào miệng xúc rột rạt cho lạt mùi thức ăn ực phát hết sạch cười hí hí nhảy ùm xuống sông xoài tay bơi thị bơi rất giỏi chiều đang lên mênh mang nước giờ này chài lưới không làm được và xác cũng hiếm họa lắm mới có dành không cà phê cho ấm cho thơm miệng cười hí hí rồi bơi thị phát cái tín hiệu quen thuộc gã ngồi trên khe ngó thị bơi một chút rồi vào trong khoang lấy chai rượu treo trên vách tợp một ngụm chai rượu người ta cảm ơn nghe nói ngâm mấy món ông uống bà khen hay chẳng biết bổ béo gì không vì gã đang rất sức lực thấy thị ra tín hiệu là đã xạo rực nhưng cái mùi rượu nồng nồng trong hơi thở gã thị cũng thích thì uống chút thị thích càng hay kinh nghiệm cho gã biết đàn bà khi ưng chuyện đó nhiều khi thích mấy cái mùi rất lạ chẳng hạn hơi thở có mùi rượu mùi thuốc cũng tốt có khi mùi mồ hôi đậm đặc tự nghe mùi mình đồng khét đã ớn vậy mà có lần mấy ngày thăm quê về thì ôm chầm gã hít lấy hít để cười hí hí gã bảo để tắm chút thị lắc đầu vật gã xuống sàn ghe đàn bà lạ thiệt. Thị đã nấu thành khe phóc lên. Hù ô, mát quá. Bộ đồ ướt nhẫy, dán chặt vào cơ thể tròn lặn, săn chắc của thị. Chiều nay không đi bán cá, lo cho con gái xong, thị ra khe. Biết ý liền. Lau sơ nước, thị lột rẹt cái áo quần ướt, ném bạch một góc. Nhào tới thuần thục, lột đồ gã rồi ập lên người thị nồng nhiệt dồn dập một lát người thị như to nặng hơn gã thấy lạ lật thị xuống rồi nhoài lên thị đầy đặn lâu nay giờ đầy hơn càng lúc càng trương ra mềm như bông gã vừa bồng bềnh cảm giác rất lạ vừa xoa xa đầu thị động tác thị thích mọi khi tay gã rời ra từng mạng tóc môi mặt thị trương lên bề ngang khuôn mặt đang dần to hơn bề dọc thị vẫn rên gã cứ biên man trôi trên nền bông mềm rã nghe một niềm thống khoái chưa từng tôi không có cha năm lên mười má gửi tôi cho người chú họ để theo người đàn ông khác chú đạp xích lô thím buôn thúng bán bưng ở chợ sổm tôi giúp chú thím lo hai em trai năm ba tuổi dọt dẹp nấu ăn chú thím nghèo nhưng hàng ngày có tiền nên mỗi bữa tôi cũng ăn uống đầy đủ mấy năm sau từ con bé đèn đẹp tôi dần đầy đặn rồi phổng phao tuổi dậy thì nhiều lần soi gương nhìn mặt mình tôi muốn khóc mặt bành bạch, nước da đen, chán rồ rồ. Sách giỏ ra chợ mua đồ ăn, chẳng ai thèm nhìn. Tôi sống, rất sống, đã lùn còn sống. Nhưng chú mỗi lần xích lô về, cứ nhìn nhìn tôi. Có lúc đang nấu nướng, nghe nhột nhột. Tôi quay lại, thấy chú nhìn long long, môi khô khát. Có khi lại hỏi chú món này kia, đêm mặn hay lạp. Chú dán mắt vào ngực tôi, nói dọc như hụt hơi. Ở nhà tôi không mặc áo ngực, thím sẵn để tiết kiệm, chỉ ra đường mới ý tứ con gái. Ngực tôi đã vuông đầy lên, mỗi lần tắm xoa vào thấy khai khai tưng tức. Mắt chú dán vào cũng vậy, rồi chú lại gần, tay chú vỗ vỗ vào mông tôi, xoa xoa, tôi cũng thấy ran rân. Nhiều lần vậy, tôi thích cách chú cận kề có lần chú đứng sau, áp mặt vào cổ tôi hít hít, hướng dẫn đấu đướng, hai tay phòng phía trước. Thoảng chạm tình cờ ấy, tôi thấy tinh thích. Đêm tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ dưới bếp, nhà chật, phía trước cũng chỉ có một cái giường rộng, chú thím với hai em ngủ chung. Hôm thím về quê ăn dỗ dọn dẹp xong, thấy chú đã ngáy khò với hai em. Tôi tắt đèn lên giường ngủ thiếp, sau cả ngày mỏi mệt giật mình tỉnh ngủ vì những động trạm vây bọc bất thường tôi nghe hụt hơi im chú không sao đâu rồi chú cuống cuồng gọi dậy cả người tôi những đê mê ban đầu con gái những lần sau tôi càng chủ động tận hưởng tôi thấy áy náy như có lỗi với thím nhưng không thể cưỡng được và tự bảo chữa cho mình dù không đẹp thân thể tôi đầy đặn, căng tràn, chứ không đuồng đuỗng như con cá rô được của thím. Ra đường không ai nhìn tôi, chỉ có chú thèm muốn tôi, từ ánh nhìn trộm lén đến phổ vập đàn ông. Tôi áy náy với thím, nhưng vẫn mơn man cảm giác con người đàn ông cuồng nhiệt, vội vã, thèm khát trên từng da thịt của mình. Tôi hạnh phúc và hàm ơn. Nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt thím nhìn tôi lạnh tanh, dò rét tôi sợ. Càng lúc càng sợ. Nhưng thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Giờ mới thực đang sống, thì sống. Tôi và chú cẩn thận hơn, có khi cả tháng mới có cơ hội. Thím hỏi. Mấy trăm hồi chưa đi chợ về, thím để trong học tủ đâu rồi? Và ẩm ý, tôi đã lấy cặp số tiền đó. Mặc tôi khóc lóc thề thốt, mặc chú lúng túng can ngăn thím vẫn một mực lạc giọng bị hại nuôi ong tay áo đĩ thúi cút khỏi nhà tao tôi lững thững suốt chiều đến đêm không thấy ai cũng không ai thấy mình tới lúc ập vào tôi làn gió sông mát rượi mơn man tôi thả người ra khỏi thành cầu cùng nỗi oan và không oan 14 Gã đã theo cha đi vớt xác Sống cái nhà thác cái mồ con ạ à. Người chết còn cứ linh tinh, Không siêu thoát được Cứu giúp người trong khả năng của mình Là tích cái đức Ban đầu Mỗi lần nhìn thấy Chạm tay vào xác chết chung phình Thối sữa Gã vi sợ Những cái xác cứ bập bềnh vào bữa ăn Giấc ngủ Riết rồi quen con sông lớn chảy qua thành phố này chẳng hiểu sao mươi ngày đã có người nhảy cầu nửa tháng có người bị giết đâu đó thả sông phi tang nghe nói người thất tình kẻ quẫn bách tuyệt vọng kẻ bị truy đuổi đến đường cùng một chút hàm oan cũng tìm cái chết có kẻ cờ bạc tám gia bại sản có quan chức đại gia phạm trọng tội tìm cái chết để khỏi sống lay lắt nhục nhã trong tù bảo toàn tài sản được cho người thân. Có cả trẻ sơ sinh còn nguyên cuống rốn, có phụ nữ mang bầu, có người mẹ cột đứa con năm bảy tuổi vào tay để mẹ con không rời nhau. Chôn cha xong, gã cũng định lên bờ, nhưng chẳng biết làm gì sống ngoài trải lưới sông nước và cái việc cứu người vớt xác chẳng hiểu sao cứ vận vào gã. Nhiều bạn nghề sông hoặc sợ không dám hoặc có chạy khe đi tìm cũng không thấy dòng sông mênh mang linh bênh bao nhiêu thứ những khúc quanh lùm bụi ai cũng thuộc cả chục cây số đoạn sông này nhưng chẳng hiểu sao chỉ gã là tìm được xác có khi đang lên bờ mua mấy thứ hoặc neo ghe nấu ăn gã có cảm giác nôn nao đổ máy khe chạy về một hướng nào đó là thấy xác hoặc kịp lúc cứu người nhảy cầu Hãy có thông tin chính quyền địa phương liên lạc ngay với gã nhờ gã giúp hàng năm, họ đều mời gã lên trao cái bằng khen, một khoản tiền thưởng. Báo chí tìm gặp viết bài đưa tin. Tên gã như một thương hiệu nhiều người biết. Có người tặng gã cái điện thoại mấy triệu để xem tin liên lạc. Việc làm phước của gã thành nghề chuyên nghiệp. Thực ra, gã không mấy tin chuyện tích đức cho con cháu như lời cha nói. Tích từ đời cha đến đời con, giàu cứ lăm trong qua ngày. Giờ đã ngoài ba mươi, có cô gái nào dám làm vợ gã đâu. Một kẻ nhọc nhằn mưu sinh, lại như gắn với cõi âm, với hàng trăm tử thi nồng nặc xuống khí. Định chạy qua bờ bên kia thăm người bà con thợ hồ, nghe nói bị tai nạn sập giàn giáo. Cái máy cô lơ bốn hôm ấy trở trứng, loay hoay gần nửa giờ mới đổ. Nước đang hồi chảy mạnh, ánh đèn thành phố, đèn trên cầu trà kiệu, lênh loang mặt sông những dề lục bình, những nồi rác trôi trôi. Chợt gã nghe như có tiếng sặc nước ở vật nổi chập chạm phía trước. Người, người chứ không phải rác. Độ thính nhạy của gã nhận ra cái mùi người ở mơ hồ lằn xanh sống chết. Gã gài nhanh cợt lái, gỡ dây cuốn vào tay, cách mấy xài bơi, thấy rõ một người đang cố ngoài mình, lắc lư giữ thăng bằng, mặc nước trôi, đang đuối dần gã phóng mình xoãi vài nhịp là chụp được đầu tóc. Người kia để mặc gã lôi về khe, không cả bấu níu hoảng loạn thường gặp. Một cô gái, gã làm mấy động tác cấp cứu quen thuộc. Cô nằm rũ, nảy lên mấy tiếng sặc nước yếu ớt. Gã lật người cô trợ giúp, nước ọt ra khá nhiều. Gã quay ghe lại, dìu cô lên bờ vào cái nhà nhỏ tồi tàn của gã ở bờ sông, lấy áo quần của mình cho cô thay hỏi gì cô cũng lắc đầu lâu lâu sau mới ràn rụa nước mắt gã chế gói mì cô gái ăn ngon lành hỏi địa chỉ nhà để báo người thân tới đón cô lắc đầu quẩy quậy thôi vậy đã quá nửa đêm gã bảo cô nằm ngủ trên cái sạp gỗ còn mình nằm võng mai hắn hay thì ra cô biết bơi nhảy cầu rồi cứ phải nổi lên không muốn bơi cũng chẳng được cứ vài chuyển động nhẹ cũng đổi lên mặc cho nước chảy trôi đi đến lúc sắp đuối thì gã nắm tóc kéo về ghe hoàn cảnh của cô đúng là không trốn đương thân gã cho cô tá túc mọi chuyện từ từ hắn hay ngày ngày cô giúp nấu cơm nấu nước ngôi nhà vách ván cũ thời cha gã để lại giờ ngăn nắp sạch sẽ hơn bữa ăn có hai người chút rau mắm cũng ngon hơn một hôm gã về xách túi cá vào cô ngồi soạn mấy con cá lớn để bưng ra chợ bán như mọi khi bỗng ọ quẻ rồi mửa thóc tháo gã lấy chai dầu gió đưa cho cô hôm sau cũng vậy cô ngờ ngợ nói không phải mùi tanh cá có lần nghe kể chuyện đàn bà ốm ngén cô tái mặt chẳng lẽ mấy tháng sau cô sinh con gái Người xóm ven sông lâu nay biết chuyện cô gái rồi thấy cô mang bầu, ai cũng mừng cho gã. Chỉ gã và cô biết đứa con ấy của ai. Gã vẫn chăm sóc cô hàng ngày, chăm con bé lúc cô ra chợ. Một đêm chừng vài tháng sau, khi còn ngủ đầm đưa trên phẳng, cô lại giường xe sẽ nằm ôm gã, ràn rụa nước mắt tuổi thân. Và gã đã làm cái việc đàn ông đúng nghĩa lần đầu tiên trước đây gã chỉ tự giải quyết cái sinh lực sung mãn của mình bao đêm ao ước bao lần trên sông một mình những chỗ căng tròn trên người cô lợn vợn cái đàn ông gã cũng dồn ứ bức bối ngay đêm ấy gã và cô đã cuốn vào nhau đến mấy lần cuống cuồng đam mê chưa bao giờ gã tin mình có thể được sự thỏa mãn đúng nghĩa này cô thành vợ gã rồi cũng dần quen với nghề vớt xác nhiều lúc cùng chạy ghe với chồng gặp người còn loi ngoi trên nước cô giúp quẳng sợi dây gặp xác chết cô neo khe cho gã tròng dây sắt xác cô và gã vẫn sinh hoạt đều đặn hàng ngày tối trong nhà ban ngày trên khe vậy mà chẳng hiểu sao cô không chữa thêm lần nào nữa cũng được Lỡ sinh con trai rồi, nó sẽ nối nghiệp cha ông làm nghề của cha ông. Tội nó. Chắc một ngày nào đó, người ta hết nhảy cầu. Cái nghề này cũng nên mai một đi. Con gái được 7 tuổi, gã xin cho con đi học. Giờ mới làm khai sinh, làm giấy đăng ký kết hôn. Con bé nhỏ, giờ cứ gọi gái gái. Anh cán bộ tư pháp có chữ gợi ý đặt tên sang cho nó. Giang là sông. Mẹ con nó được vớt từ sông lên. Gã và cô đều thích. Ngồi trong mâm cơm, thị chi chô. Anh ơi, hình như xóm bờ sông Bình sắp giải tỏa. Nghe nói họ sẽ xây khu phố mới. Ông bà đại gia nào đó đầu tư lớn lắm. Gã ậm ừ. Gã có đọc thông tin trên điện thoại lâu rồi, nhưng không kể với thị. Cũng như chuyện các đại gia quan chức to đùng tù tội, cũng như giới nghệ sĩ hoa hậu sang trọng tiền tỷ một đêm diễn của họ nhà gã làm cả vài năm chưa bằng gã dần biết cái túi sách đôi giày đồng hồ hạng sang của họ lớn tiền cỡ nào kệ họ phận trải lưới vớt xác mình sao sống vậy cũng có lúc gã được tiền bằng nghề ghe ôm mấy cái xà lan neo chờ vài giờ cho nước xuống qua cầu cánh thủy thủ vẫy nhờ lên bờ mua dù mấy thứ họ cho năm ba chục có khi nhờ chở dù mấy cô gái cả hai phía đều cho tiền đến vài trăm hơn cả ngày quăng quật họ xin số máy có nhu cầu là điện với gã chờ người sống hay chờ người chết cũng thế thôi chỉ khác người sống trả tiền gã đem tiền về thị mừng lắm hôm sau mua cho con cái áo mới nhưng này anh. Gã ậm ừ thì lại nói: "Nghe nói mai mấy ông về làm lễ khởi công, ngoài chợ họ đồn có nhiều ca sĩ nổi tiếng về hát lắm, hay là mai anh nghỉ xong một bữa, mình đưa bé sang đến coi, em cũng thích." Gã gật gật. "Ừ thì đi coi." Gã thương thị, thương con bé, cái gia đình thân thương của gã. Thế gian này chỉ có ngôi nhà ván của gã đời gã chỉ vậy. Nhưng vợ con thì phải khác. Cả hy vọng sẽ khác. Chỉ cần bữa ăn thị và con có miếng ngon, gã đã thật hạnh phúc. Thị và con gái là cả cuộc đời gã. Thị sống nhưng còn quá trẻ. Nhiều lần nhìn hai mẹ con thích thú co tivi, trong gã xốn sang hạnh phúc và cũng lo lo. Lỡ ngày nào thì ớn cảnh sông nước chết trôi mà rời đi Chắc gã không sống đổi. Là lo xa vậy thôi. Chứ nếu có ngày ấy, gã cũng không trách thị. Cái lần tìm về quê, thị kể tình cờ gặp lại người chú họ. Người chú sượng sùng né né. Thị thoải mái gặp, hỏi thăm thím và hai em. Vợ chồng ông cũng biết thị nhảy cầu không chết, đang sống với gã, nhưng không biết chuyện bé ra. Thị không kể chuyện này. Chú là người đàn ông cho thị thành đàn bà, nhưng chỉ gã. Mới là cha đứa bé. Từ lâu. Thị cũng không trách giận gì họ. Khi có gã. Đời thị. Vậy là quá mãn nguyện rồi. Sáng hôm sau. Thị nói cả nhà đi tới chỗ làm lễ khởi công sớm. Ăn quán một bữa. Chờ mắc gì tiện tặng. Đi sớm. Để chọn chỗ coi tầng lớp thượng lưu quý tộc. Mỗi người ăn một tô bún giò. Rồi qua xe nước mía uống chờ. Rất đông người dân. Cũng náo nước như họ. Gần nửa buổi mới thấy nối nhau những chiếc ô tô đời mới chạy tới xếp hàng dài. Bàn tổ chức vất vả alo alo hướng dẫn người dân né ra nhường chỗ cho mấy bác tài đậu xe. Đám đông chăm chú nhìn những người từ ô tô bước xuống. Họ trầm trồ. Đó, đó, ông chủ tịch thành phố. Ông mang kính đen là tỷ phú, chủ đầu tư dự án. Kia là ông bầu của giới người mẫu chân dài. Hai ca sĩ đó kìa, người mặc áo bông, người mặc váy hồng. ồn ào, tranh luận, ai cũng chứng tỏ sự rành rẽ giới quý tộc thượng lưu. Bọn thanh niên lại quan tâm tới những chiếc ô tô, đôi giày, điện thoại, túi sách họ mang. Mercedes-Benz kìa, túi sách lùi vụt tông đó đẹp chưa? Cái điện thoại ông đang nghe kia kìa, vừa tu nhá, bốn chục ngàn Mỹ nhá. Thị và bé Giang không dành như mọi người, nhưng phấn chấn hẳn lên dõi theo từng vị khách sang trọng. Gã cũng náo nức tò mò như vợ con. Đời sông nước và những xác người trương phành như một phi lý nếu gắn với chuyện về sai tầng đỉnh cao quyền lực sang quý của xã hội. Nhưng cái mùi. Người gã bỗng trộn rộn cảm giác quen thuộc khó tả. Đúng, cái mùi. Thật điên khùng thật không thể tin nổi khi chính trong những người tầng lớp đỉnh kia toát ra cái mùi thân thiết mười mấy năm qua của đời sống gã. Trong đầu gã hiện lên hình ảnh những nhân vật quyền lực nghiêng trời thành bị cáo trước tòa. Họ sẽ kết thúc phần đời còn lại trong tù. Tài sản cướp được sẽ bị tịch thu. Kể như đã chết. Chết nhục. Chết thối như những cái xác lâu ngày chưa chôn Gã rụi mắt. Nhắm mắt vỗ vỗ vào chán mình. Cái mùi và vài xác sống trước mắt vẫn hiển hiện theo mỗi cử động của họ. Gã buồn nôn, chưa bao giờ những xác trôi trương phình khiến gã buồn nôn như sáng nay. Gã bụng miệng chạy vội ra chỗ đất trống, nôn tốc tháo. Có người giữ phai, gã quay lại. Thị và bé Giang đã sau lưng, mặt hai mẹ con lo lắng. Gã chấn an hai mẹ con rằng, Chắc tô bún hồi nãy sao đó. Tôi về nhà nằm nghỉ chút. Không sao đâu. Mẹ con cứ coi cho hết cái màn diễn. Sân khấu này đáng coi lắm. Hai mẹ con hỏi đi hỏi lại cho chắc. Rồi mới vào với đám đông. Gã biết mình nguy rồi. Bệnh rồi. Bệnh lạ. Rất lạ. Gã nằm trên giường cũ. Với tay lấy chai rượu nhà nốc ực ực rồi ngủ thiếp đi quá trưa thị và con cái về nhà gã vẫn ngủ say gọi mãi không tỉnh cứ ú ớ sáng hôm sau gã mới tỉnh ngủ ngồi bật dậy đã có hai mẹ con bên cạnh hình như họ thức suốt đêm cả hai mừng rú lên mặt vẫn còn chem nước mắt sáng hôm sau báo đưa tin một người trong những người hôm qua sang trọng giàu có quyền lực bất ngờ chết không rõ nguyên nhân sau sự cố bệnh gã hôm ấy gã mất hoàn toàn khả năng thính nhạy về những cái xác trôi sông không ai gọi điện cho gã nữa mấy tháng sau bất ngờ thị có cảm giác quen thuộc nôn mử hình như thị đã có thai cái điện thoại chẳng còn ích lợi gì chuyện nghề gã cho con gái nó mừng như bắt được vàng nhào tới ôm gã hồn rối xít thưa các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý thính giả chuyện ngắn mật rắn của nhà văn nguyễn dậu lần đầu ở ngay cổng đền Ngọc Sơn. Chiều hôm đó, sau một ngày cắt tóc mệt mỏi, tôi thu dọn đồ nghề, ghi chặt sau xe đạp, lững thững dắt xe về đền, nơi cư trú của tôi. Một đám đông người tụ tập bên cạnh màn tường Long Môn Hồ Bản. Tôi lướt qua, không lưu ý, bởi vì một đám tụ tập hoặc một trăm đám tụ tập chỉ là chuyện bình thường ở các khu vực náo nhiệt và nhiễu sự của bờ hồ Nhưng một giọng nói oang oang đập vào tai tôi Khiến tôi phải dừng lại Ai bị phong thấp ngâm sẵn hổ mang Ai bị da vàng tìm rượu hồ lửa Đàn bà không chữa chuốc lấy mang bành Đàn ông hoạt tinh đừng quên rắn giáo Người bán rắn là một thanh niên chạc 30 tuổi Y có khuôn mặt trắng trẻo học trò vóc người thô to của một lực điền Duy có đôi mắt tròn sáng Lúc nhìn ra xa hiền từ Lúc đảo quanh thì thật tướng cướp Trên mình y đeo một chiếc túi vải thắt ở miệng Trong thấy bùng nhùng động đậy Chắc là có vài chục con rắn Còn trên tay y Một cánh tay trắng bịn Thì lằng nhằng nhiều mảnh dẹo như người phải bỏng Bàn tay y nắm chặt Ba kẽ tay kìm chắc ba cái đuôi của ba con mang bành, cạp nong và hổ trâu. Thỉnh thoảng, y lại giật tay, ba con rắn hướng ra ba phía, quằn mình, ngóc đầu phun phì phì. Qua mấy vòng người đang túm tụm, đôi mắt sắc sảo và xanh mãnh của y chợt nhìn thấy tôi. Lập tức, y lên tiếng xua đuổi những người vây quanh. Xin mời các quý ông, quý bà giải tán ngay cho. Các vị xem, trừ địch mua, làm tới quảng cáo khán ca cổ. nào, xin mời đi ngay cho. tôi có khách mua rắn đây rồi. hắn ôn tồn truyền giọng với tôi. mời bác, bác phó cạo. em chắc chắn là bác sẽ mua rắn cho em. nếu em đoán sai, bác cứ vả vào mặt em. tôi vội vàng phân trần. không không, chú có bán cho người ta đi. tôi cũng là nhân thể xem qua thôi người bán rắn lắc đầu quầy quậy cất giọng hóm hỉnh ấy chớ bác đừng phụ em hôm nay em bán rắn ở đây cốt chỉ để bán cho một mình bác em sinh ra trên đời này rồi làm nghề bán lũ sinh linh nguy hiểm chết người này cũng chỉ vì mình bác sau khi bác mua rắn cho em em sẽ giải nghệ bác không tìm thấy em nữa đâu bèo dạt mây trôi bác ơi chú nói kiểu này với người thứ mấy mươi rồi người bán rắn vung mạnh cánh tay ba con rắn nhập làm một bay thành một vòng rộng y cười tiếng cười sang sảng chịu bác em đã nói như thế với hai mươi bảy người rồi còn độc một mình bác nữa là đủ nhị thập bát tú sau đó chú sẽ bán cho ba mươi sáu người thiên cang và bảy mươi hai kẻ địa sát vậy ai là người mua cuối cùng em một lần nữa xin chịu bác Thôi, bác mua cho em đi. Từ sáng đến giờ, em dọi lắm rồi. Một mổ bánh mì cũng không. Tôi đăm đăm nhìn y. Câu nói của y dẫm đúng vào lòng tôi. Tôi càng bùi ngùi hơn. Và qua cách nói năng của y, nếu không phải kẻ có học, thì cũng là người lầu thông một số sách cổ của tàu. Hắn đứng vụt lên, cao lớn, khôi ngô, nón lá, áo nâu, râu quay nón lún phún càng gây bất tắc trí trong thời đại cổ Việt xa xôi. Bác xanh sao uể oải thế kia là chân âm toàn thịnh, chân dương hữu khuy. Bác phải có rắn, rắn ngâm rượu, rắn nướng trả, lấy liệt hỏa mà khu trừ hàn ta. Bác không mua rắn của em, bác định ăn nem công trả phượng nào mới được chứ? Ừ thì tôi thua chú, tôi sẽ mua. Tôi cũng đang bị phong thấp, nó hành đây. Mỗi cái tệ, tôi không biết trần rắn. Bác có bình chưa? Có đủ cả rượu nữa. Vậy em sẽ trần rắn cho bác. Bác lấy tam xà e không đủ. Bác lấy dùm em bộ ngũ xà hay hơn. Một mang bành, một cặp nong, một hổ trâu, một ráo, một mai gầm nhé. Đám người giãn ra. Chúng tôi chậm chậm đi qua cầu thê Húc thấy bước chân của người bán rắn tập tĩnh khó khăn, tôi hỏi. Chân chú làm sao thế? Thọt. Chiến đấu à? Cũng có thể ví với chiến đấu được, em bị rắn cắn vào mông, may mà có mẹo gia truyền thoát chết, chỉ bị thọt thôi. Lúc nãy chú chào tôi là ông phó cạo, sao chú biết? Dân sinh sống quanh bờ hồ này ai chẳng rõ bác vậy là chú đã quẩn quanh khu vực này lâu rồi ư cũng như bác dòng đời cuốn dạt chúng ta đến một chỗ chú ăn nói sách vở gớm học đến đâu rồi em chẳng có bằng cấp gì cả không quan trọng trường đời sâu sắc hơn chính thế biết bao người vĩ đại không mẩu văn bằng học vị để xem chú có vĩ đại không đã hay chỉ là một thằng bẹp mép. Mấy thằng bán lơ trắng, lơ hồng, nó còn dẻo mồm gấp 10 chú. Chịu bác, nhưng loài người biết dùng nọc rắn để chữa bệnh cho mình, lấy độc trị độc, đó chẳng là sự khôn ngoan tột đỉnh của con người sao? Điều đó thì đúng là vĩ đại. Chúng tôi về đến đền, tôi vào phòng sửa soạn rượu và bình người bán rắn thì ra cầu ao lẽ ra nên gọi là cầu hồ để mổ rắn y làm việc cực kỳ thành thạo chỉ 15 phút sau năm cái thân rắn đã sạch sẽ khoanh tròn trong bình thủy tinh và ngâm chìm trong năm lít rượu màu xanh nhạt tôi lặng lẽ quan sát anh chàng nhanh nhẹn tuy què thọt giọng nói vừa trung thực một cách quê mùa vừa quá ư láo lỉnh kiểu đường chợ thành thử không thể bỗng chốc đánh giá đúng thực chất con người này cảm giác của tôi là ở y có nét đáng thông cảm tuy rằng không phải gây cho tôi một đôi điều ngờ vực thôi được nhiều vải mai biết này tên chú là gì ý nhỉ chi bác ạ đặng quân chi một cái tên rất hay ông cụ cậu là một nhà nho chăng Chính thế nhưng cụ em mất từ hồi em còn trong bụng mẹ. Ông chú em đặt tên cho đấy. Thế thì chú cậu cũng cho Nho nhè gì, ông chú em biết vài chữ đủ để đọc tên thuốc bắc. Đọc được tên thuốc bắc là khá. Khá cái ăn mày, đọc được không viết được như các bà nhớ quân bài Tam Quốc thôi. Ông chú đặt cho cậu cái tên quá nhiều ý nghĩa đấy. Bác bảo sao? Này nhá, theo tiếng Việt, quân chi nghĩa là hạng người nào? Theo nghĩa Hán là bậc hiền ấy. Người bán sắn cười ngặt nghẽo. Lúc nhỏ em chỉ là quân. Từ khi bị thọt, ông chú thêm cho chữ chi nữa. Bà có biết chữ nho không? Như người ta thuộc quân bài Tam Quốc thôi. Có khi em khá hơn bác. Bác xem đây. Nói xong, quân chi vạch ra đất hai chữ nho, cứng queo queo và sạch sẹo như đặt xếp bằng que vậy. Tôi mỉm cười. Một chữ hán, một chữ nôm. Nho cả đấy, bố trẻ ạ. Không, một hán một nôm, đây là hai chữ quần tre. Ông chú chơi sỏ thằng cháu. Như thế nào? Một là ông ấy ghét cậu. Đúng, cực kỳ ghét. Em hay ăn trộm thuốc bắc của ông ấy bảo cậu là loại lấy quần mà che. Hai là nói lái thì quần che tức là què chân cũng có thể tán rộng ra là thằng quần trị, thằng quẫn trí, thằng... Quần trì hét to. Đúng là bọn nho thâm lắm. Chết chết, em xin lỗi bác. Nhưng quả thật, ông chú đều cực kỳ. Mà thôi, muộn rồi. Em xin bác tiền rắn. Vợ con em nó còn đợi. Khi nghe thấy số tiền, tôi lạnh cả người. Một bộ ngũ xà 80 đồng, tiền năm 1972. Công trần rắn, rửa rắn hai chục nữa, vị trí là 100. Vậy mà tiền công cắt tóc của tôi chỉ có ba hào một đầu người lớn, hai hào một đầu trẻ con. Phải lấy hết can đảm, tôi mới giữ vẻ bình thản, đặt vào tay người bán rắn 100 đồng chẵn. Quần trì hởi hả cười. Còn 10 cái mật nữa, bạc lấy dùm em bao nhiêu hai chục tôi hết cả tiền rồi tùy bác ngâm rượu mà không có vài chục cái mật rắn kèm theo thì chẳng khác gì ngâm thịt ếch tôi tưởng mỗi con rắn có một cái mật chứ mật là lộc của em em chỉ bán rắn không bán mật bác có thấy em giao bán mật rắn không vậy là tôi mắc lỡm chú à Luật giang hồ của dân bán rắn chúng em như vậy, vì thế quê hương chuyên nghề bán rắn của em mới gọi là lệ mật. Đúng là đồ rắn độc. Quân trì chân cháo thừa nhận cực kỳ độc bác ạ. Bác có chửi xéo tên thành hoàng làng nhà em thì lúc mổ rắn cho bác em vẫn giấu mật vào mồm, có trời tìm. Thằng quẫn trí, thằng què chân, thằng quần chê. Người bán rắn cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt, cười như chưa bao giờ được cười. Nghe tiếng cười ấy, lòng tôi dịu lại. Đặng quân chi bỗng ngừng cười thấp giọng bảo tôi. Nhưng em không tệ với bác đâu. Mười cái mật rắn em chỉ lấy bác một chục thôi. Bác thấy em chơi đẹp không? Em nói thật nhá, bác yếu lắm. Chân dương của bác hừ thoát hết. Phải đôn nhiệt hồi hỏa mới mong khang cường và diên thọ. Mà như vậy, không gì bằng mật rắn. Thế bình rượu của tôi cần bao nhiêu mật rắn? 108 ứng với số sao Thiên Cang và Địa Sát. Sau khi nhồi vào bụng bác đủ 108 vị anh hùng này rồi, bác sẽ tha hồ tung hoành trong đám chị em. Chú là một trong những tên đầu bò mà tôi bắt gặp đấy. Em biết bác nghèo, phó cạo thì giàu với ai được? Vì vậy mỗi ngày em sẽ đưa dần cho bác 10 chiếc mật rắn. Thế nhá. Chào bác. Good bye. Au revoir. Tái kiến. lại bác ạ. À. Cuộc đời có nhiều cái tình cờ, cái ngẫu nhiên, có lúc trùng lặp như cố ý bịa chuyện. Một bình rượu rắn muốn hết mùi thanh nồng, phải ngâm thêm táo tàu, đỗ trọng và cam thảo, mà cũng phải 6 tháng sau đó mới có thể uống được bình rượu của tôi không ngoài quy luật ấy, nghĩa là còn niêm phong kỹ trong góc nhà. ấy vậy mà tôi tự dưng lại béo dần ra, rồi dần dần hồng hào, si phệ thực sự. Hồi đó tôi ăn cơm tập thể ở phố hàng dày, mỗi bữa ba hào. Đôi khi người ta lại tìm thấy trong những thùng mì sợi một xác cóc hoặc một xác chuột nhắt. Béo đẫy vì vậy chăng? Đặng quân chi vồ lấy cơ hội ấy, mỗi lần quảng cáo tác dụng của rắn, cậu lại đem tôi ra làm thí dụ sống động. Y rêu rao thật vang cho mọi người nghe. Kìa kìa ông phó cạo, vốn gầy bùng gầy beo, uống rượu rắn ít lâu, trở thành đô lực sĩ. Bây giờ ông béo ị như chú khách hàng bồ, rất đẹp lòng các cô, rất vừa ý các mợ. Với người khác, chắc chắn chỉ dùng đến một cái tát còn tôi thì tôi phải lạy van mãi quần tri mới chịu ngừng rêu rao cái bài vẻ khả ố đó từ hôm bán rắn cho tôi cậu ta coi tôi như người thân ra vào trong đền như là vào nhà riêng có lúc cậu ta lễ độ có lúc cậu ta lại nhân nháo khiến mấy ông già ở trong đền vừa vui vẻ vừa khó chịu thực hiện cam kết với nhau cứ cách vài ngày Quân chi lại trao cho tôi một gói giấy. Hôm thì tám, hôm thì mười cái mật rắn. Có lúc cậu ta đích thân đem tới cho tôi. Hôm nào bận việc gì đó, cậu ta bảo vợ cầm đến. Nói tới cái khoản vợ của cậu ta, kể thật cũng quái đạt. Một lần tôi hỏi Đặng Quân Chi. Chú có mấy vợ? Người bán rắn mặt tỉnh Anh Lê trả lời. Em một vợ, hình như ba vợ thì phải. Em lạy bác, một vợ còn chẳng có khú mà mang nữa là. Em chẳng dại. Người ta có câu, một vợ nằm ngủ khoeo, hai vợ ra chuồng heo, ba vợ ăn bánh bèo. Thế sao mỗi lần mang mật rắn đến cho tôi, lại một cô khác mặt? Một cô rỗ hoa, má lúm đồng tiền. Một cô gầy yếu nhẽo nhèo, như cái rẻ vắt vai. Một cô thì lùn tròn tròn, tròn xe như hạt mít ấy nghe nói các cô ấy đã đánh xé nhau phải không? Đặng Quân Chi ngẩn mặt ra dây lát, vừa sượng sùng vừa chơi chẽ. Em xin chắp tay lệ phục bác. Thôi thì bác đại xá cho em. Cái thằng thổi sáo mù đặc kia còn cuỗm được cả hai chị em. Huống chi em lừng lững một đấng vùa rắn độc thế này. Đấy là việc của chúng tôi không phản đối, cũng không khuyến khích. Đào hoa lắm thì tự khổ thôi. Sau khi người bán rắn tập tĩnh đi xa, tự dưng tôi thấy buồn buồn trong lòng. Thằng cha cũng khá nhanh nhạy, nói theo kiểu cổ là khá mẫn tiệp. Cái gì đã đẩy hắn tới cảnh huống hôm nay? Điều gì khiến hắn lênh phênh, bừa bãi và dối trá? Tôi thở dài, cảm chuyện người, cảm chuyện mình. 108 vị anh hùng mà Đặng Quân Chi hoặc các cô vợ y giao cho tôi, tôi cẩn thận gói lại cất đi. Mỗi lúc đưa mật cho tôi, quân chi thường khuyên tôi nên nuốt vào bụng hơn là ngâm trong rượu. Tôi chỉ im lặng nhìn hắn rồi lục tìm ví tiền lép kẹp của tôi mà chả đủ số. Hắn cũng im lặng nhìn tôi. Cả hai như âm thầm đối thoại với nhau rằng Tội nghiệp ông già phó cạo, tôi thương ông. Nhưng tôi vẫn cứ lột sạch một ngày công vất vả của ông, bởi vì tôi đói này thằng que tao biết rõ mày đã đối xử thế nào cùng tao nhưng cầm lấy cho khỏi đói còn tao tao chịu khó thức khuya câu ít cá dưới hồ cũng kiếm được vài đồng bạc đừng lo cho tao bẵng đi nửa tháng trời không thấy đặng quân chi vào chơi trong đền kể cũng lạ tự dưng tôi thấy bồn chồn đượm chút lo lo cho hắn như tình cảm đối với chính người ruột thịt của mình vậy không đừng được Tôi phóng xe đạp đi tìm một vài đầu phố, nơi hắn vẫn ngồi ba hoa với đám đông mua rắn. Tại một cửa hàng bún sáo, tôi gặp người vợ thứ hai, cái cô gầy yếu nhèo nhẽo của hắn. Cô đang vừa ho, vừa nhổ lông vịt lông ngan. Hàng chục con ngan và vịt đã cắt tiết, nhúng nước sôi, nằm trong một chiếc rổ lớn. Này, độ này chồng cô đi đâu thế? Tôi hỏi. Cô gái không trả lời, tôi lạ lùng và kiên nhẫn hỏi lại cô ta đến lần thứ ba câu hỏi ấy. Cô gái khó nhọc ngẩng mặt lên, nét mặt xanh xao, đôi mắt trắng rã như mắt lợn luộc. Rồi cô cười khì một tiếng, khuôn mặt nhăn nhúm, thảm thương. Ông hỏi chồng tôi ấy à, cái thằng tập tĩnh trời đánh thánh vật ấy à, mời ông vào nhà đá mà tìm nó. Chồng, chồng cơ đấy. Chuyện thế nào thế cô? Trời đất ơi, đã bở hơi tai ra không thở được còn đến quấy giày. Ông có mắt không? Mắt thì lúc nào tôi cũng có, ở trên mặt tôi đây này. Thế ông thăng manh à, mà không thấy từ giờ đến chiều tôi còn phải nhổ lông, mổ lòng những từng này ngan vịt để cho bà chủ hàng có thịt bán bún. Ông có biết thương người không? Bây giờ thì tôi biết thương đây. Nói xong, tôi rút ở túi ra và dúi vào tay cô ta tờ giấy hai đồng. Nét mặt cô gái dịu đi. Đôi môi cũng mất vẻ cong cớn. Cô nói. Nó đi tù rồi. Ra mà công an hoàn kiếm ấy. Nếu ông sót nó thì mời ông vào đấy mà tiếp tế cho nó. Rầy ra gì? Tội gì thế? Nổi cáo với khách rồi quăng rắn vào mặt khách để cho mang bành cắn vào mặt người ta. Chết chết, mang bành độc lắm. Người ta có việc gì không? ông đi mà hỏi họ thế các cô vợ của chú ấy có đi thăm hỏi chú ấy không các cô nào vợ nào cả tôi nữa phải không cô ta nhìn tôi lộ vẻ diễu cợt khinh bỉ rồi cười giòn một hồi ôi cái ông phó cạo tội nghiệp này đúng là người đời chẳng có đứa nào là chồng cũng chẳng có con nào là vợ ái tình bờ hồ mà ông ơi là ông ơi Nhân đây tôi xin có lời mách dùm ông nhé. Tôi hỏi ông đã nuốt hết mấy chục cái mật rắn chưa? Chưa. Vì sao vậy? Tôi ngờ ngợ có cái gì không ổn, nên là tôi không nuốt. Ôi, thế thì ông ở hiền gặp lành đấy. Thế à? Chứ gì nữa, toàn là mật vịt mật ngan cả đấy thôi. Mà thủ phạm tiếp tay chán là cô. Còn ai nữa Sao cô lại nỡ thế? Đói mà, Đức ông ơi. Một cặp canh ti rất đẹp đôi đấy. Cũng cảm ơn ông có lời khen. Thôi, tôi trả lời ông vậy cũng bỏ hai đồng bạc của ông rồi đấy. Lại chừng nửa tháng sau. Một hôm tôi liều mạng sang bên huyện Gia Lâm vào giữa ban ngày. Tôi nói liều mạng vì hồi ấy máy bay Mỹ bắn phá dữ dội thành phố chẳng mấy ai dám đi cầu phao sông Hồng vào lúc 9-10 giờ sáng cả, trừ một số cán bộ và bộ đội có công chuyện khẩn cấp. Cũng may, không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 6 giờ chiều, tôi về đến nhà, người nhão như mệt mỏi. Đặng quân chi ngồi lù lù trên chiếc ghế đá ở ngoài dinh chấn ba. Thấy tôi, hắn đứng lên reo to. Ôi, bác có mong em không? Cũng có mong, còn em thì nhớ bác quá. Cứ cho là như vậy đi. Chú vui vẻ nhỉ. Mà xanh sao bùng beo thế kia kìa. Chả sao bác ạ. Em về lệ mật xây lễ ba gian nhà thì cũng phải lo cho có chỗ chui rút chứ bác. giá mà bác về chơi thăm cơ ngơi nhà cửa của em. Cực kỳ bác ạ. Toàn băng cá. Em nhờ đổ bê tông thôi. Có cửa sổ sắt. Có người bùng súng đứng khác cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm đúng không? Đặng quân chi tròn mắt lẻ lưỡi đứng im. Tôi bảo hắn theo tôi vào phòng. Thuốc lá, trà, rượu. Chúng tôi chuyện trò cùng nhau chừng vài tiếng đồng hồ. Đặng quân chi uể oải ngáp dài, đứng lên vươn vai. Bác cho em suy nghĩ đã. Cảm ơn bác đã thực tâm cho em những lời vàng ngọc. Bác đã lo cho em hơn cả mẹ đẻ của em. Nhưng em không về Gia Lâm đâu. Em ớn cái đời công chức lắm. Sao vậy? Tâm tính em hỏng mất rồi. Và lại, người ta nói, sập gụ nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội. Bậy nào, bên ấy là cơ sở sản xuất lớn. Người ta cũng chẳng thiếu gì kẻ đảm đương công việc. Chỗ họ thân quen với tôi. Họ nể lời mới nhận chú đấy. Em chán ngấy rồi. Theo Phật chết đói theo quan chết đòn đem thân về với triều đình hàng thần lơ láo phận mình ra sao chắc bác lại cho rằng em bịp nếu em nói trước đây em đã từng là ủy viên văn xã của một huyện ư không về điều này thì tôi hoàn toàn tin vậy mà bác còn gò bó em em hỏng mất rồi không làm lại được đâu ngày xưa cũng có lúc tôi nghĩ thế thì ngày nay bác vẫn là trốn việc quan đi ở chùa đấy thôi tôi khác chú khác chú còn trẻ gần lửa thì mặt nào cũng rát như nhau mà kỳ quái thật bác biết rõ ràng em lừa bịp bác từ đầu đến chân sao bác còn thương em tôi cũng đã tự hỏi mình như vậy thế thì bác nhọc lòng làm gì quả thực chú đã tệ bạc với tôi quá nhiều chú què có điều chú đã bắt được tôi làm tù binh kể từ hôm chú nói với tôi rằng chú đói từ bé đến giờ tôi cũng đã đói nhiều lần mà đói khủng khiếp ấy. Chú thì chẳng biết gì về cái đói năm ất dậu đâu. Đối với em, những chuyện cổ tích ấy chẳng có ý nghĩa gì. Và bác, em xin bác đừng đem những giáo lý khô khan, vô hồn ấy mà ràng buộc em. Trước hết em chẳng có tài cán gì để mà đáng tiếc. Hay là có tài thực sự cũng chẳng có ích gì. Đời lộn xộn lắm. Ngày mai, Em lại đi bán rắn Bán mật rắn ấy. Nghĩa là lại bịp ư? Rắn thực sự Sao lại gọi là bịp Rắn thật mật giả Cái số mật gan mật vịt ấy Tôi đã ném xuống hồ cho nó bơi rồi Nét mặt đặng quân chi lạnh băng Không xấu hổ Không ân hận Cũng không nhân nháo Và cũng không quỷ quyệt hơn Tôi không thuyết phục tu tỉnh nổi Cho người bán rắn về sau hắn đi đâu tôi không rõ hắn trở nên ngay thẳng hơn hay cong queo hơn tôi không biết tôi hài lòng về mình tôi đã làm cái phần việc cái nghĩa vụ trong phạm vi có thể của mình đôi lúc nghĩ tới đặng quân chi tôi cũng hơi buồn buồn nhưng biết làm sao được những mảnh đời trong đó có tôi cứ việc tản ra cứ việc tụ lại theo gió theo bão cuộc đời rào rạt cuốn đi